Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 246. Phải không? Diệp Thần trên mặt lóe lên vẻ lạnh lẽo, ánh mắt rơi vào Lý Thiên Tuyệt hai chân bên trên, chậm rãi giơ chân lên, thì phải hướng Lý Thiên Tuyệt hai chân đạp đi. Không phải là không thích quỷ sao? Ừ, vậy không thể làm gì khác hơn là giúp ngươi một chút, gãy chân, còn có thể đứng được sao? Lý Thiên Tuyệt thấy vậy, trong mắt rốt cuộc dâng lên vẻ sợ hãi, cái tên đáng chết này căn bản là cái người điên, làm việc hoàn toàn không suy nghĩ hậu quả à? Chẳng lẽ, ta Lý Thiên Tuyệt hôm nay thì phải ngã ở chỗ này? Mọi người ở đây cũng lấy là, Lý Thiên Tuyệt hai chân phải bị Diệp Thần đạp gãy lúc đó, Diệp Thần nhưng là đột nhiên thần sắc động một cái, ngừng động tác, hướng trời cao bên trong nhìn. Khảo hạch các người, thấy vậy sửng sốt một chút, Diệp Thần thế nào? Nháy mắt tức thì, ba đạo vô cùng cuồn cuộn, thậm chí, áp đảo còn thật trên khí tức kinh khủng hạ xuống ở cái này viêm chân vực bên trong, vô số khảo hạch người đều là ngây ngốc hướng bầu trời bên trong nhìn. Chỉ gặp, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt, ba đạo làm thần hồn của bọn họ cũng làm run rẩy bóng người. Huyền Hàn Ngọc thanh âm, ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên nói, Diệp Thần, cẩn thận một chút, cái này ba người thực lực, rất mạnh, đã vượt qua còn chân cảnh. Bọn họ cần phải là Đông Hoàng Thiên Điện cao tầng. Cái này ba người chính là Đông Hoàng Quên Cơ Hội, Vạn Vô Quang, cùng Hứa Yến Linh. Ba người rất nhanh liền rơi vào Diệp Thần trước người cách đó không xa. Đông Hoàng Quên Cơ Hội mỉm cười nói, bản đế, chính là Đông Hoàng Thiên Điện đứng đầu, chúc mừng các vị, hoàn thành lần này khảo hạch. Hiện tại, bản đế đem tuyên bố khảo hạch hạng trước 10 người, bị niệm đến tên chữ khảo hạch người, tiến lên. Đây là... Lý Thiên Tuyệt tựa như thấy được cứu tinh vậy, cao giọng nói, ba vị tiền bối, cứu ta. Đông Hoàng Quên Cơ Hội ba người hướng Diệp Thần cùng Lý Thiên Tuyệt xem ra, ánh mắt nhỏ tránh. Trên thực tế, bọn họ phủ xuống thời cơ nói trước, vì chính là ngăn cản Diệp Thần cùng Lý Thiên Tuyệt chiến đi xuống, bọn họ không hy vọng thấy cái này hai cái tiền đồ vô lượng thiên tài lúc này không chết không thôi. Đây là, Hứa Yến Linh sắc mặt lạnh như băng nhìn về phía Diệp Thần nói, thằng nhóc, ngươi đang làm gì? Còn không vội vàng từ Lý Thiên Tuyệt bên người rời đi. Lý Thiên Tuyệt nghe vậy, mừng rỡ. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng, tên này tóc bạc mặt hồng hào thiếu phụ, hiển nhiên, là đứng ở mình nơi này. Diệp Thần nghe vậy, khẽ cau mày, nhìn về phía Hứa Yến Linh nói, tiền bối, ta và Lý Thiên Tuyệt tới giữa, có chút ân oán cá nhân. Trong chốc lát, đám người nghe vậy, đều là sửng sốt một chút, có chút không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nghĩ như thế nào? Lại liền Đông Hoàng Thiên Điện cao tầng cũng dám chống đối. Rất nhanh, không ít người trên mặt đều là hiện lên nghiền ngẫm vẻ, bọn họ biết, Diệp Thần phải xui xẻo. Cho dù ngươi là vạn cổ yêu nghiệt, nhưng, những cái kia cường giả chân chính uy nghiêm cũng là không cho ngươi mạo phạm. Cường giả nói thế nào, ngươi liền phải làm sao, còn dám hồi chủy. Ân oán cá nhân. Ha ha, hiện tại coi như là sinh tử đại thù. Vậy được nín à? Trong đó, cao hứng nhất chính là Lý Thiên Tuyệt. Hắn vô cùng mỉa mai nhìn Diệp Thần, thằng nhóc này mạnh hơn nữa thì thế nào? Không có đầu óc, không thể nào phối hợp được đi xuống, sớm muộn được chết. Quả nhiên, Hứa Yến Linh nghe vậy, sắc mặt ngay tức thì âm hàn liền xuống, nàng từng bước, đi tới Diệp Thần trước mặt nói, ngươi, muốn không vâng lời ta. Trong chốc lát, một cổ vô cùng hào hùng uy áp, ngay tức thì bùng nổ. Hướng Diệp Thần gào thét đi, đám người chỉ cảm thấy được ngực một im lìm, không cách nào hít thở. Mà đây, còn chỉ là cảm nhận được liền một chút hơi thở mà thôi, có thể tưởng tượng được, Diệp Thần giờ phút này tiếp nhận áp lực có kinh khủng dường nào. Diệp Thần cùng Hứa Yến Linh đối mặt, thần sắc cũng là băng lạnh xuống. Hắn khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Hắn không có làm sai bất kỳ chuyện, Lý Thiên Tuyệt đánh thua cuộc, thì phải quỳ xuống, lẽ bất di bất dịch. Bất kể là ai, ngăn ở trước mặt hắn, hắn đều sẽ không nhượng bộ. Diệp Thần nhìn trước mặt tóc trắng thiếu phụ, khóe miệng cho dù chảy máu, nhưng như cũ dương lên một nụ cười. Ngay tại lúc này, hắn chợt nhấc chân, hướng Lý Thiên Tuyệt đạp đi, rắc rắc hai tiếng vỡ vang lên, đi đôi với một tiếng hét thảm vang lên. Bị Diệp Thần nhất kích trọng thương Lý Thiên Tuyệt, giờ phút này, căn bản không có năng lực phản kháng, hai cái chân từ đầu gối vị trí bị Diệp Thần miễn cưỡng đạp gãy. Trong chốc lát, toàn bộ viêm chân vực, tựa như trở thành bắc cực vậy, âm lãnh âm lãnh. Hứa Yến Linh có chút khó có thể tin nhìn Diệp Thần,
trong mắt lóe lên một đạo sát ý. Diệp Thần nhưng là khẽ mỉm cười nói, ta liền không vâng lời ngươi, thế nào? Giờ phút này, liền liền Đông Hoàng quên cơ hội cùng Vạn Vô Quang hai người đều là khẽ cau mày, vốn là, hai người là đứng ở Diệp Thần bên này, bỏ mặc Diệp Thần hấp thu địa mạch hố lửa, dùng là thủ đoạn gì cùng Lý Thiên Tuyệt đánh một trận, hắn đã chứng minh mình thực lực cùng tiềm lực. Mặc dù, lâu dài xem ra Diệp Thần tư chất chưa chắc có thể hơn được Thái Cổ Thị huyết mạch, nhưng, người là yêu nghiệt sự thật này đã không cho phép nghi ngờ. Có thể, hiện tại, bọn họ trong lòng đối với Diệp Thần nhưng là có chút bất mãn. Thằng nhóc này thật ngông cuồng ngạo. Liền Đông Hoàng Thiên Điện cao tầng cũng dám công khai cãi lại, quét Hứa Yến Linh mặt mũi. Đông Hoàng quên cơ hội cùng Vạn Vô Quang đều là lắc đầu một cái, bọn họ biết, Diệp Thần phải xui xẻo. Hứa Yến Linh lòng dạ nhưng mà nổi danh nhỏ mọn, có thể nói chừng mắt phải trả. Nàng được gọi là La Sát Quỷ Mẫu, không phải là không có nguyên nhân, không biết bao nhiêu người, bởi vì đắc tội Hứa Yến Linh, bị quất hồn luyện phách, trọn đời hành hạ. Cho dù Diệp Thần là tiểu bối, như vậy khiêu khích Hứa Yến Linh, Hứa Yến Linh vậy sẽ không để ý tới thân phận, trực tiếp đối với hắn ra tay. Bất quá, Đông Hoàng quên cơ hội đám người cũng sẽ không ngăn cản. Diệp Thần mặc dù rất tốt, nhưng, chưa trưởng thành yêu nghiệt, giá trị là căn bản không cách nào cùng một tên Thiên Điện trưởng lão, coi như nhau. Cho nên, bọn họ không sẽ vì Diệp Thần đắc tội Hứa Yến Linh. Dĩ nhiên, bọn họ vậy sẽ không thật để cho Hứa Yến Linh cứ như vậy giết Diệp Thần, nói như vậy tổn thất quá lớn. Ở bọn họ xem ra, Diệp Thần bị dạy dỗ vậy là một chuyện tốt, tâm tính như vậy cần mài dũa một chút, chỉ cần Diệp Thần bị nghiền ép sau đó, phục cái mềm. Bọn họ liền sẽ xuất thủ ngăn cản Hứa Yến Linh. Ngay tại Diệp Thần lời mới vừa nói xong, Hứa Yến Linh chính là ra tay. Làm sao động thủ, rất đơn giản, một cái tát. Bình thường không có gì lạ một cái tát, nhưng chính là như thế một cái tát, hướng Diệp Thần đánh tới lại là để cho hắn sắc mặt biến đổi, cả người cứng ngắc, căn bản không có bất kỳ né tránh chỗ trống. Một khắc sau, bót đích một tiếng, một tát này phiến ở Diệp Thần trên mặt. Mà nhìn như, tiện tay đánh ra một cái tát nhưng là hàm chứa khó có thể tưởng tượng cự lực, Diệp Thần cả người giống như đạn đại bác vậy, bị ngay tức thì oanh bay, ầm một tiếng vang thật lớn, đem xa xa một ngọn núi lớn đập thành nghiền. Đông Hoàng quên cơ hội cùng Vạn Vô Quang đều là sắc mặt biến đổi. Hứa Yến Linh ra tay quá nặng. Đây là muốn trực tiếp đánh chết Diệp Thần à? Giờ phút này, Diệp Thần cả người máu tươi, không chỉ có như vậy, toàn thân cao thấp xương cốt đều đã nghiền. Kinh mạch, máu thịt vân, bể nát không biết nhiều ít. Bị một trưởng kia đánh chúng ngay tức thì, Diệp Thần lại là cảm nhận được liền một loại sinh tử cảm giác. Nếu không phải sinh mệnh lực của hắn quá mức mạnh mẽ, thân xác bước qua thành thánh ngưỡng cửa, cứng rắn là dựa vào vô cùng sức sống, khiêng tới đây, Hứa Yến Linh một tát này, rất có thể đã muốn hắn tánh mạng à. Đáng chết! Diệp Thần cặp mắt bên trong phân bố tia máu, lửa giận cuồng trào. Hắn hiện tại không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể chặt chẽ nhìn chằm chằm Hứa Yến Linh, ở bên trong tim gào thét nói ta muốn giết tiện nhân kia. Sóc lão, Huyền Tiên Tử, mượn ta lực lượng. Hắn cuối cùng không có làm sai bất kỳ chuyện, liền bởi vì không vâng lời Hứa Yến Linh, sẽ bị đánh. Hứa Yến Linh dựa vào cái gì ra lệnh cho hắn? Hắn hiện tại thậm chí còn không phải Đông Hoàng Thiên Điện đệ tử. Tự Cừ Đan Hạnh cùng Chu Uyên thấy vậy. Đều là không nhịn được kinh hô một tiếng nói, Diệp Thần. Công tử, Sóc Lão cùng Huyền Hàn Ngọc trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, thằng nhóc, cho dù chúng ta mượn ngươi lực lượng, ngươi vậy tuyệt không phải nữ nhân này đối thủ, chênh lệch, quá lớn. Huyền Hàn Ngọc cũng là nói, Diệp Thần, cho dù ngươi lá bài tẩy dốc hết, đừng nói chiến đấu, căn bản liền đụng phải nàng tư cách cũng không có. Diệp Thần chặt chẽ siết quả đấm, hắn đã lâu không có cảm thụ qua cái loại này không có sức. Loại khuất nhục này. Hứa Yến Linh cười lạnh, đi tới Diệp Thần trước mặt, mắt nhìn xuống Diệp Thần nói, tiếp tục cuồng à. Tiếp tục giả bộ à. Ha ha, đây chính là không vâng lời ta kết quả. Nàng cặp mắt khẽ híp một cái, đáy mắt thoáng qua lau một cái vẻ tham lam nói, thằng nhóc, người ở chiếm đoạt viêm chân hỏa lúc đó, ăn gian chứ. Hiện tại, đem người ăn gian lúc sử dụng bảo vật giao ra, lại cho bổn tọa dập đầu nói xin lỗi. Như vậy, bổn tọa có thể tha ngươi một mạng. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Vạn Vô Quang đều là khẽ cau mày, trong lòng có chút nóng nảy. Diệp Thần nhanh chóng nhượng bộ à, nếu không, bọn họ đều không cách nào ra tay ngăn cản Hứa Yến Linh.
mà Lý Thiên Tuyệt chính là mặt đầy vẻ dữ tợn, hắn hy vọng Diệp Thần tiếp tục ngu xuẩn đi xuống, trực tiếp chết ở Hứa Yến Linh trong tay. Diệp Thần nhìn Hứa Yến Linh nhưng là cười, trong miệng tràn đầy máu tươi cười, nụ cười này nhìn như vô cùng khủng bố. Đông Hoàng quên cơ hội trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu, hét lớn một tiếng nói, Diệp Thần. Còn không cho Hứa trưởng lão nói xin lỗi. Ngươi đang cười cái gì? Diệp Thần không có để ý Đông Hoàng quên cơ hội, hướng về phía Hứa Yến Linh cười như điên nói, dập đầu nói xin lỗi. Ta nói xin lỗi cái gì, thúi bà cụ, ta Diệp Thần thề với trời, chỉ cần hôm nay không chết, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem ngươi đối với ta chuyện làm, dù sao cũng lần đòi lại. Đông Hoàng quên cơ hội cùng Vạn Vô Quang, thậm chí là Hứa Yến Linh mình, đối với Diệp Thần vậy gần như điên cuồng, lại có âm lãnh tới cực điểm ánh mắt lúc đó, đều là không khỏi được trong lòng run lên. Thứ ánh mắt này, bọn họ rất quen thuộc. Đông Hoàng quên cơ hội các người cũng rõ ràng, giờ phút này Diệp Thần và Hứa Yến Linh đã không chết không thôi. Đông Hoàng quên cơ hội hai người nhìn nhau một cái, đều là khẽ thở dài một tiếng, bọn họ biết, Diệp Thần chết chắc. Nếu hắn đã cùng Đông Hoàng Thiên Điện cao tầng không chết không thôi, đó chính là cùng toàn bộ Đông Hoàng Thiên Điện là địch, vì vậy, bọn họ sẽ không cho phép Diệp Thần còn sống. Hứa Yến Linh nhưng là thần sắc như thường, nàng đi tới ngày hôm nay bước này bị uy hiếp, quá nhiều, cho dù Diệp Thần ánh mắt, để cho nàng có chút lòng rung động, nhưng vậy sẽ không thật để ở trong lòng. Diệp Thần có lẽ là vạn cổ yêu nghiệt, bất quá, chưa trưởng thành yêu nghiệt, cái gì cũng không phải. Hứa Yến Linh nhàn nhạt nói, ngươi không cái này cơ hội, bởi vì, hiện tại, ngươi sẽ chết. Vừa nói, hắn chậm rãi giơ tay lên, trong tay vô số quy luật lực mãnh liệt, cái loại này pháp thì đã vượt quá thiên đạo hạn chế, khủng bố tới cực điểm, cho dù lấy Diệp Thần sinh mệnh lực, sợ rằng cũng sẽ bị ngay tức thì mất đi thành cặn bã, sinh mạng căn nguyên cũng sẽ ở lực lượng này dưới tiêu tán không còn một mống. Diệp Thần chặt chẽ cắn răng, hắn muốn tự bảo, có thể vượt qua còn chân cảnh võ giả nhất kích. Chân thực quá mạnh mẽ, đã tổn thương đạt tới liền hắn căn nguyên, hắn hôm nay, liền tự bảo cũng không làm được. Diệp Thần ánh mắt buồn bã, đáy lòng thở dài nói, chẳng lẽ, ta con đường võ đạo, tới nơi này, chính là điểm cuối. Ngay tại lúc này, một đạo hơi nhỏ thanh âm run run nhưng là bỗng nhiên vang lên nói, tiền bối, ta. Ta là hắn, hướng ngài nói xin lỗi, mời ngài, tha Diệp Thần một lần. Đám người nghe vậy đều là sửng sốt một chút. Hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, chỉ gặp, một tên cô gái tuyệt mỹ từ đám người bên trong, đi ra. Hứa Yến Linh chậm rãi hướng hắn nhìn một cái, cô gái này bất ngờ chính là Tự Cừ Đan Hạnh. Đối mặt Hứa Yến Linh ánh mắt, Tự Cừ Đan Hạnh thân thể mềm mại run rẩy một tí, chỉ là cái nhìn này liền hàm chứa vô cùng khổng lồ áp lực, phảng phất có trăm nghìn ngọn núi lớn, đồng thời đặt ở nàng trên mình vậy. Nhưng, Tự Cừ Đan Hạnh như cũ lấy dũng khí. Nhìn về phía Hứa Yến Linh chậm rãi quỳ xuống nói, thỉnh cầu tiền bối, thả qua Diệp Thần. Vừa nói, dập đầu. Cả đời này, Tự Cừ Đan Hạnh không có cho người dập đầu qua đầu, hiện tại, nhưng dập đầu. Hứa Yến Linh thấy vậy nhưng là mặt không cảm giác, một khắc sau, Tự Cừ Đan Hạnh phát ra một tiếng thét chói tai, miệng phun máu tươi, đổ bay ra, hơi thở phập phồng không chừng, hiển nhiên, bị trọng thương. Thấy một màn này. Diệp Thần ánh mắt cơ hồ đều muốn trừng bể. Hứa Yến Linh nhàn nhạt nói, là hắn nói xin lỗi. Ha ha, Tự Cừ nhà nha đầu, ngươi cũng xứng. Xem ở nhà ngươi đại nhân phân thượng, bổn tọa, tha ngươi một lần. Nàng nói xong quay đầu, thì phải ra tay, nhưng vào lúc này, một đạo sợ hãi kiếm quang bỗng nhiên bùng nổ, hướng Hứa Yến Linh, chớp động tới. Hứa Yến Linh chân mày lại là nhíu một cái, hướng sau lưng nhìn, chỉ gặp. Xuất thủ là một tên ánh mắt cực kỳ trong suốt thiếu niên, chính là Chu Uyên. Vậy một đám khảo hạch người, cầm đều phải rớt xuống đất. Những người này là điên rồi sao? Một cái vì Diệp Thần quỳ xuống, một cái, thậm chí liền trực tiếp đối với Hứa Yến Linh ra tay. Cái này mẹ hắn ngại mạng mình, không đủ dài. Kiếm quang kia cơ hồ ngay tức thì liền biến mất, mà Chu Uyên đồng dạng là miệng phun máu tươi trùng trùng ném xuống đất. Hứa Yến Linh trong mắt. Hiện lên một tia giận dữ nói, trời xanh võ tử. Liền ngươi cũng phải khiêu khích bổn tọa. Ha ha, xem ra, ngươi còn thật thích hợp làm chó. Vừa nói, nàng hướng Đông Hoàng quên cơ hội nhìn một cái, nhưng là không có tiếp tục ra tay. Nàng biết Chu Uyên và Đông Hoàng quên cơ hội đã từng là nào đó phụ nữ,
trên thực tế có một ít sâu xa, mặc dù không phải là quá sâu, nhưng, nếu như nàng không để ý hết thảy xóa bỏ Chu Uyên, có thể sẽ để cho Đông Hoàng quên cơ hội có chút khó chịu. Cùng lúc đó, trên bầu trời, lơ lửng hai đạo thân ảnh. Một người vóc dáng to lớn, khắp nơi lộ ra thần bí nam tử lưng đeo thần kiếm, hai tay chắp sau lưng, con người mơ hồ có chín bánh xe huyết nguyệt lưu chuyển. Mà hắn bên người, là một cái ông già. Giờ phút này ông già mặt đỏ tới mang tai, nhìn dưới đáy hình ảnh, vô cùng tức giận. Nếu như không phải là nam tử ngăn cản, hắn có thể đã sớm lao xuống, tiêu diệt dưới đáy Hứa Yến Linh. Người bất kỳ đều không thể như vậy làm nhục Diệp Thần. Ông già nhìn về phía nam tử, ngưng trọng nói, chúng ta thật không xuất thủ không? Diệp Thần và Hứa Yến Linh khoảng cách quá lớn, căn bản không địch, chúng ta phải ra tay. Nếu không Diệp Thần sẽ chết. Nhưng mà, Nhâm Phi Phàm ánh mắt nhưng tràn đầy bình thản, hắn lắc đầu một cái, nói, hôm nay, vô luận như thế nào chúng ta cũng không nên ra tay. Diệp Thần sau lưng những tên kia cũng không sẽ thấy chết mà không cứu. Trọng yếu hơn chính là, lần này, có lẽ đối với Diệp Thần luân hồi huyết mạch, cực kỳ trọng yếu. Ta một mực có loại dự cảm, cái này nhất thế Diệp Thần luân hồi huyết mạch nguyên vẹn độ, sẽ vượt xa đời trước luân hồi chi chủ. Hắn là những cái kia cấp trên bố cục bàn cờ này bên trong, duy nhất biến số. Hơn nữa, Diệp Thần cùng nhau đi tới, cần kiếp này, Hứa Yến Linh cừu hận, sẽ để cho hắn thay đổi mạnh hơn. Diệp lão nghe được lời nói này, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không có ra tay. Hắn ánh mắt ngưng mắt nhìn cái đó cả người là máu, trong mắt nhưng lộ ra kiên quyết thanh niên, hắn biết, sau ngày hôm nay, thiên nhân vực muốn bắt đầu thời tiết thay đổi. Mà giờ khắc này, Diệp Thần ánh mắt đã biến thành một phiến yêu dị màu đỏ như máu, tự cừ đan hạnh cùng Chu Uyên, là hắn tranh thủ được một điểm này chút thời gian cũng không phải không có ý nghĩa. Diệp Thần trong cơ thể, Nhan Tuyền Nhi đang khiến huyền diễm, bao quanh một giọt máu tươi kia tựa hồ dần dần đốt đốt. Cái này giọt máu, chính là huyền yêu lão tổ dành cho hắn một giọt máu tươi. Diệp Thần chỉ hấp thu 0,1%. Năng lượng ẩn chứa trong đó. Khó có thể tưởng tượng khủng bố, mà hiện tại, Diệp Thần lại là muốn cháy cái này giọt huyền yêu tinh huyết. Làm như vậy, hậu quả rất nghiêm trọng, mặc dù, có thể tạm thời mang cho Diệp Thần bùng nổ tính lực lượng, nhưng, rất nhanh, Diệp Thần thân thể liền sẽ không pháp chịu đựng lực lượng này, mà hoàn toàn tan vỡ. Như vậy từ trong cơ thể nộ bộc phát ra lực lượng, thậm chí, so Hứa Yến Linh nhất kích kinh khủng hơn à. Trên thực tế, nếu như Diệp Thần chống cự Hứa Yến Linh nhất kích, vẫn là có từng tia cơ hội còn sống sót, bởi vì, trong cơ thể hắn, còn có luân hồi hơi thở, lấy luân hồi hơi thở tới chống đỡ sinh mạng căn nguyên, có thể sẽ không ở Hứa Yến Linh dưới sự công kích, hoàn toàn mất đi, mà chỉ cần sinh mạng căn nguyên bất diệt, Diệp Thần thì có sống lại cơ hội. Có thể nếu như, cháy huyền yêu tinh huyết mà nói, vậy thì hoàn toàn chết chắc à. Huyền yêu tinh huyết đối với thân thể phá hoại, là kéo dài tính, sẽ điên cuồng làm hao mòn Diệp Thần sinh mạng căn nguyên. Liền luân hồi hơi thở vậy không chống đỡ được bao lâu. Huyền Hàn Ngọc và Sóc Lão, tất cả giật mình nói, Diệp Thần, người đây là. Diệp Thần hoàn toàn không để ý hết thảy à, muốn hợp lại trên tất cả. Hắn biết, làm như vậy là điên cuồng, có thể, hắn nhịn không nổi nữa à. Bạn mình vì hắn ra tay, bị trọng thương, hắn làm sao nhịn. Không động thủ nữa, sẽ nổi điên, võ đạo chi tâm, sẽ hỏng mất. Ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo yêu khí gió bão, từ trên trời hạ xuống, trong chốc lát, liền liền Hứa Yến Linh đều là con người co rúm lại, cái này yêu khí lại là để cho nàng cũng cảm nhận được liền một phần áp lực. Nàng khó có thể tin nhìn Diệp Thần, trong chốc lát không cách nào hiểu. Thằng nhóc này, rốt cuộc là lai lịch gì? Hứa Yến Linh không do dự nữa, trong tay quy luật ánh sáng, bộc phát cường thịnh, một loại trình độ cao nhất âm hàn năng lượng, bộc phát ra, hướng Diệp Thần. Hung hăng đánh xuống. Một tiếng như dã thú gào thét, ở giữa trời đất bùng nổ, giờ phút này, vô cùng năng lượng, ở Diệp Thần trong cơ thể phun trào, làm hắn hơi thở, điên cuồng tăng vọt, lực lượng này chân thực quá mức khổng lồ, đem Diệp Thần ý thức cũng tách ra. Diệp Thần bề mặt, phù văn ra đạo đạo màu tím đen đường vân, tóc vậy biến thành màu tím đen, nơi mi tâm sinh ra một đạo phù văn, cặp mắt bên trong, cũng là ánh sáng tím chớp động, đồng thời, Nhan Tuyền Nhi cũng là đem phần huyết quyết vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, Diệp Thần sau lưng xuất hiện đối với ngọn lửa vũ dực, nhìn như,
vô cùng yêu dị. Mà vậy cả người nghiêm trọng đến lấy Diệp Thần sinh mệnh lực đều không cách nào lập tức khôi phục thương thế, cũng là giống như ảo giác vậy, biến mất không gặp. Hôm nay Diệp Thần hoàn toàn mất đi lý trí, giống như biến thành một đầu giống như dã thú, chặt chẽ nhìn chằm chằm Hứa Yến Linh đánh tới một trường, một khắc sau, một quyền đánh ra. Cuồn cuộn ngưng luyện cực kỳ yêu khí quấn quanh ở nắm đấm của hắn bên trên, một quyền này nhìn lên không có thi triển vũ kỹ gì, nhưng, ở đánh ra trong nháy mắt, toàn bộ Viêm Chân Vực, tựa hồ cũng mơ hồ bắt đầu hỏng mất. Đây là huyền yêu tinh huyết cực hạn lực. Huyền yêu có bao kinh khủng, hoàn toàn bao trùm ở nơi này Hứa Yến Linh bên trên. Thậm chí một cái ánh mắt liền có thể xóa bỏ Hứa Yến Linh. Càng không cần phải nói một giọt máu tươi. Nháy mắt tức thì, quyền trưởng chạm nhau. Âm một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, vô tận dư âm, hướng bốn phía kích động đi, Đông Hoàng quên cơ hội nhướng mày một cái. Vung tay lên, một đạo ánh sáng bạc từ trong tay xông ra, đem vậy dư âm triệt tiêu, nếu không, tại chỗ khảo hạch người đều phải chết. Đám người từng cái tròng mắt run rẩy hướng Diệp Thần cùng Hứa Yến Linh nhìn, suy nghĩ đã thành mảnh vỡ. Chỉ gặp, cái này quyền trưởng nhất kích, Hứa Yến Linh lại là lùi lại nửa bước. Nhưng là từ trong lực lượng mà nói, Diệp Thần một quyền này, đã vượt qua Hứa Yến Linh. Đây là ý gì? Càn khôn cảnh Diệp Thần nhưng có vượt qua còn chân cảnh chiến lực. Cái này mẹ hắn, không phải là mộng. Coi như ở trong mộng, cũng sẽ không ra hiện chuyện hoang đường như vậy tình chứ. Diệp Thần gầm thét một tiếng, hướng Hứa Yến Linh nhào tới, móng nhọn huy động liên tục, đem hư không ngay tức thì bể tan tành, đạo đạo chảo ảnh đem Hứa Yến Linh quanh thân, hoàn toàn bao phủ. Hứa Yến Linh giờ phút này sắc mặt cũng là âm trầm một phiến, nhưng, không có hốt hoảng chút nào. Nàng hừ lạnh một tiếng nói, thằng nhóc, lấy là mượn lực lượng gì liền thật có thể và bổn tọa đánh một trận. Hừ, bổn tọa sẽ để cho ngươi kiến thức một tí, cái gì mới thật sự là đáng sợ đi. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Yến Linh trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, bạch cốt tang môn kiếm, nhìn như cùng thạch giã võ có chút tương tự, nhưng cao cấp liền vô số lần. Thanh kiếm này tản ra hồng hoang hơi thở, tựa hồ là lấy hồng hoang bên trong. Loại nào đó sinh vật cường đại xương cốt luyện chế mà thành, hắn phẩm cấp, đã đạt đến hỗn độn linh bảo trình độ cao nhất. Hứa Yến Linh trong mắt hàn mang chớp mắt, theo vung tay lên trong tay tang môn kiếm, nháy mắt tức thì, đám người chỉ cảm thấy ý thức được đánh vào. Cái gì đánh vào? Kiếm đạo đánh vào, vô tận kiếm đạo quy luật, ở nơi này tiện tay một kiếm bên trong phun trào. Nhất định chính là kiếm ý sóng lớn à? Vậy đầy trời chảo mang ngay tức thì tiêu tán. Diệp Thần trên thân hình cũng là trải rộng vô số vết kiếm, máu tươi cuồng trào, hắn phát ra một tiếng gào thét, cả người bị một kiếm này oanh bay. Cho dù, Diệp Thần cháy huyền yêu tinh huyết, vậy đánh lui Hứa Yến Linh mấy phần, có thể, cũng không đại biểu, thực lực liền theo kịp. Như vậy cũng tốt xem, khỏe đẹp vận động viên có thể có không kém gì cao cấp đánh cận chiến tuyển thủ lực lượng, nhưng, thật vồ đấu, chỉ sẽ bị đối phương trong nháy mắt giết. Bởi vì, hắn không có kỹ xảo, không có lực lượng, không biết sử dụng, căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Diệp Thần bản năng chiến đấu, có thể nói trình độ cao nhất, ở vô ý thức dưới tình huống, có thể phát huy ra cái trình độ này chiến lực, đã đủ kinh sợ, có thể, cùng chân chính vượt qua còn chân cảnh võ giả, còn có chênh lệch không nhỏ. Ngay tại Diệp Thần đổ bay lúc đó, Hứa Yến Linh lại là thân hình động một cái, trực tiếp theo đi lên, trong tay tang môn kiếm, một cái đung đưa. Liền lần nữa chém ra hủy diệt thiên địa một kiếm, căn bản, không cho Diệp Thần chút nào cơ hội thở dốc. Từng trận mưa máu từ trên trời hạ xuống, Diệp Thần trên thân hình trải rộng vô số vết kiếm, nhưng còn chưa đoạn phát ra gào thét, điên cuồng ra tay trước. Nhưng, không làm nên chuyện gì, căn bản không cách nào từ Hứa Yến Linh áp chế bên trong giải thoát ra. Mà giờ khắc này, Huyền Hàn Ngọc cùng Sóc Lão đều là vô cùng lo lắng. Cũng không phải là bởi vì Diệp Thần bị áp chế, mà là bởi vì, Diệp Thần luân hồi hơi thở muốn đã tiêu hao hết. Hắn sở dĩ, có thể đang cháy liền huyền yêu tinh huyết dưới tình huống, còn có thể chống đỡ trước thân thể chiến đấu, chính là bởi vì luân hồi hơi thở và luân hồi huyết mạch, che ở sinh mạng căn nguyên, có thể, ngắn ngủi này nửa trụ nhang thời gian, tích toàn thật lâu luân hồi hơi thở, thì phải dùng hết. Mà mất đi luân hồi hơi thở, thậm chí không cần Hứa Yến Linh ra tay. Diệp Thần mình sẽ chết ở huyền yêu tinh huyết lực lượng dưới. Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng là hơi sững sờ, có chút không hiểu nhìn bốn phía,
lẩm bẩm, ta không phải ở Viêm Chân Vực, cùng vậy nữ nhân đáng chết chiến đấu, thiêu đốt huyền yêu tinh huyết sao? Làm sao sẽ đến nơi này? Giờ phút này, hắn tựa như đi tới một phiến hoàn toàn xa lạ đất đai. Nơi này, rất đẹp, thậm chí, không khí bên trong linh khí vậy đậm đà đến một cái xa xa vượt quá Diệp Thần nhận biết trình độ, nhưng, Diệp Thần có thể khẳng định, nơi này không phải vực ngoại. Đột nhiên tới giữa, hắn thần sắc động một cái, thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở một nơi núi cao đỉnh cấp, hướng phương xa nhìn. Rất nhanh, Diệp Thần chính là mặt lộ vẻ rung động, chỉ gặp, ở chỗ cực xa, có lũ lụt đang cuồn cuộn. Màu máu lũ lụt, nước lũ này, điên cuồng lao nhanh trước, tựa hồ, phải đem cái này tốt đẹp thiên địa, hoàn toàn chìm ngập. Bất quá, mặt đất bên trên, nhưng là gào thét một đạo màu xám trắng gió tường, đem vậy lũ lụt, ngăn cản ở bên ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ là, cái này gió tường, càng ngày càng đơn bạc, tựa như, sắp tiêu tán vậy. Diệp Thần không khỏi có chút bối rối, nếu như gió tường tiêu tán, huyết sắc này lũ lụt, tràn vào ở giữa thiên địa, sẽ phát sinh cái gì? Ngay tại lúc này, vậy gió tường rốt cuộc tiêu tán không còn một mống, đầy trời màu máu sóng lớn rơi xuống, đúng cái thiên địa đều là điên cuồng chấn động, vỡ vụn đứng lên. Diệp Thần nhìn huyết sắc kia sóng lớn, trong mắt run lên, không khỏi cảm nhận được liền một loại hơi thở tử vong. Mặt đất điên cuồng bể tan tành trước, liền thương khung, cũng dính vào màu máu, vô số sơn hà, khoảnh khắc biến thành hư không. Cái thế giới này, dường như muốn ở lũ lụt xâm nhập dưới, sụp đổ. Mắt thấy, vậy lũ lụt thì phải đem Diệp Thần vậy hoàn toàn chìm ngập lúc đó, bỗng nhiên, thời không phảng phất ngừng. Phảng phất là được kích thích, khiêu khích, thiên địa này bên trong chợt bạo phát ra một đạo vô cùng là kinh khủng năng lượng, một luồng ánh sáng đen, ở giữa trời đất đầy mắt, đem cái thế giới này bên trong hết thảy, cũng dính vào một tầng màu đen, mà làm hắc quang này, rơi vào Diệp Thần trên mình lúc đó. Diệp Thần sắc mặt, nhưng là bỗng nhiên biến đổi. Một loại vô cùng là cổ xưa trí nhớ, tràn vào hắn đầu óc bên trong. Diệp Thần theo bản năng há miệng, phun ra hai cái vô cùng tối tăm âm tiết. Cái này hai cái âm tiết xuất hiện ngay tức thì, giữa trời đất, liền xuất hiện một cái to lớn lục đạo luân hồi bàn. Lục đạo luân hồi quyết bàn đang xoay tròn, hắc quang lóe lên, hướng lũ lụt bay đi, nguyên bản đang khí thế hung hăng lũ lụt, ở phù văn này trấn áp dưới. Lại là thật nhanh thối lui. Cùng lúc đó, Viêm Chân Vực, Hứa Yến Linh khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, không ngừng áp chế Diệp Thần, tiếp tục như vậy, nàng có lòng tin lại qua nửa trụ nhang thời gian, liền có thể đem Diệp Thần hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần nhưng là phát ra một tiếng vô cùng là gào thống khổ, một đạo vô tận cuồng bạo, sao động hơi thở, trong cơ thể xông ra. Cảm thụ cái này hơi thở, Hứa Yến Linh sắc mặt biến đổi. Hướng phía sau bay ngược đi, chẳng lẽ, Diệp Thần muốn tự bảo. Huyền Hàn Ngọc cùng Sóc Lão đều là thở dài một cái, bọn họ biết, Diệp Thần đến cực hạn, luân hồi hơi thở đã hao hết. Đạo đạo ánh sáng tím xuyên thấu Diệp Thần thân thể, tựa hồ thì phải đem Diệp Thần thân thể, hoàn toàn xé nát, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, Diệp Thần thần sắc quỷ dị hơi chậm lại, cặp mắt bên trong ánh sáng chớp mắt, xuất hiện hai quả phù văn. Cái này hai quả phù văn xuất hiện ngay tức thì, Diệp Thần bề mặt liền xuất hiện một đạo trình độ cao nhất thâm trầm hắc quang. Mà nguyên bản cơ hồ muốn xuyên thấu thân thể ánh sáng tím, lại là bị hắc quang này nhanh chóng áp chế xuống. Cùng lúc đó, đúng phiến thiên địa cũng tối xuống, cao treo ở Viêm Chân Vực bầu trời màu đỏ thẫm mặt trời nóng rực bên trên, xuất hiện mảng lớn hắc ám, vậy hắc ám nhanh chóng đem mặt trời nóng rực chiếm đoạt hầu như không còn, đúng phiến thiên địa cũng lâm vào u ám bên trong. Diệp Thần cả người cũng là bị cuồn cuộn màu đen kiêu căng bao phủ, không thấy rõ hình bóng. Đông Hoàng quên cơ hội liếc bầu trời một cái bên trong màu đen mặt trời, đầu có chút hỗn loạn nói, đây là thực lực đến tầng thứ nhất định, thay đổi hiện tượng thiên văn, cũng không tính là nhiều khó khăn chuyện, nhưng, bằng vào giờ phút này tản ra hơi thở, liền làm hiện tượng thiên văn thay đổi. Cái này, liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần trên mình kết quả chuyện gì xảy ra? Không có ai rõ ràng, giờ phút này là tình huống gì, nhưng, có một chút, bọn họ có thể khẳng định, chính là bây giờ Diệp Thần rất khủng bố. Thậm chí, ví dụ mới bùng nổ yêu khí lúc kinh khủng hơn. Huyền Hàn Ngọc vô cùng kinh dị nói, Sóc Lão, đây chẳng lẽ là... Sóc Lão cũng là kích động, hắn vô cùng khẳng định nói, sẽ không sai.
đây mới thật là luân hồi huyết mạch, hoàn chỉnh luân hồi huyết mạch. Xem ra, thằng nhóc này thiêu đốt huyền yêu tinh huyết, tựa hồ trời xui đất khiến kích thích trong cơ thể luân hồi huyết mạch, để cho huyết mạch này ngắn ngủi hoàn toàn thức tỉnh. Năm đó luân hồi chi chủ cũng không từng toàn bộ thức tỉnh à. Cố nhiên thoáng một cái đã qua, nhưng cũng có thể có cơ hội. Luân hồi, một cái vô cùng cổ xưa, thần bí, mạnh mẽ, thậm chí, không thuộc về chư thiên vạn giới, mà là tới từ kinh khủng hơn chỗ tồn tại. Những cái kia cực kỳ cổ xưa hồng hoang tồn tại, đã từng có cơ hội tiếp xúc qua luân hồi nhất tộc, mà cho dù ở hồng hoang, cái đó võ đạo vô cùng thịnh vượng niên đại, luân hồi nhất tộc cũng là chí cao vô thượng tồn tại, cho dù là lúc đó nắm giữ, ở bình thường nhất luân hồi nhất tộc trước mặt, cũng chỉ có thể cúi đầu. Luân hồi huyết mạch là Diệp Thần bản thân huyết mạch bên trong lực lượng, cùng sinh mạng căn nguyên vô cùng phù hợp, coi như là mạnh mẽ đi nữa năng lượng, đều sẽ không cho Diệp Thần tạo thành bất kỳ tổn thương. Màu đen kiêu căng bên trong, Diệp Thần cặp mắt nhưng ngược lại toát ra vô cùng sáng ngời xích mang, vậy xích mang ngay tức thì phong tỏa Hứa Yến Linh. Nguyên bản, chiếm hết thượng phong, cơ hồ thì phải chiến thắng Diệp Thần Hứa Yến Linh, giờ phút này, nhưng là bỗng nhiên cảm thấy một hồi lòng rung động. Màu đen kiêu căng bên trong Diệp Thần thân hình chớp mắt, ngay chớp mắt liền từ tại chỗ biến mất, thuấn gì vậy, xuất hiện ở Hứa Yến Linh trước mặt, hướng về phía nàng đánh ra một quyền. Hứa Yến Linh ánh mắt trầm xuống, nghiêm túc quát một tiếng nói, giả thần giả quỷ. Một khắc sau, nàng trong cơ thể linh lực, điên cuồng phun trào, mặc dù ngoài miệng đối với Diệp Thần khinh thường, nhưng, đối mặt Diệp Thần đánh tới một quyền này, Hứa Yến Linh nhưng là nhấc lên 10 vạn phần chú ý. Nói nhỏ, La Sát Minh Hoàng Kiếm. Đông Hoàng quên cơ hội cùng Vạn Vô Quang, đều là con người có giúp một cái. La Sát Minh Hoàng Kiếm, chính là Hứa Yến Linh tuyệt sát kỹ, hắn được gọi là La Sát Quỷ Mẫu chính là nguyên do kiếm này tới. Từ đến nàng cái này cấp bậc sau đó, Hứa Yến Linh đã rất lâu không có dùng cái này sát chiêu, có thể gặp, giờ phút này nàng đã dùng tới toàn lực. Đối với một tên tiểu bối dùng toàn lực, truyền đi có thể sẽ chọc tới cười nhạo, nhưng Hứa Yến Linh giờ phút này, đã không để ý tới nhiều như vậy. Có thể tưởng tượng được, hôm nay Diệp Thần cho uy hiếp của nàng bao lớn. Ngay chớp mắt, một đạo toàn thân lượn lờ âm chết khí, ánh sáng màu u tối phượng hoàng, từ Hứa Yến Linh cốt kiếm bên trên bay cao lên, cái này minh hoàng xuất hiện ngay tức thì, đám người chỉ cảm giác được mình linh hồn, tựa hồ cũng phải bị cái này phượng hoàng cắn nuốt, không ít người đều là không nhịn được ngay tức thì té quỵ trên đất. Nháy mắt tức thì, vậy Minh Hoàng liền cùng Diệp Thần quả đấm đụng vào một nơi. Ầm một tiếng nổ vang, Diệp Thần trong quả đấm bỗng nhiên toát ra một món hắc quang, một loại trình độ cao nhất uy nghiêm hơi thở, ở hắn quanh thân phun trào, lục đạo luân hồi bàn như ẩn như hiện. Mà Hứa Yến Linh chém ra vậy đạo Minh Hoàng, lại là ở Diệp Thần quả đấm dưới, ngay tức thì mất đi. Tĩnh mịch, giống như vạn cổ không người cấm địa vậy tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều xem ngu. Bao gồm Đông Hoàng quên cơ hội cùng Vạn Vô Quang. Hứa Yến Linh toàn lực một kiếm, lại bị kích phá. Phải biết, Hứa Yến Linh nhưng mà nhất niệm liền có thể chu diệt Diệp Thần tồn tại à. Một màn này, chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi tới hình dạng. Liền liền Hứa Yến Linh mình đều là thử ra. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Trong chốc lát, màu đen kia kiêu căng bên trong, mơ hồ không rõ bóng người. Ở trong mắt lộ vẻ được vô cùng quỷ dị. Giờ phút này, Diệp Thần chưa khôi phục lý trí, giống như thân thể bị luân hồi huyết mạch tạm thời nắm trong tay, có thể, mỗi một cái động tác nhưng tựa như cũng không thể bắt bẻ, hồn nhiên sẵn có, nhưng hết lần này tới lần khác áp đảo liền thiên đạo bên trên. Đây là cảm giác gì? Giống như, một người trời xanh chính là vượt qua thiên đạo tồn tại, giờ khắc này, tựa như không phải Diệp Thần đang đột phá thiên đạo. Càng giống như là thiên đạo ở nghênh hợp Diệp Thần, chủ động thần phục ở Diệp Thần dưới chân vậy. Ngay tại lúc này, Diệp Thần lần nữa biến mất, lần này, Hứa Yến Linh tim hoàn toàn luống cuống. Rất nhanh, màu đen kia kiêu căng ở hắn xuất hiện sau lưng, một quyền đánh tới. Hứa Yến Linh cắn răng một cái, miễn cưỡng ra tay, La Sát Minh Hoàng Kiếm thi triển, nhưng, lần này nàng chậm một chụp, Minh Hoàng Kiếm uy lực, giảm xuống một phần. Lại là một tiếng vang thật lớn, Minh Hoàng chết, Hứa Yến Linh thân hình cũng là đổ bay ra. Hai quyền, chỉ là hai quyền, bị Lạc Diệp Thần liền đem Hứa Yến Linh áp chế. Trong chốc lát, Hứa Yến Linh sắc mặt trắng bệch. Thằng nhóc này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
vì sao lại đột nhiên bộc phát ra kinh khủng như vậy thực lực à? Nàng một bên đem hết toàn lực ngăn cản Diệp Thần, một bên hô lớn, đế quân, vạn huynh, giúp ta. Ngay tại lúc này, Đông Hoàng quên cơ hội cùng vạn vô quang nhìn nhau một cái, hai người thần sắc cũng là một phiến ngưng trọng, bọn họ thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở Diệp Thần bên người, đồng thời hướng Diệp Thần công tới. Vậy một đám khảo hạch người đều có chút xem ngu, ba tên thiên điện đại lão vây công một tên hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Bọn họ lấy là loại chuyện này chỉ sẽ xuất hiện ở truyền thuyết bên trong. Đông Hoàng quên cơ hội cùng vạn vô quang cũng là không giữ lại chút nào, toàn lực ra tay, giờ phút này, bọn họ trong lòng đều đã kiên định tiêu diệt Diệp Thần ý tưởng. Bỏ mặc Diệp Thần là như thế nào yêu nghiệt, giờ phút này, hắn còn không coi là gia nhập Đông Hoàng thiên điện, hắn giá trị xa xa không bằng một tên thứ thiệt trưởng lão. Hơn nữa, rất rõ ràng, Diệp Thần bây giờ là sử dụng loại nào đó đột phá cực hạn bí thuật, sau đó, đừng nói là giữ thực lực này, hắn tư chất võ đạo còn có thể hay không như cũ yêu nghiệt cũng là cái vấn đề. Thông thường mà nói, loại bí thuật này càng nghịch thiên, tác dụng phụ lại càng lớn. Nhưng, không có thể phủ nhận phải, bọn họ từ Diệp Thần trên mình cảm nhận được liền uy hiếp, nếu Hứa Yến Linh đã cùng Diệp Thần kết sống chết thù, như vậy, bọn họ liền không cho phép như vậy yêu nghiệt còn sống. Nếu không, tương lai có một ngày, toàn bộ Đông Hoàng thiên điện có thể cũng sẽ hủy ở Diệp Thần trong tay. Đông Hoàng quên cơ hội trong tay nhiều hơn một chuôi xiềng xích, cổ tay lộn một cái, vậy xiềng xích liền giống như rồng thần vậy dọn ra quay lại ra, hướng Diệp Thần trùng trùng rút đi, ra tay một cái uy thế thậm chí càng ở Hứa Yến Linh bên trên. Mà vạn vô quang cũng là trong tay cây nặng một chút, một đạo đỏ thấm cự long liền vô căn cứ mà hiện, hướng Diệp Thần gầm thét bay đi. Hứa Yến Linh trong mắt vui mừng cuồng tránh, La Sát Minh Hoàng Kiếm, lần nữa thi triển. Đối mặt cái này ba tên siêu cấp cường giả liên thủ nhất kích, bị huyết mạch khống chế Diệp Thần trong mắt phủ văn lóe lên một tí, rồi sau đó, lục đạo luân hồi bàn không ngừng phóng đại, cả người hắc khí một thịnh, hướng về phía ba người liền ra ba quyền. Âm, âm, âm. Ba tiếng nổ, đúng cái thiên địa lâm vào mất đi bên trong, Diệp Thần ba quyền đem ba người công kích ngăn trở, nhưng, thân hình, lắc lư một tí, hiển nhiên, bị thương tổn. Cho dù là luân hồi huyết mạch, vậy không phải là không có cực hạn, đối mặt ba tên vực ngoại chí cường, Diệp Thần rốt cuộc rơi vào hạ phong. Đông Hoàng quên cơ hội ba người thấy vậy, trong mắt đều là ý định giết người cuồng tránh, bọn họ kinh nghiệm chiến đấu đều là cực kỳ phong phú, biết giờ phút này là chiến cuộc mấu chốt, vì vậy, rối rít dồn hết sức ra tay, không cho Diệp Thần bất kỳ phản công cơ hội. Âm tiếng không ngừng. Diệp Thần mặc dù dựa vào sợ hãi lực lượng ở ba người trong tay kiên trì mấy trăm chiêu, nhưng, nửa trụ nhang sau đó, Đông Hoàng quên cơ hội ánh mắt chớp mắt, nhìn đúng một cái thời cơ, trong tay xiềng xích, ngay tức thì đánh ra, hung hăng đập vào Diệp Thần sau lưng. Diệp Thần thân hình chấn động một cái, bị một kích này đánh về phía mặt đất, một tiếng vang thật lớn sau này, Diệp Thần đem mặt đất đập ra một cái hố động, thậm chí, toàn bộ viêm chân vực mặt đất cùng bầu trời bên trong. Cũng theo bốn người chiến đấu xuất hiện vô số vết rách, một bộ sắp hỏng mất hình dáng. Giờ phút này, Diệp Thần trên mình màu đen kiêu căng, bộc phát loãng mỏng hơn, tựa hồ, vậy luân hồi huyết mạch lực lượng cũng là bắt đầu biến mất. Huyền Hàn Ngọc cùng Sóc Lão trong lòng đều là một hồi tuyệt vọng. Chẳng lẽ, dù vậy, Diệp Thần vẫn là chạy không khỏi kiếp này. Hôm nay hắn liền nhất định phải bỏ mạng ở nơi đây. Đám người ngơ ngác nhìn một màn này. Không ít người trong mắt đều đã dâng lên lau một cái kinh ý. Có thể cùng Đông Hoàng thiên điện cao tầng chiến đến tình cảnh này, đã đủ để cho bọn họ kính nể. Diệp Thần quả thật có vốn để kiêu ngạo. Đáng tiếc, yêu nghiệt như vậy, cuối cùng vẫn bại. Hứa Yến Linh trên mặt đã là một phiến vẻ mừng rỡ như điên. Nàng trong cơ thể linh lực cuồng trào, đã không kịp chờ đợi phải đem Diệp Thần giết chết. Chu Huyên và Tự Cừ Đan Hạnh cũng vùng vẫy, muốn đứng dậy. Có thể không làm được. Nhìn vậy cũng không dậy nổi Diệp Thần, trong mắt của hai người đều là một phiến đỏ bừng. Cùng lúc đó, một nơi không thuộc về vực ngoại đất thần bí. Một đạo không thể danh trạng bóng người, ngồi ngay ngắn ở tinh vân chỗ sâu, nhìn không ngừng sáng tắt vô số ngôi sao, cặp mắt bên trong, tựa hồ lộ ra lau một cái như có vẻ suy nghĩ. Bỗng nhiên, ở trước người của nó, một đạo ánh sáng tím chớp mắt, một tên mặc áo bào tím thanh niên. Xuất hiện ở thân ảnh kia trước. Áo bào tím thanh niên nhìn vậy bao phủ ở hỗn độn bên trong bóng người,
phát ra một tiếng hừ lạnh, hắn nhìn như trẻ tuổi, thanh âm lại là vô cùng già nua. Hỗn độn bên trong bóng người, nhìn về phía vậy áo bào tím thanh niên, mỉm cười nói, tam đệ, ngươi làm sao tới? Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra cái này hỗn độn bên trong bóng người, chính là ngày đó thiếu chút nữa đem cắn nuốt thiên yêu. Mà có thể bị thiên yêu, gọi là tam đệ, chư thiên vạn giới bên trong, cũng chỉ có bốn đại yêu tổ thủy tổ một trong huyền yêu. Huyền yêu lão tổ lạnh lùng nói, thiên yêu, vậy luân hồi huyết mạch tiểu tử, hiện tại, rất nguy hiểm. Thiên yêu nghe vậy, ánh mắt nhỏ tránh nói, à, cái gì tiểu tử? Huyền yêu hừ lạnh một tiếng nói, thiên yêu, người ở trên người tiểu tử kia để lại dấu vết, hiện tại cần gì phải giả bộ hồ đồ. Vừa nói, hắn gãi đầu một cái, trong mắt tựa hồ hiện lên một vẻ căm tức ý nói, tiểu tử đáng chết này vậy quá điên cuồng, liền lão phu máu tươi cũng dám cháy. Bất quá, thiêu đốt lão phu máu tươi, còn có thể đem chấn đè xuống, chư thiên vạn giới chỉ sợ cũng không có mấy người, có lẽ, dựa vào hắn, lão phu thật có thể sáng tạo ra vượt qua người yêu tộc huyết mạch. Ta cũng không hy vọng, hắn chết tại đây sao mấy con kiến hôi trong tay. Thiên yêu nhàn nhạt nói, tam đệ ý là phải ra tay cứu hắn. Người biết, cái này đối với chúng ta mà nói có bao nhiêu khó khăn, đại đạo ý chí sẽ không cho phép. Huyền yêu trầm mặc chốc lát nói, cho nên, ta mới đến tìm ngươi, người ta hai người liên thủ, cũng có thể làm được. Thiên yêu cười nói, ta tại sao phải cứu thằng nhóc này? Hắn đối với ta mà nói, bất quá là một đuổi thời gian chuyện vui thôi. Huyền yêu ngưng mắt nhìn thiên yêu cặp mắt, tựa như có thể nhìn thấu vậy hỗn độn vậy, đột nhiên, hắn khóe miệng dương lên một nụ cười nói, thật chỉ là chuyện vui. Thiên yêu, người hẳn xuất thủ cứu qua thằng nhóc này rất nhiều lần chứ. Nếu như chỉ là chuyện vui, người lại hà tất xuất thủ. Trong chốc lát, thiên yêu có chút yên lặng, một lát sau hỏi, người vì sao như thế khẳng định. Huyền yêu cười một tiếng nói, bởi vì, thằng nhóc này và tên kia rất giống, mặc dù, hắn không phải yêu tộc, có thể, người từ trên người hắn hẳn thấy được tên kia bóng dáng chứ. Trên thế giới này, sợ rằng không có ai so ta càng rõ người tính cách, một khi người công nhận người nào đó, ở trong lòng người phân lược, liền tuyệt không phải dùng chuyện vui có thể hình dung. Thiên yêu ánh mắt tựa hồ có một chút chập chờn, một lát sau, hắn mới mở miệng nói, cho dù người ta muốn cứu hắn, vậy không làm được, bằng người ta lực lượng của hôm nay. Muốn chống lại đại lộ ý chí vẫn là có chút miễn cưỡng. Huyền yêu nghe vậy, cũng là không nhịn được nhíu mày. Chẳng lẽ, bọn họ chỉ có thể nhìn Diệp Thần chết? Ngay tại lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên nói, các ngươi hai cái không được, nhưng, nếu như cộng thêm ta, cho dù là đại lộ ý chí, cũng có thể một kháng. Thiên yêu cùng huyền yêu đều là thần sắc động một cái, hướng một cái hướng khác nhìn. Chỉ gặp, kim quang chớp động tới giữa. Nơi đó, xuất hiện một đạo uy thế vô cùng bóng người. Ừ, thiên yêu có chút bất ngờ nói, ngươi, cũng phải cãi lại đại lộ ý chí. Huyền yêu cũng là ha ha phá lên cười nói, xem ra, ở đồng tộc trước mặt, cho dù là thân là hộ đạo giả, được gọi là thiết diện vô tư người, cũng phải làm việc thiên tư liền à. Thân ảnh kia ánh mắt lóe lên một chút nói, hắn không phải thông thường luân hồi huyết mạch, bất luận như thế nào, ta đều phải cứu hắn. Thiên yêu cùng huyền yêu nghe vậy, nhìn nhau một cái, đều là có chút bất ngờ. Diệp Thần thân phận, bọn họ rất rõ ràng, là trước một đời vực ngoại luân hồi chi chủ, có thể liền tên này đều nói Diệp Thần không phải thông thường luân hồi huyết mạch. Trong chốc lát, liền cái này hai người thủy tổ cấp bậc đại lão cũng có chút không nhìn thấu Diệp Thần lai lịch. Bóng người nhìn về phía hai người nói, tốt lắm, đừng nói nhảm nữa, ra tay đi, nếu không, thằng nhóc này thật phải bỏ mạng. Ba người trao đổi một cái ánh mắt, nháy mắt tức thì, ba đạo vô cùng kinh khủng hơi thở, ở căn nguyên vũ trụ bên trong bùng nổ. Hơi thở này bùng nổ ngay tức thì, một đạo ngũ sắc quang mang, liền ở vũ trụ bên trong xuất hiện, hóa thành một đạo không thấy rõ mặt mũi cô gái hư ảnh. Hư ảnh này sau lưng, xuất hiện một cái năm màu vòng xoáy, đem ba người lực lượng, hoàn toàn hấp thu được vòng xoáy bên trong. Thiên yêu các người nhìn về phía phụ nữ kia hư ảnh, đều là ánh mắt trầm xuống. Trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, hư ảnh này đang là đại đạo ý chí biến thành. Thần bí kia người đến càng đối với hư ảnh kia nói, xin lỗi, ta không xuất thủ không được. Một khắc sau, ba người lực lượng, bỗng nhiên bạo tăng, vậy tựa như có thể chiếm đoạt vạn vật năm màu vòng xoáy, vậy bắt đầu không yên đứng lên, đạo đạo liệt ngân, xuất hiện ở vòng xoáy bên trên. Đột nhiên,
ầm một tiếng, cái này năm màu vòng xoáy ầm ầm vỡ vụn, còn cô gái kia hư ảnh, cũng ở đây cuồng trào năng lượng bên trong tiêu tán. Một tiếng cô gái than nhẹ, ở căn nguyên trong vũ trụ vang lên nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ba người ánh mắt chớp mắt, trong cơ thể còn sót lại năng lượng, ngay tức thì dung hợp đến một nơi, không vào trong hư không. Viêm chân vực. Đông Hoàng quên cơ hội ba người trong mắt đồng thời ý định giết người phun trào, mỗi người ra tay hướng Diệp Thần công tới, bọn họ phải bảo đảm một kích này hoàn toàn đem Diệp Thần mất đi. Mà giờ khắc này, Diệp Thần trên mình màu đen kiêu căng, cũng đã tản đi, hiển lộ ra thân hình, chỉ gặp hắn sắc mặt trắng bệch, cặp mắt bên trong phù văn, vậy dần dần phai nhạt xuống, nhìn như đã đến trình độ cao nhất, tuyệt không có khả năng lại chặn ba người liên thủ nhất kích. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng quên cơ hội ba người đồng thời sắc mặt biến đổi, rối rít lui về phía sau. Diệp Thần trên thân hình, Thiên Yêu dấu vết cùng Huyền Yêu dấu vết, cùng với cặp mắt bên trong phù văn, bỗng nhiên bạo phát ra một hồi ánh sáng. Một cổ không cách nào hình dạng, làm thiên địa cũng làm vặn vẹo hơi thở, từ trong cơ thể xông ra. Đông Hoàng quên cơ hội trong mắt, hiện lên vô cùng vẻ hoảng sợ, quát to, đến ta sau lưng tới, đem lực lượng bơm vào đến trên người ta. Hứa Yến Linh cùng Vạn Vô Quang nghe vậy, không chút do dự chợt lách người, xuất hiện ở Đông Hoàng quên thân phi cơ sau đó, đưa tay đè ở hắn đầu vai, trong cơ thể linh lực ngay tức thì xông ra. Đông Hoàng quên cơ hội sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, giương tay một cái, một đạo linh quang bay ra, rơi vào trước người của nó, biến thành một hơi vô cùng phong cách cổ xưa, bề ngoài có chút không trọn vẹn tiểu trung. Hứa Yến Linh cùng Vạn Vô Quang, thấy vậy tiểu trung ngay tức thì, đều là mặt lộ vẻ kinh sợ nói, Đông Hoàng Trung. Cái này Đông Hoàng Trung, truyền thừa tới thời đại Thái Cổ, chính là Đông Hoàng Thiên Điện Chí Bảo. Đồng thời, Đông Hoàng Trung cũng là một kiện hiếm thế vật. Toàn bộ Đông Hoàng Thiên Điện trên lịch sử, Đông Hoàng Trung cũng chưa từng dùng qua mấy lần, bởi vì, muốn vận dụng Đông Hoàng Trung, cho dù là vượt qua còn chân cảnh tồn tại cũng vô cùng là miễn cưỡng. Có thể hiện tại, Đông Hoàng quên cơ hội lại là đem cái này Đông Hoàng Trung, đều lấy ra à. Đông Hoàng quên cơ hội khí tức quanh người biến đổi, tản mát ra một loại đế vương uy nghiêm, hắn hít sâu một hơi, hướng về phía vậy Đông Hoàng Trung một chút, nháy mắt tức thì, Đông Hoàng Trung bên trên, cổ đồng sắc ánh sáng lớn bắn. Một khắc sau, vù vù một tiếng, Đông Hoàng Trung bên trong phát ra một tiếng vô cùng du dương, tràn đầy thương cổ vận vị tiếng chuông, một loại gần như tại muôn vàn thiên đạo bổn nguyên lực lượng, ở tiếng chuông bên trong phun trào. Một đạo trung hình hư ảnh, ngay tức thì đem ba người bao phủ. Cùng lúc đó, vậy đánh phía Diệp Thần ba đạo công kích, đồng thời mất đi, bỗng nhiên, ba đạo mơ hồ không rõ hư ảnh, xuất hiện ở cái này ở giữa thiên địa. Thấy cái này ba đạo hư ảnh ngay tức thì, Đông Hoàng quên cơ hội ba người chỉ cảm thấy thần hồn hung hăng chấn động một cái, cơ hồ đều muốn mất đi. Cái này ba đạo hư ảnh không có ra tay, chỉ là nhìn Đông Hoàng quên cơ hội ba người một mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh cáo ý. Mà chính là cái này ba người một cái ánh mắt, chính là làm Đông Hoàng Trung điên cuồng run động, ầm một tiếng, vậy trung hình hư ảnh, ngay tức thì bể tan tành, mà Đông Hoàng Trung bên trên cũng là hiện lên một đạo liệt ngân, đồng thời, Đông Hoàng quên cơ hội ba người lại là miệng phun máu tươi, đổ bay ra. Ba người trên mặt, giờ phút này đã hoàn toàn không có màu máu. Đồng thời, đáy lòng còn có chút vui mừng. Thật may vận dụng Đông Hoàng Trung, nếu không, chỉ là một cái ánh mắt cảnh cáo, liền đủ để muốn bọn họ mệnh à. Bọn họ khó có thể tin nhìn vậy ba đạo hư ảnh, linh hồn đều phải run rẩy, kết quả là như thế nào tồn tại, mới có thể có này cùng lực lượng. Mà Diệp Thần lại rốt cuộc là lai lịch gì? Ngay tại lúc này, ba đạo hư ảnh đồng thời tiêu tán, sau đó biến mất không thấy, còn có Diệp Thần. Bất luận Đông Hoàng quên cơ hội ba người, như thế nào dùng thần niệm tìm kiếm, cũng căn bản không tìm được Diệp Thần chút nào tung tích. Mà tại chỗ những cái kia khảo hạch người nhưng là một mặt đờ đẫn vẻ, bọn họ mới vừa cũng không nhìn thấy vậy ba đạo hư ảnh, ở bọn họ xem ra, Đông Hoàng quên cơ hội các người không giải thích được lui về phía sau, lấy ra một hơi tiểu trung, sau đó, lại không giải thích được hộc máu đổ bay. Quỷ dị nhất phải, Diệp Thần vậy bỗng nhiên biến mất. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong chốc lát, Đông Hoàng quên cơ hội ba người, sắc mặt đều là khó coi. Vạn Vô Quang đối với Đông Hoàng quên cơ hội hỏi, đế tôn, mới vừa đó là cái gì? Đông Hoàng quên cơ hội lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, bất quá,
Diệp Thần bối cảnh, sợ rằng vượt quá chúng ta tưởng tượng, hắn đứng sau lưng là áp đảo vực ngoại trên tồn tại, cũng khó trách, hắn có thể có được như vậy nghịch thiên tư chất võ đạo cùng vượt xa cảnh giới thực lực. Hứa Yến Linh có chút bối rối địa đạo, vậy, làm thế nào? Đế Tôn, có thể hay không liên lạc vị kia? Đông Hoàng quên cơ hội lắc đầu nói, tạm thời, không cần quá lo lắng, cái loại này siêu thoát vị diện tồn tại, sẽ không dễ dàng xuất thủ, bất quá. Hắn thần sắc có chút âm trầm nói, chúng ta những thứ này thế hệ trước, đi về sau, sợ rằng không thể đối với Diệp Thần ra tay. Cái gì? Hứa Yến Linh kêu lên một tiếng nói, tại sao? Đông Hoàng quên cơ hội sắc mặt ngưng trọng nói, mới vừa vậy ba đạo thân ảnh, ánh mắt bên trong cảnh cáo ý rất rõ ràng, chính là nhằm vào chúng ta những thứ này thế hệ trước. Vạn Vô Quang cau mày nói, chẳng lẽ, chúng ta chỉ không thể bỏ mặc cho Diệp Thần trưởng thành tiếp, hôm nay, chúng ta đã đối với hắn xuống chết tay, tương lai, nếu như hắn lớn lên nói. Ba người con người đều là run rẩy một tí, nói như vậy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lấy Diệp Thần tính cách tuyệt đối gặp mặt Đông Hoàng Thiên Điện không chết không thôi. Đông Hoàng quên cơ hội nhìn về phía tại chỗ những cái kia khảo hạch người, ánh mắt lóe lên nói, mặc dù, chúng ta không cách nào ra tay, nhưng, trẻ tuổi đồng lứa, nhưng có thể. Vạn Vô Quang cùng Hứa Yến Linh, đều là thần sắc động một cái. Bọn họ rất rõ ràng, cái loại này siêu thoát vực ngoại quá nhiều tồn tại, lực lượng sẽ phải chịu hạn chế, xem một ít trẻ tuổi, so với hơi yếu nhỏ tồn tại. Ngược lại, sẽ không phải chịu cái loại này lực lượng ảnh hưởng. Cái này trên thực tế là đại đạo ý chí đối với chúng sanh một loại bảo vệ, nếu không, những cái kia chí cường một cái ánh mắt, liền có thể trong nháy mắt giết mấy chục triệu trăm triệu sinh linh, liền không cẩn thận, liền sẽ làm cho sinh linh đổ thán. Có thể Hứa Yến Linh nhưng là cau mày nói, có thể thằng nhóc này yêu nghiệt như vậy, trẻ tuổi đồng lứa, lại có ai là hắn đối thủ. Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói, hắn bùng nổ thực lực chỉ là tạm thời, không thể nào một mực có thể bùng nổ, hắn thực lực bản thân, cũng chỉ và Lý Thiên Tuyệt kém không quá hơn thôi. Vừa nói, hắn nhìn Lý Thiên Tuyệt một mắt, ánh mắt chớp động nói, tiếp theo, ta sau đó làm để cho Đông Hoàng Thiên Điện mở cửa Đông Hoàng Thần Lăng, toàn lực đào tạo có tiềm lực người tuổi trẻ, là chống lại Diệp Thần chuẩn bị sẵn sàng, mà Lý Thiên Tuyệt, ta cũng sẽ đích thân đem thu làm đệ tử. Hai người nghe vậy, lại là cả kinh. Đông Hoàng Thần Lăng, chính là Đông Hoàng Thiên Điện bảo khố, trong đó, có vô số vô cùng là chân quý tu võ tài nguyên, đã rất nhiều năm không có mở bỏ qua. Mà Đông Hoàng quên cơ hội, cho đến ngày hôm nay cũng là không có nhận lấy bất kỳ đệ tử, một cái, là hắn ánh mắt cực cao, hai, Đông Hoàng Thiên Điện truyền thừa đều là bí tàng, há có thể tùy tiện truyền thụ ra ngoài. Có thể hiện tại, Đông Hoàng quên cơ hội cũng phải thu học trò. Diệp Thần tồn tại, đối với khắp cả Đông Hoàng Thiên Điện mà nói đều là một đạo bóng mờ. Ba người lại đang Viêm Chân vực bên trong, tìm tòi một lần, có thể, vẫn là không thu hoạch được gì, cuối cùng đành phải rời đi. Mà Diệp Thần sau khi biến mất, lấy được khảo hạch đệ nhất, tự nhiên liền trở thành Lý Thiên Tuyệt, 10 tên Đông Hoàng Thiên Điện đệ tử bên trong, cũng có Chu Huyên cùng Tự Cử Đan Hạnh tên chữ, nhưng, hai người nhưng là không có lựa chọn gia nhập Đông Hoàng Thiên Điện. Mặt mũi của bọn họ một phiến không rõ ràng, hiển nhiên, đối với Diệp Thần lo lắng không thôi. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi Viêm Chân vực lúc đó, Chu Huyên cùng Tự Cử Đan Hạnh nhưng là thần sắc động một cái, bọn họ nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương vui mừng. Ngay tại mới vừa, hai người trong tai, vang lên một người vô cùng là thanh âm rất nhỏ nói ta, không có sao, không cần lo lắng. Chính là Diệp Thần thanh âm. Rất nhanh. Đám người liền rối rít rời đi Viêm Chân vực, ở sau đó, Đông Hoàng Thiên Điện vậy thường xuyên phái người tới Viêm Chân vực tìm Diệp Thần tung tích, có thể từ đầu đến cuối, không thu hoạch được gì, cuối cùng, đành phải không giải quyết được gì. Viêm Chân vực, rất nhanh liền trở thành một cái không người chi địa, huyên náo thối lui, chỉ có ban ngày nóng như thiêu cùng ban đêm gió lạnh như cũ không thay đổi. Một ngày này, một nơi màu đỏ thẫm đá trong rừng, đột nhiên, lóe lên một đạo thân ảnh. Nhìn lại là một tên thần sắc lãnh đạm thanh niên. Người này, bất ngờ chính là Diệp Thần. Thời gian, khoảng cách thiên điện khảo hạch kết thúc, đã qua một tuần này tới nay, Diệp Thần cũng mai phục ở Viêm Chân vực bên trong, tiến hành chữa thương, có thiên yêu, huyền yêu, cùng với người thần bí lực lượng thêm bảo vệ, ở Viêm Chân vực bên trong căn bản không có người có thể tìm được hắn. Lần này đại chiến,
Diệp Thần mặc dù trời xui đất khiến ngắn ngủi hoàn toàn kích hoạt luân hồi huyết mạch, đem huyền yêu máu trấn ép xuống, nhưng, bản thân, cũng đã bị thương rất nặng, dựa vào luân hồi huyết mạch và luân hồi huyền bi cứng rắn chống, mới không có bỏ mình. Ước chừng trải qua một tuần khôi phục, Diệp Thần mới lần nữa trở lại trạng thái tột cùng, cái này, vẫn là ở tánh mạng hắn lực vô cùng nghịch thiên dưới tình huống. Đổi thành người bình thường, căn bản không có thể khôi phục được. Bất quá, vậy luân hồi huyết mạch vậy lại lần nữa yên lặng đi xuống, tựa như ngủ vậy. Giờ phút này, Diệp Thần như cũ có chút không cam lòng đối với Huyền Hàn Ngọc hỏi, Huyền Thiên Tử, trừ góp đủ 10 khối luân hồi huyền bi, chẳng lẽ ta thật không cách nào thức tỉnh hoàn chỉnh luân hồi huyết mạch? Dù là ngắn ngủi cũng có thể. Hiện tại đã gom đủ 7 khối luân hồi huyền bi, phân biệt thức tỉnh Xích Trần thần mạch, Lăng Phong thần mạch, Tới Ám thần mạch, Cổ Độc thần mạch, Long Viêm thần mạch, Vạn Linh thần mạch, Thánh Ma thần mạch, 7 đạo thần mạch. Nếu như tỉnh lại hoàn chỉnh huyết mạch, chỉ có tìm được còn dư lại 3 khối luân hồi huyền bi. Trong đó có một khối là xác định, đó chính là Hoa Hạ khối kia luân hồi huyền bi. Còn dư lại 2 khối, lại ở nơi nào? Hắn biết tin tức quả thực quá ít. Hắn ánh mắt nhỏ tránh, lúc ấy một hồi cổ xưa trí nhớ tràn vào đầu óc, để cho hắn đối với luân hồi huyết mạch, trong phảng phất nhiều một phần biết. Trên thực tế, ngày đó hắn căn bản không coi là chân chính thức tỉnh huyết mạch, bởi vì, lấy bây giờ thực lực, căn bản không cách nào khống chế huyết mạch bên trong lực lượng chân chính, đây cũng là tại sao huyết mạch thức tỉnh sẽ mất đi ý thức nguyên nhân. Liền huyết mạch bên trong, 1% lực lượng, cũng chưa tới. Nhưng, lực lượng kia như cũ vô cùng mạnh mẽ, nếu như vận dụng được làm, tức cũng chỉ có thể kiên trì rất ngắn thời gian, vậy tuyệt đối có thể trở thành Diệp Thần lớn nhất hậu thủ. Hơn nữa Diệp Thần khẳng định, đã từng là luân hồi chi chủ, luân hồi huyết mạch vậy không đạt tới trình độ đó. Căn cứ cổ xưa trí nhớ, Diệp Thần biết một cái trong đó tin tức, chính là luân hồi huyết mạch bắt đầu chỗ, ngày đó, hắn thấy vậy phiến thiên địa, chính là luân hồi huyết mạch sống chi địa. Bất quá, bữa trước, cũng không tại hôm nay vực ngoại. Cái gì là đạo giới? Diệp Thần ánh mắt lóe lên không chừng, trong chốc lát có chút thất lạc đứng lên, muốn biết rõ huyết mạch của mình bí mật, xem ra, hắn phải đi được đường, còn cực xa. Đây là, Huyền Hàn Ngọc mở miệng nói, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, người không phải còn có thể cháy huyền yêu huyết mạch sao? Nếu như luân hồi huyết mạch lại bị kích thích, có lẽ sẽ làm ra phản ứng. Diệp Thần nghe vậy, không khỏi nở nụ cười khổ, hắn cũng không muốn lại cháy huyền yêu huyết mạch, hắn biết, lần này luân hồi huyết mạch có thể tạm thời thức tỉnh hoàn toàn là vận khí, lần sau, chưa chắc có số phân tốt như vậy. Hơn nữa, coi như thật có thể số phân tốt như vậy, hắn cũng có chút không bỏ được. Lần này, cháy huyền yêu tinh huyết, hao phí 0,1% máu tươi tính, đối với Diệp Thần mà nói nhưng mà một cái tổn thất to lớn à. Trừ phi thật bị đẩy vào hoàn toàn tử địa, hắn tuyệt sẽ không lại dùng như vậy phương pháp chiến đấu. Đây là, Sóc lão cười nói, thằng nhóc, đừng đáng tiếc, ngươi thể chất chân thực quá nghịch thiên, lại liền cháy huyền yêu tinh huyết, cũng có thể làm cho thân thể hấp thu bộ phận, chưa tính là hoàn toàn lãng phí. Hôm nay, Diệp Thần thân xác, sinh mệnh lực, yêu lực các phương diện, đều có tăng lên, vậy đốt thiêu hủy 0,1% máu tươi, lại là có bộ phận dung nhập vào Diệp Thần trong cơ thể, dĩ nhiên không có trực tiếp luyện hóa hiệu quả tốt. Nhưng, lần này, Diệp Thần cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Theo cổ xưa trí nhớ bộ phận tỉnh lại, Diệp Thần đã từng đọc lên 2 cái âm tiết. Vậy âm tiết, tựa hồ có thay trời đổi đất, thậm chí còn là làm thiên đạo vặn vẹo biến hóa lực lượng. Mà theo âm tiết xuất hiện phù văn và lục đạo luân hồi bàn, cũng không phổ thông, cái này âm tiết cùng phù văn chính là luân hồi ngôn ngữ cùng chữ viết. Diệp Thần đem danh xưng là thần tiếng nói ma văn. Ngày đó, Diệp Thần đọc lên 2 cái âm tiết, ở thần tiếng nói ma văn bên trong, chính là luân hồi ý. Lần này, Diệp Thần đầu óc bên trong không khỏi nhiều hơn một ít liên quan tới thần tiếng nói ma văn kiến thức. Cái này thần tiếng nói ma văn bên trong, hàm chứa cao nhất đại lộ, nếu là có thể có lĩnh ngộ nói, đối với thực lực, đem sẽ lại còn tăng lên. Đây là, Huyền Hàn Ngọc đột nhiên mở miệng nói, Diệp Thần, liên quan tới như thế nào để cho ngươi thức tỉnh luân hồi huyết mạch, ta ngược lại thật nghĩ ra một cái biện pháp. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt sáng lên nói, biện pháp gì? Huyền Hàn Ngọc ngưng tiếng nói, huyết mạch kích thích. Huyết mạch kích thích, Diệp Thần khẽ cau mày, có chút không hiểu. Huyền Hàn Ngọc nói, lần này,
người cháy huyền yêu tinh huyết, kích thích luân hồi huyết mạch, cho ta một cái dẫn dắt. Đó chính là, có lẽ ở trong người cháy huyết mạch có thể trợ giúp người thức tỉnh. Cho ví dụ, người bây giờ luân hồi huyết mạch giống như là người không có tri giác, đang ngủ say bên trong, mà cháy huyết mạch chính là không ngừng đối hắn tiến hành kích thích, làm kích thích tích lũy tới trình độ nhất định, người không có tri giác là có thể từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Diệp Thần nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng nói cách khác, ta muốn thức tỉnh luân hồi huyết mạch, trừ thu thập luân hồi huyền bi, còn có thể thu thập cái khác huyết mạch, dùng để cháy. Huyền Hàn Ngọc nói, không sai, bất quá cái này dùng để thiêu đốt huyết mạch cũng là có điều kiện, một cái, là không thể quá mạnh mẽ, nếu không, cháy sinh ra lực lượng, người thân thể không cách nào chịu đựng, liền sẽ mang đến nguy hiểm cực lớn, giống như huyền yêu tinh huyết. Sau đó, là không thể quá yếu, nếu không, về điểm kia lực lượng căn bản không đủ để đối với luân hồi huyết mạch sinh ra bất kỳ kích thích. Diệp Thần cau mày nói, muốn cái gì đẳng cấp huyết mạch? Huyền Hàn Ngọc sau một hồi trầm ngâm, mở miệng nói, sợ rằng, vực ngoại muốn có được thích hợp huyết mạch, rất khó. Thu thập huyết mạch là một, sợ rằng, được chờ ngươi đến cao đẳng hơn vị diện, mới có thể tiến hành. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, hắn lắc đầu một cái, tạm thời không suy nghĩ thêm nữa liên quan tới luân hồi huyết mạch lúc đó, mà là đưa tay một chiêu, một đạo hỏa quang chớp động gian, trước người của hắn, xuất hiện một tên lưng mọc ngọn lửa hai cánh, tóc bạch kim kim mâu, giống như đồ sứ em bé vậy, sinh được cực kỳ tinh xảo đáng yêu bé gái. Chính là Nhan Tuyền Nhi. Nhan Tuyền Nhi hướng về phía Diệp Thần thi lễ một cái nói, Tuyền Nhi ra mắt công tử. Diệp Thần cười nói, Tuyền Nhi, là nơi này sao? Nhan Tuyền Nhi nhìn một cái bốn phía, gật đầu nói, không sai, phía dưới, chính là địa mạch hỏa hạch chỗ. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên lau một cái vẻ nóng như lửa. Cái này viêm chân vực bên trong, không chỉ có vậy địa mạch hố lửa, mấu chốt nhất, là sinh ra viêm chân hỏa địa mạch hỏa hạch. Mà đây lửa hạch, Nhan Tuyền Nhi cũng có thể chiếm đoạt. Nguyên bản, Diệp Thần còn suy nghĩ dùng phương pháp gì có thể tạm thời ở lại viêm chân vực bên trong, chiếm đoạt cái này địa mạch hỏa hạch đâu, không nghĩ tới, nhưng bất ngờ cùng Đông Hoàng Thiên Điện cao tầng đại chiến một tràng, hiện tại, ngược lại là thần không biết quỷ không hay ở lại viêm chân vực bên trong. Nghĩ tới đây, Diệp Thần ánh mắt ngay tức thì băng hàn liền xuống, khóe miệng, dương lên một tia cười lạnh nói, Đông Hoàng Thiên Điện. Ta Diệp Thần bảo đảm, sẽ đích thân đem ngươi tiêu diệt. Còn có một cái tát kia, Hứa Yến Linh, ta muốn ngươi trăm lần trả lại. Đông Hoàng quên cơ hội, Hứa Yến Linh các người lần này thiếu chút nữa đem đẩy vào tử địa, cái thù này, Diệp Thần cả đời đều sẽ không quên. Hiện tại hắn ở thiên nhân vực cừu địch không đơn thuần Minh Long Thần Điện, còn có Đông Hoàng Thiên Điện. Mà muốn tiêu diệt Đông Hoàng Thiên Điện, yêu cầu chính là thực lực. Diệp Thần hít sâu một hơi, chợt một cước đạp hướng mặt đất, ầm một tiếng vang thật lớn, dưới chân mặt đất ngay tức thì sụp đổ, mà hắn thân hình vậy biến mất ở một cái nối thẳng lòng đất lỗ lớn bên trong. Hắn cả người giống như mũi khoan vậy, nhanh chóng hướng địa tâm phóng tới, không biết qua bao lâu, ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần cả người, từ đất tầng bên trong bay ra, hắn híp đôi mắt một cái, trán hiện lên tí tí mồ hôi. Cả người tựa như đưa thân vào một cái thế giới lửa. Diệp Thần giờ phút này, thân ở một cái to lớn lòng đất không gian bên trong, nơi này bao phủ ở một phiến hồng quang bên trong, nhiệt độ cực cao, cho dù lấy Diệp Thần thể chất, đều là cảm nhận được liền một chút nóng bức. Cái này không gian chung quanh thạch bích, đã bị kinh khủng này nhiệt độ cao, rèn luyện thành vì lưu ly giống vậy tinh thể, mà ở Diệp Thần trước mặt, chính là xuất hiện một viên vô cùng to lớn, giống như mặt trời vậy. Toát ra ánh sáng đỏ thẫm tinh thạch. Mà đây lại chính là vậy nhiệt độ cao nguồn. Diệp Thần đối với Nhan Tuyền Nhi hỏi, Tuyền Nhi, đây chính là vậy địa mạch hỏa hạch. Nhan Tuyền Nhi gật đầu nói, công tử, đúng vậy. Diệp Thần cặp mắt híp lại, lửa này hạch bên trong thiêu đốt đủ loại ngọn lửa, lấy màu đỏ làm chủ, nhất định chính là một phiến ngọn lửa đại dương, cái này viêm chân hỏa số lượng, căn bản không phải vậy địa mạch hố lửa, có thể so sánh. Mấu chốt nhất là, những thứ này viêm chân hỏa vô cùng là tinh thuần. Cho dù là hôm nay hóa thân cao cấp hỏa linh Nhan Tuyền Nhi, muốn đem toàn bộ hấp thu, cũng là một cái công trình vĩ đại. Nhưng, cùng tương đối, nếu là có thể đem lửa này hạch hoàn toàn chiếm đoạt, Nhan Tuyền Nhi lấy được chỗ tốt, đồng dạng cũng là khó có thể tưởng tượng. Phải biết, đến hỏa linh hóa hình cái này đẳng cấp, chiếm đoạt giống vậy ngọn lửa,
cho dù là thần hỏa đều không cách nào tùy tiện trưởng thành, cái này địa mạch hỏa hạch đối với Nhan Tuyền Nhi, có thể nói là chí bảo bên trong chí bảo. Lúc này, Diệp Thần đối với Nhan Tuyền Nhi nói, Tuyền Nhi, bắt đầu chiếm đoạt. Nhan Tuyền Nhi thanh lượng mắt đẹp bên trong, ánh lửa chớp mắt, một khắc sau, hắn hai cánh rung lên, liền biến thành một đạo vàng bạc xen nhau ánh lửa, hướng vậy địa mạch hỏa hạch nhào tới. Ngay tức thì, liền đem toàn bộ địa mạch hỏa hạch, biến thành vàng bạc vẻ. Vậy địa mạch hỏa hạch tựa hồ cảm nhận được liền uy hiếp, lửa hạch bên trong cuồn cuộn viêm chân hỏa, cuồng trào ra, mặt ngoài hồng quang cũng là bộc phát chói mắt đứng lên. Vàng bạc ngọn lửa bên trong, một tiếng phượng hót vang lên, Nhan Tuyền Nhi ngay tức thì biến thành một đầu toàn thân vàng bạc lông chim hỏa phượng, hướng viêm chân hỏa nhào tới, mà lửa kia hạch bên trong xông ra viêm chân hỏa, tựa hồ vậy có linh tính nhất định, cuồn cuộn ngọn lửa lại là dung hợp ở một nơi, biến thành một cái đỏ thẫm hỏa long, cùng Nhan Tuyền Nhi biến thành hỏa phượng, chiến ở một nơi. Hai người lẫn nhau đốt cháy, trong chốc lát, dòng lửa kia lại là mơ hồ đem hỏa phượng áp chế. Nhan Tuyền Nhi biến thành hỏa phượng trong mắt bên trong, hiện lên lau một cái miễn cưỡng vẻ, cái này địa mạch hỏa hạch hỏa lực, còn ở nàng dữ liệu bên trên. Nhưng vào lúc này, một đạo linh quang bỗng nhiên rơi vào vậy vàng bạc hỏa phượng bên trên, nguyên bản bị hỏa long nơi áp chế Nhan Tuyền Nhi, hai tròng mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn trên thân hình vàng bạc ngọn lửa, chợt vươn cao, một tiếng thanh lượng phượng hót vang lên, lửa kia phượng quanh thân, thế lửa bùng cháy mạnh, lại là ngay tức thì thay đổi thế cục. Đem vậy đỏ thẫm hỏa long áp chế ở dưới người. Hắn phượng mỏ mổ một cái, liền đem tơ tia đỏ thẫm ngọn lửa, từ dòng lửa kia trên mình xé ra, nuốt vào trong bụng. Giờ phút này, Diệp Thần hai tay tiếp đón, trong cơ thể linh lực không ngừng hướng Nhan Tuyền Nhi vọt tới, Nhan Tuyền Nhi là hắn bổn mạng chân hỏa, không chỉ là Nhan Tuyền Nhi có thể là Diệp Thần vận chuyển phần huyết quyết, Diệp Thần cũng là có thể đem linh lực dung nhập vào Nhan Tuyền Nhi trong cơ thể, tăng cường hắn ngọn lửa uy lực. Có Diệp Thần trợ giúp, Nhan Tuyền Nhi thực lực đại tăng, đã đem địa mạch hỏa hạch bên trong viêm chân hỏa hoàn toàn áp chế, nhưng, phải đem hắn toàn bộ chiếm đoạt nhưng không một sớm một chiều chấp sự. Lại là sau một tuần, mặt đất bên trên, chợt phát ra một tiếng vang thật lớn, một đạo thân ảnh từ lòng đất dưới phóng lên cao. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện lên lau một cái vẻ thỏa mãn, trong lòng đất nán lại thật lâu, không có hô hấp đến không khí mới mẻ. Mà hôm nay, toàn bộ viêm chân vực, nhiệt độ đã hạ xuống đến bình thường trình độ, trong không khí tràn ngập nguyên tố lửa cũng là tiêu tán không còn một mống. Tại sao? Rất đơn giản, bởi vì, Nhan Tuyền Nhi đã đem vậy địa mạch hỏa hạch bên trong viêm chân hỏa cắn nuốt sạch sẽ. Diệp Thần khóe miệng, dương lên một nụ cười, mặc dù xài một tuần thời gian, nhưng, ở Diệp Thần xem ra, nhưng là đáng giá. Giờ phút này, hắn thức hải bên trong, ngồi xếp bằng một đạo bé gái bóng người. Chính là Nhan Tuyền Nhi. Mà Nhan Tuyền Nhi bề ngoài, tựa hồ trưởng thành một tuổi. Hỏa linh, chỉ có ở thực lực có đột phá lúc đó, dung mạo mới sẽ phát sinh biến hóa. Nhan Tuyền Nhi sau khi đột phá, Diệp Thần vậy lần nữa chặt đứt một cây huyền hàn ngọc trên mình xiềng xích. Hôm nay, nếu như mượn nữa giúp huyền hàn ngọc lực lượng, đối mặt cường giả, cho dù không địch lại, chí ít, có thể bảo vệ tánh mạng. Diệp Thần nhìn bầu trời. Ánh mắt nhỏ tránh nói, cũng là thời điểm rời đi cái này viêm chân vực. Trong chốc lát, hắn có chút khó khăn đứng lên, vốn là dự định gia nhập Đông Hoàng Thiên Điện tiến vào thiên nhân vực, có thể hiện tại ngược lại cùng Đông Hoàng Thiên Điện, không chết không thôi. Hắn lẩm bẩm nói, chỉ có thể, đi một bước xem một bước. Một khắc sau, sau lưng triển khai một đạo xích ngọn lửa màu vàng vũ rực, hai cánh mở ra, cả người liền biến thành một đạo lưu quang, hướng bầu trời cuối, bắn ra. Ngay trước mắt, liền rời đi viêm chân vực. Nhưng vào lúc này, một bóng người nhưng là xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần thần sắc như thường, hướng thân ảnh kia nhìn, nhưng là không khỏi được hơi sững sờ. Ngay sau đó, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng nói, Tần cô nương. Xuất hiện ở trước mặt hắn, là một tên khí chất yêu nhã, ôn hòa cô gái tuyệt đẹp, chính là Tần Tử Vi. Tần Tử Vi mỉm cười nói, Diệp công tử, thật lâu không gặp. Diệp Thần có chút bất ngờ nói, người tại sao lại ở chỗ này? Có thiên yêu cùng chí cường che giấu, liền Đông Hoàng Thiên Điện đều không cách nào phát hiện hắn tồn tại, có thể, Tần Tử Vi nhưng thật giống như ở chỗ này chờ hắn đi ra vậy. Tần Tử Vi khóe miệng, hiện lên vẻ cười khổ nói, Diệp công tử, ta biết ngươi và Đông Hoàng Thiên Điện kết làm đại thù sau đó,
liền suy đoán ngươi còn núp ở Viêm Chân Vực bên trong, đoạn thời gian này, ta một mực chờ ngươi đi ra. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tí, hắn biết Đông Hoàng Thiên Điện cùng hắn ân oán giữa, khẳng định sẽ không truyền ra ngoài, những cái kia khảo hạch người ở Đông Hoàng Thiên Điện mệnh lệnh dưới cũng không dám truyền ra ngoài, có thể, dù vậy, Thiên Tinh Các lại là còn có thể được tin tức này. Xem ra, Thiên Tinh Các so hắn tưởng tượng mạnh hơn. Hắn trầm mặc chốc lát, đột nhiên ngưng mắt nhìn Tần Tử Vi nói, Tần cô nương, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Tần Tử Vi nghe vậy, không khỏi được hơi sững sờ. Rất nhanh, nàng liền phản ứng lại, có thể, nhưng không trả lời. Diệp Thần nhìn Tần Tử Vi, ánh mắt chớp động, phải biết, Tần Tử Vi biết rõ hắn cùng Đông Hoàng Thiên Điện kết tử thù, lại vẫn dám ở Viêm Chân Vực bên ngoài chờ mình. Dĩ nhiên, đây cũng là không có biện pháp, Diệp Thần bị Thiên Yêu các người che giấu sau đó, muốn cho Diệp Thần gửi tin tức vậy biến thành một chuyện khó, cho nên, Tần Tử Vi muốn gặp Diệp Thần, cũng chỉ có thể ở Viêm Chân Vực bên ngoài cùng. Bất quá, Diệp Thần ra Viêm Chân Vực sau đó, vậy che giấu lực đã bắt đầu dần dần tiêu tán. Nhưng, Tần Tử Vi cùng Diệp Thần đi ra nhưng là gánh vác nguy hiểm. Nếu là bị Đông Hoàng Thiên Điện phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thậm chí, có thể đưa đến Thiên Tinh Các tiêu diệt. Từ lợi ích góc độ mà nói, Thiên Tinh Các hẳn đoạn tuyệt cùng Diệp Thần lui tới mới đúng. Có thể, Tần Tử Vi nhưng vẫn xuất hiện ở nơi này. Hồi tưởng lại Tần Tử Vi là hắn làm đủ loại, đối với trợ giúp của mình, tựa hồ đã xa xa vượt ra khỏi giống vậy quan hệ hợp tác. Tần Tử Vi trong chốc lát không trả lời, một lát sau mới mở miệng nói, Diệp công tử. Không, Diệp Thần, trên thực tế. Ta từ vừa mới bắt đầu đến gần ngươi, liền không chỉ là vì để cho ngươi cùng Thiên Tinh Các hợp tác, còn như nguyên nhân, ta tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi, bất quá. Ta muốn xin ngươi tin tưởng ta tuyệt sẽ không làm ra bất kỳ đối với ngươi bất lợi chuyện, có thể không? Diệp Thần nghe vậy, không chút do dự gật đầu nói, có thể. Tần Tử Vi thậm chí không tiếc bất chấp đối với Đông Hoàng Thiên Điện nguy hiểm, vậy phải đứng ở phía bên mình, còn có cái gì có thể không tin? Bất quá, Diệp Thần vậy có chút hiếu kỳ, Tần Tử Vi trong miệng nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Tần Tử Vi cười nói, tốt lắm, vậy chúng ta đi trước đi Thiên Nhân Vực đi. Vừa nói, hắn giương tay một cái thả ra một chiếc toàn thân kim quang sáng chói phi thuyền. Diệp Thần nghe vậy vui mừng nói, Tần cô nương có thể mang ta đi Thiên Nhân Vực. Tần Tử Vi gật đầu nói, kêu ta Tử Vi đi, đi về sau, ta cũng sẽ để cho ngươi Diệp Thần, mang ngươi đi Thiên Nhân Vực. Tự nhiên có thể, sở dĩ lúc trước không có làm như vậy, chỉ là muốn để cho ngươi trực tiếp gia nhập Thiên Điện thôi. Diệp Thần khẽ cau mày nói, Tử Vi, ta cùng Đông Hoàng Thiên Điện kết thù oán, có thể có biện pháp, để cho ta gia nhập khác Thiên Điện. Đạo tinh đối với Diệp Thần mà nói vẫn là cực kỳ trọng yếu, chỉ có đầy đủ nhiều đạo tinh, tăng lên tiểu hắc thực lực, hắn có thể vận dụng hỗn độn khí diễm cũng mới sẽ càng nhiều, hơn nữa chất lượng càng cao. Trọng yếu hơn phải. Vậy Hoang Ma Thiên Kiếm cần tử lượng cao đạo tinh à? Tần Tử Vi khẽ thở dài một hơi nói, rất khó. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, ta nhớ ngươi nói qua, cái khác mấy đại thiên điện, thông qua sứ giả trực tiếp mời chào Thiên Nhân Vực bên trong yêu nghiệt. Nếu như, ta ở Thiên Nhân Vực bên trong lấy được nhất định danh tiếng nói, có thể hay không, đạt được bọn họ mời. Lấy hắn hôm nay thực lực, tùy tiện nghiền ép mấy cái thần thương trên bảng hạng gần trước yêu nghiệt. Ở Thiên Nhân Vực bên trong phỏng đoán liền không người không biết, như vậy thứ nhất, còn sợ không bị cái khác mấy đại thiên điện chú ý tới. Không phải Diệp Thần từ khen, lấy hắn tiềm lực, toàn bộ vực ngoại sợ rằng không có thể thả sánh vai. Có thể, Tần Tử Vi nhưng là lắc đầu nói, Diệp Thần, lấy ngươi tư chất, trên thực tế có thể ung dung gia nhập tất cả đại thiên điện, nhưng, cần thời gian. Mỗi cái thiên điện, mời chào yêu nghiệt, đều có một cái quy củ, đó chính là khảo sát 100 năm. Bất luận ngươi là hạng nghịch thiên, đều phải ở trên trời điện sứ giả đối với ngươi âm thầm khảo sát 100 năm sau đó, mới có thể phát ra mời. 100 năm thời gian, đối với vậy võ giả mà nói, không coi vào đâu, hơn nữa, đại đa số thiên nhân vực yêu nghiệt, từ ra đời một khắc kia, liền bị liệt vào khảo sát danh sách. Nhưng, ngươi không giống nhau, không cần lãng phí cái này 100 năm thời gian, đây cũng là tại sao, ta đề cử ngươi tham gia Đông Hoàng Thiên Điện khảo hạch nguyên nhân. Khảo hạch người có thể trực tiếp tiến vào thiên điện, không cần đi qua 100 năm khảo sát. Thiên điện rất cổ xưa, vậy rất truyền thống, bọn họ gặp qua quá nhiều thiên tài,
là sẽ không dễ dàng vì ngươi ngoại lệ. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, trăm năm thời gian. Trăm năm sau đó, hắn đã sớm không có ở đây vực ngoại. Người khác chờ nổi, hắn có thể không chờ nổi. Diệp Thần không khỏi phải hỏi nói, chẳng lẽ, liền không có biện pháp nào. Tần Tử Vi nhìn Diệp Thần, mặt đẹp bên trên, đột nhiên hiện lên lau một cái dí dỏm thần sắc nói, Diệp Thần, thật ra thì, còn có một cái phương pháp. Cái gì? Tần Tử Vi nghiêm túc nói, đi cửa sau. Diệp Thần có chút ngây ngốc nhìn Tần Tử Vi, đi cửa sau. Đây là ý gì? Tần Tử Vi cười nói, năm đại thiên điện nắm giữ, bị tôn xưng là năm đại đế quân, theo thứ tự là, Đông Hoàng đế quân, Tây Cực đế quân, Bắc Lăng đế quân, Nam Tiêu đế quân, cùng với bên trong Nguyên đế quân. Cái này năm đại đế quân, đều là cha truyền con nối chế, nói cách khác, năm đại thiên điện sau lưng, trên thực tế, là ngũ đế hoàng tộc. Mà thiên điện bên trong, còn có một cái quy củ, đó chính là, cùng dòng chánh hoàng tộc kết là đạo lữ người, có thể trực tiếp, gia nhập thiên điện. Diệp Thần nhướng mày nói, ý ngươi, là để cho ta theo đuổi ngũ đế hoàng tộc cô gái. Tần Tử Vi có chút trêu ghẹo nói, Diệp Thần, thật ra thì ngươi lớn lên thật đẹp trai, đối với đàn bà vậy rất có sức hấp dẫn. Diệp Thần nghe vậy, không khỏi được mặt lộ cười khổ, hắn phát hiện Tần Tử Vi trước khi ôn hòa, lễ độ, có thể đều là chứa, hiện tại mới cho thấy vốn là tính cách. Mặc dù, hắn biết Tần Tử Vi là nói đùa, nhưng, vẫn lắc đầu nói, ta Diệp Thần mặc dù không phải là người tốt lành gì, nhưng, cũng sẽ không vì liền lợi ích mà theo đuổi người phụ nữ. Tần Tử Vi nghe vậy cười một tiếng, tùy ý nói, Diệp Thần, ta cảm giác, ta thật phải bị ngươi mê mẩn. Tốt lắm, chúng ta, lúc trước đi thiên nhân vực, còn như thế nào gia nhập thiên điện, đến thiên nhân vực sau đó, lại thảo luận kỹ hơn, luôn sẽ có biện pháp. Một khắc sau, vậy phi thuyền run lên, liền biến thành một đạo lưu quang, trốn vào trong hư không. Phi thuyền bên trên, Diệp Thần đối với Tần Tử Vi hỏi, Tử Vi, cha được Cố Tuyền tin tức sao? Tần Tử Vi lắc đầu nói, có chút đầu mối, nhưng, còn cần một chút thời gian. Diệp Thần gật đầu một cái, không nói thêm nữa, ngồi xếp bằng ở phi thuyền bên trên, bắt đầu tu luyện. Mấy ngày sau, một tòa vô cùng phồn hoa trong thành trì, xuất hiện hai đạo thân ảnh. Một người trong đó là một tên thần sắc lãnh đạm chàng thanh niên, một người khác chính là một tên khí chất ôn hòa tuyệt sắc người đẹp. Chính là Diệp Thần cùng Tần Tử Vi. Nơi này, chính là thiên nhân vực thành lớn một trong, Thanh Hiên Thành. Đến một cái này Thanh Hiên Thành bên trong, Diệp Thần ánh mắt chính là không khỏi được sáng lên. Tiến vào thiên nhân vực sau đó, hắn đầu tiên chú ý tới chính là linh khí. Thiên nhân vực linh khí quá nồng đậm, so với Viêm Chân vực còn muốn cao hơn mấy cái cấp bậc. Mà thiên nhân vực trọng lực mặc dù không có Viêm Chân vực mãnh liệt như vậy, nhưng cũng là Dương Chân vực mấy chục lần. Cái này Thanh Hiên Thành, thành tựu thiên nhân vực thành lớn một trong, linh khí lại là so nơi khác càng đậm đà, cơ hồ đều muốn hóa là thật thể giống vậy tồn tại, cả người đi ở trên đường chính đều có một loại ở linh khí trong đại dương bơi lội giống vậy cảm giác. Thanh Hiên Thành bên trong kiến trúc đều là vô cùng tinh mỹ, ưu nhã, tản ra một loại cổ xưa ý vị, mà trên đường phố, người đến người đi đường bên trong, thủy nguyên cảnh tồn tại tùy ý có thể gặp, chính là còn chân cảnh cường giả, đều là không phải số ít, đến còn chân cảnh trung kỳ tầng thứ này, số người mới bắt đầu chợt giảm. Những võ giả này bên trong, tùy tiện chọn một cái, cũng rất có thể trực tiếp quét ngang Dương Chân vực một ít thế lực lớn. Hôm nay, đã là ban đêm, nhưng Thanh Hiên Thành bên trong như cũ đèn đuốc sáng rực. Trên đường bầy sạp lái buôn, còn ở tiếng giao hàng trước tất cả loại ly kỳ cổ quái đồ chơi. Đồng thời, cả tòa Thanh Hiên Thành bên trong cũng trôi dạt một loại như có như không thanh thơm, để cho người văn liền sau đó liền cảm giác được tinh thần chấn động. Diệp Thần trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, đối với Tần Tử Vi hỏi, Tử Vi, người có hay không ngửi được cái gì mùi thơm? Tần Tử Vi cười nói, đây là Thanh Hiên Thành trà thơm. Trà thơm. Tần Tử Vi nói, Thanh Hiên Thành bên trong, nổi danh nhất chính là Xanh Hiên Phòng Trà. Xanh Hiên Phòng Trà ở toàn bộ thiên nhân vực đều là số một số hai cao cấp phòng trà, trong đó Xanh Hiên Linh Trà, lại là chỉ có ở Xanh Hiên bên trong phòng trà, mới có cơ hội thưởng thức, trà này thơm chính là Xanh Hiên Linh Trà trà thơm. Diệp Thần nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trà này thơm mặc dù thanh đạm, nhưng tràn ngập cả tòa Thanh Hiên Thành, hơn nữa,
cho dù là Diệp Thần thực lực bực này, ngửi được trà này thơm sau này, cũng hơi bị ảnh hưởng, kết quả là cái gì linh trà cũng như công hiệu này. Thấy Diệp Thần thần sắc, Tần Tử Vi cười nói, không bằng, chúng ta đi cái này Xanh Hiên phòng trà uống ly trà như thế nào. Cũng đúng lúc thương nghị một chút, tiến vào thiên điện phương pháp. Diệp Thần gật đầu nói, cũng tốt. Hiện tại, cấp cũng không có dùng, ngược lại không như ngồi xuống uống ly trà. Ở Tần Tử Vi dưới sự hướng dẫn, hai người rất nhanh liền đi tới một tòa cách xa phố xá sầm uất, vô cùng là thanh nhã gác lửng trước. Lầu các tấm bảng trên, sách có khắc Xanh Hiên hai chữ. Từng cơn trà thơm, từ gác lửng bên trong bay tới. Tần Tử Vi dẫn Diệp Thần, bước vào gác lửng bên trong, gác lửng phân là trên dưới hai tầng, mà một tầng, nhưng cơ hồ đã ngồi đầy. Diệp Thần hướng chỗ ngồi khách uống trà nhìn, chỉ gặp, những thứ này khách uống trà từng cái khí độ bất phàm, thực lực vậy phổ biến ở còn chân cảnh trung kỳ trở lên. Tần Tử Vi nói, cái này Xanh Hiên phòng trà trà tuy tốt, nhưng, cũng không phải vậy võ giả có thể tiêu phí nổi, ở thiên nhân vực bên trong, thống nhất sử dụng tiền, tên là Thiên Linh Tinh, một bình Xanh Hiên linh trà, liền phải hao phí 1.000 thiên linh tinh, đây là đại đa số còn chân cảnh dưới võ giả, một năm chi tiêu. Cho nên, có thể tới nơi này, vậy đều là còn chân cảnh trung kỳ trở lên tồn tại, hơn nữa, không giàu thì sang. Diệp Thần gật đầu một cái, đi theo Tần Tử Vi đi lên lầu 2, trong lòng đối với vậy Xanh Hiên linh trà mong đợi càng thêm mãnh liệt một phần. Mà giờ khắc này, lầu 1 những cái kia các khách uống trà, nhìn hai người hướng lầu 2 đi tới đều là hơi sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, phải biết. Cho dù đều ở đây phòng trà bên trong uống trà, tiêu xài trình độ cũng là không giống nhau. Lầu 2 tiêu xài trình độ xa xa cao hơn lầu 1, hơn nữa, chỉ có ở lầu 2 mới có thể uống được chính tông nhất Xanh Hiên linh trà. Nhưng, sở dĩ, cho dù là những thứ này rất có tài sản võ giả cũng chỉ là ở lầu 1 uống trà, chính là bởi vì, lầu 2 tiêu xài chân thực quá cao. Chỉ là ở lầu 2 ngồi xuống liền phải trả 2.000 thiên linh tinh phục vụ phí dùng. So sánh với lầu 1, lầu 2 quý khách liền thiếu nhiều, hơn nữa, cử chỉ so với lầu 1 những cái kia khách uống trà hơn nữa yêu nhã, ung dung, nếu như nói, lầu 1 còn có một chút mang theo cường hào, nhà giàu mới nổi khí chất khách nhân nói, lầu 2, thì cũng là chân chánh con em thế gia, mọi cử động mang mọi người phong độ. Nếu không phải phải nói có ai cùng cái này tầng 2 phòng trà, không hợp nhau nói, đó chính là Diệp Thần. Diệp Thần tính cách cho tới bây giờ là làm sao thoải mái làm sao tới, còn như yêu không yêu nhã hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Tần Tử Vi mang Diệp Thần, hướng lầu 2 gần chót chỗ ngồi đi tới, đột nhiên tới giữa, một đạo thân ảnh từ Diệp Thần khóe mắt thoáng qua, hắn con người ngay tức thì co giúp một cái, không nhịn được hướng thân ảnh kia chỗ phương hướng nhìn. Chỉ gặp, ở tầng 2 phòng trà vị trí xó xỉnh, ngồi một tên mặc tao nhã thanh y, đang thưởng thức trà thiếu nữ. Thiếu nữ này dung nhan, vô cùng tinh xảo, cho dù lấy Diệp Thần ánh mắt, đều có thể gọi là tuyệt đẹp, thậm chí so với Tự Cừ Đan Hạnh vậy không kém chút nào, bàn về khí chất còn muốn hơn nữa xuất trần, động lòng người một phần. Người tài, cũng là không thể bắt bẻ, hai chân thon dài, eo thon yêu kiều, mặc dù, không coi là bao nhiêu kính bạo, nhưng lại có một loại cực kỳ tự nhiên mỹ cảm. Đồng thời, thiếu nữ này mắt đẹp giống như tinh khiết phỉ thúy vậy. Càng nàng tăng thêm một phần khác thường mị lực. Không thể không nói, Diệp Thần đều có chút kinh diễm, nhưng, hắn sở dĩ chú ý tới cô gái này, cũng không phải bởi vì nàng dung mạo. Cô gái này dung mạo mặc dù không cùng so luân, nhưng, Diệp Thần để ý nhất chính là nàng tu vi à. Mặc dù thanh y thiếu nữ, giờ phút này đã che giấu cảnh giới, nhưng, lấy Diệp Thần thần niệm mạnh, vẫn là một mắt liền xem thấu. Nàng lại là một tên còn chân cảnh 7 tầng thiên tồn tại. Hơn nữa, thiếu nữ này không chỉ là bề ngoài trẻ tuổi, nhìn qua, bất quá 17-18 tuổi hình dáng, hắn số tuổi thật sự, giống vậy một chút cũng không lớn, thậm chí không tới 150 tuổi. Không tới 150 tuổi còn chân cảnh 7 tầng thiên tồn tại. Cái này có chút kinh sợ. Thiên nhân vực võ đạo, mạnh đến loại trình độ này. Tới uống cái trà cũng có thể đụng tới kinh khủng như vậy yêu nghiệt. Bất quá, càng làm cho Diệp Thần kinh hãi phải, hắn có thể cảm giác được, thiếu nữ sau lưng còn cất giấu một tên cường giả, mà tên cường giả này thực lực, Diệp Thần lại là có chút. Nhìn không thấu. Lấy hắn bây giờ thực lực, có thể để cho hắn nhìn không thấu, chí ít cũng là còn chân cảnh đỉnh cấp tồn tại à.
có thể làm cái này cùng tồn tại, thiếp thân bảo vệ, thiếu nữ này là lai lịch gì? Tần Tử Vi có chút trêu chọc mở miệng nói, thật là cô gái đẹp à, Diệp công tử, ngươi nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu liền nha, có phải hay không vừa ý người ta? Diệp thần nghe vậy, có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng nói, cô gái này, rất mạnh, để cho ta có chút để ý thôi. Tần Tử Vi cười một tiếng, không nói gì nữa, cùng Diệp thần ở một tấm bàn trà trước ngồi xuống. Đây là, vậy thanh y thiếu nữ thưởng thức xong liền trong tay trà, đem ly trà buông xuống, hướng Diệp thần hai người chỗ ở phương hướng nhìn. Tha Phương mới cảm ứng được Diệp thần ánh mắt, bất quá, bởi vì ở thưởng thức trà cho nên không có để ý thôi. Giờ phút này vừa thấy, mặt đẹp bên trên nhưng là không khỏi được hiện lên lau một cái vẻ kinh sợ nói, Tần Tử Vi. Nàng làm sao sẽ tới nơi này? Vừa nói, nàng vừa nhìn về phía Diệp thần, thần sắc bộc phát rung động nói, người đàn ông. Tần Tử Vi lại mang một người đàn ông, cùng uống trà. Tin tức này nếu là truyền đi, có thể náo động toàn bộ thiên nhân vực liền chứ. Cũng không phải là ai cũng có tư cách xuất hiện ở Tần Tử Vi bên người, chớ nói chi là cùng uống trà. Trong chốc lát, cái này cô gái đổ xanh đối với Diệp thần vậy sinh ra một chút tò mò. Đây là, một tên mặc kỳ bào vậy váy trắng, mặt mũi chín điểm trở lên, gọi là mỹ nhân cô gái, đi tới Diệp thần hai người trước bàn, mỉm cười nói, hai vị, cần gì không? Tần Tử Vi cười nói, một bình xanh hiên linh trà, còn nữa, nhiều hơn một ít tinh xảo trà bánh. Vừa nói, nàng quay đầu đối với Diệp thần nói, trà này phòng trà bánh, vậy rất tốt, ngươi nếm thử một chút. Rất nhanh, xanh hiên linh trà cùng một bàn bốc hơi nóng trà bánh liền bưng lên. Diệp thần nghe vậy trà thơm cùng trà bánh mùi thơm, không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Những thứ này trà bánh, một bàn cũng không có so tinh xảo, thật là cũng có thể gọi là tác phẩm nghệ thuật. Hơn nữa, nhìn như cùng hoa hạ Quảng Đông bên kia điểm tâm sáng điểm tâm, có chút giống nhau. Phải biết, đoạn thời gian này tới nay, Diệp thần ở Viêm Chân vực bên trong nhưng mà một ít đồ cũng chưa từng ăn qua à. Mặc dù, đối với hắn thân thể không có ảnh hưởng, nhưng lại để cho hắn thèm ăn. Dưới mắt thấy như thế nhiều thức ăn ngon, Diệp thần ngay tức thì ngón trỏ đại động. Tần Tử Vi là Diệp thần rót một ly xanh hiên linh trà nói, mau nếm thử trà này, như thế nào? Diệp thần nâng tách trà lên, đem trong ly trà uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy được một hồi mát mẻ cực kỳ mùi thơm, ở mồm miệng gian thổi lất phất mà qua, đồng thời, thân thể hơi nóng lên, có một loại vô cùng là sảng khoái cảm giác. Hắn có chút không tưởng tượng nổi nhìn ly trà trong tay nói, trà ngon. Không chỉ là mùi vị, công hiệu lực cũng là tuyệt đẹp. Không nói khoa trương, đây là Diệp thần đến nay mới ngưng đã uống tốt nhất trà à. Khó trách muốn bán đắt như vậy, cái này linh trà lâu dài uống, thậm chí đối với cường hóa võ giả thân thể đều có tác dụng không nhỏ. Nói xong, Diệp thần cũng không lo hình tượng, trực tiếp bắt đầu đối với trên bàn trà bánh, phát khởi tấn công, một vừa uống trà linh trà, một bên thưởng thức trà bánh, lại là so nhậu nhẹt còn muốn thống khoái. Đây là, Tần Tử Vi đột nhiên lấy ra đưa tin ngọc phù, nhìn lướt qua, hướng về phía Diệp thần nói, Diệp thần, ta có một số việc, phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi phải ở chỗ này chờ ta nha. Diệp thần gật đầu nói, được. Lúc này, Tần Tử Vi liền rời đi chỗ ngồi hướng dưới lầu đi tới. Một bên xuống lầu, nàng một bên mặt mỉm cười lẩm bẩm nói, Diệp thần, nếu ngươi không muốn tự mình ra tay, vậy ta không thể làm gì khác hơn là giúp ngươi một chút. Ta phí hết tâm tư vì ngươi an bài lần này cơ hội, ngươi có thể phải thật tốt chắc chắn nha. Vừa nói, Tần Tử Vi bóng người, rất nhanh liền biến mất ở gác lửng ra. Đây là, Diệp thần còn ở ăn ngốn nghiến bên trong, cái này một bữa ăn, Diệp thần ăn ước chừng nửa giờ mới ăn hết tất cả. Có thể, mắt thấy trên bàn cái đĩa, đã toàn bộ đều vô ích, Tần Tử Vi nhưng vẫn chưa trở về. Diệp thần ngồi ở chỗ ngồi. Một bên thưởng thức sau cùng mấy ly xanh hiên linh trà, một bên khẽ cau mày nói, Tử Vi nàng, sẽ không đem ta ném xuống, trốn một đi đi. Đây cũng không phải Diệp thần hẹp hòi, mà là hắn hiện tại người không có đồng nào à. Hắn trên người bây giờ một khối thiên linh tinh cũng không có, cái này lại muốn hắn làm sao trả tiền đâu. Bất quá, Diệp thần đáy lòng còn ôm có một chút hy vọng Tần Tử Vi trở về. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Diệp thần không khỏi không thừa nhận, hắn bị Tần Tử Vi gài bẫy. Ước chừng 2 tiếng, Tần Tử Vi cũng không có xuất hiện lại. Đây là,
Một tên thị nữ nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt lóe lên một tí, hướng Diệp Thần đi tới nói, cái vị công tử này, ngài còn cần trên chút gì sao? Diệp Thần nghe vậy, không khỏi được mặt lộ cười khổ nói, không cần. Hắn cũng không có tiền trả, làm sao còn điểm? Thị nữ kia duy trì nhà nghề mỉm cười nói, đã như vậy, có thể hay không mời công tử đem nơi này nợ trước kết một chút đây? Diệp Thần có chút dò xét hỏi, bao nhiêu tiền? Thị nữ kia cười nói, 13.000 thiên linh tinh. Diệp Thần trầm mặc chốc lát, hướng về phía thị nữ kia mở miệng nói, ta ở cùng bạn ta, cùng nàng tới sẽ tính tiền. Thị nữ kia nghe vậy, thần sắc nhưng là lạnh như băng một phần, nhưng, vẫn gật đầu một cái nói, được. Vừa nói, liền lui xuống. Có thể rất nhanh, lại là một canh giờ trôi qua, Tần Tử Vi vẫn không có xuất hiện, Diệp Thần biết, nàng không trở lại. Bất quá, Diệp Thần tò mò phải, Tần Tử Vi làm như vậy là vì cái gì? Để cho hắn thể nghiệm một tí ăn quỵt cảm giác. Đây là, mới vừa tên kia thị nữ lần nữa đi lên, nàng nụ cười đã biến mất, thần sắc lạnh như băng mở miệng nói, công tử, lại là một canh giờ trôi qua, bạn ngươi, trở về sao? Diệp Thần nghe vậy, lắc đầu nói, nàng sẽ không trở về. Thị nữ kia ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, như vậy, mời công tử tính tiền. Diệp Thần có chút lúng túng nhẹ hụ một tiếng nói, cái đó. Ta trên người bây giờ không có tiền, có thể hay không thiếu trước, ta bảo đảm, rất nhanh sẽ trở lại trả tiền. Thị nữ kia nghe vậy, lúc này cười lạnh một tiếng, nàng sớm liền phát hiện Diệp Thần quần áo giản dị, nhìn như liền không giống như là có tiền hình dáng, bạn bè gì rời đi vân. Vân, đều là mượn cớ, chính là trì hoãn thời gian đâu. Lúc này, nàng có chút mỉa mai mở miệng nói, công tử, không phải chúng ta sanh hiên phòng trà hẹp hòi, chỉ là... Người cái này là lần thứ nhất tới phòng trà bên trong uống trà thì phải bán chịu, có cái đạo lý này sao? Nói khó nghe, nếu như công tử chạy, ta sanh hiên phòng trà tìm ai nói phải trái đi. Ngay tại thị nữ nói chuyện đồng thời, đã có mấy tên đại hán mặc áo đen, đi lên, đem Diệp Thần bàn trà vây quanh, những người này cả người hơi thở cuồn cuộn, đều là còn chân cảnh võ giả. Bọn họ nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đã bất thiện, hiển nhiên, không trả tiền liền muốn động thủ. Đây là, phòng trà bên trong không thiếu khách uống trà đều đã hướng nhìn bên này tới đây, trên mặt mang vẻ châm chọc, không có tiền, còn muốn tới sanh hiên phòng trà uống trà. Ha ha, thật lấy là sanh hiên phòng trà dễ gạt như vậy. Vậy cô gái đồ xanh cũng là khá là ngoài ý muốn nhìn Diệp Thần, người khác không biết Tần Tử Vi thân phận, nàng có thể biết rất rõ, tên nam tử này tử nếu là Tần Tử Vi mang tới, hơn nữa, hai người nhìn như khá là thân mật. Lại làm sao có thể không có tiền trả tiền đâu. Loại cảm giác này, giống như thế giới nhà giàu nhất mang người đi ăn cơm, chẳng lẽ nhà giàu nhất sẽ trốn một sao? Trong chốc lát, cô gái này không khỏi được tò mò, kết quả là nguyên nhân gì mới sẽ để cho Tần Tử Vi theo tên này bất quá là càn khôn cảnh thanh niên, đi với nhau. Hai tròng mắt của nàng khẽ híp một cái, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, nói thầm, thanh niên này tuyệt đối không giống ngoài mặt đơn giản như vậy. Trên mình rất có thể cất giấu bí mật gì. Không thể không nói, nàng đối với Diệp Thần có chút cảm thấy hứng thú. Diệp Thần trên mặt thoáng qua một vẻ bất đắc dĩ, không rõ ràng Tần Tử Vi rốt cuộc là dụng ý gì, thật chẳng lẽ là đi ra ngoài sau đó, đụng phải phiền toái, tạm thời không chạy trở lại. Nói như vậy, hiện tại sợ rằng chỉ có thể trước dựa vào thực lực mạnh được rời khỏi nơi này. Ngược lại không phải là hắn muốn giựt nợ, thật sự là không có cách nào à. Nói sau, không rời đi chỗ này, hắn làm sao đi kiếm thiên linh tinh đây? Giờ phút này, thanh hiên thành một gian bí mật gác lửng bên trong, Tần Tử Vi đang mặt mỉm cười thưởng thức một ly linh trà, lẩm bẩm, Diệp Thần, ngươi cũng đừng trách ta biết ngươi tính cách, nhất định không sẽ vì lợi ích đi gần những cô gái khác, ta cũng không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này, an bài ngươi và Nam Tiêu Ly sinh ra đồng thời xuất hiện, lấy ngươi thiên phú không gia nhập thiên điện quá đáng tiếc. Vẻ đẹp của nàng mâu bên trong, lóe lên vẻ giảo hoạt vẻ nói không chừng, ngươi còn được cảm ơn ta cái này bà Mai, vì ngươi sáng lập một đoạn tốt nhân duyên đây. Sanh hiên phòng trà. Trong đó một tên người đàn ông đồ đen hung thần ác sát nói, thằng nhóc, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần nhớ ở ta sanh hiên phòng trà ăn uống chùa, nếu không, ngươi ở toàn bộ thiên nhân vực cũng sẽ không có đất đặt chân. Ngươi nếu như không có tiền, liền lập tức kêu người nhà ngươi, bằng hữu tới tính tiền. Mặc dù cái này nam tử giọng không tốt, nhưng, Diệp Thần nhưng không có nổi giận,
ngược lại có chút áy náy nhìn vậy mấy tên người đàn ông đổ đen, mở miệng nói ta. Ở thiên nhân vực, người quen biết rất ít. Ừ, nếu như các người muốn động thủ liền động thủ đi, ta tận lực không bị thương đến các ngươi. Nói thật, nếu như có thể không động thủ, hắn vẫn không muốn động thủ, ngược lại không phải là nói Diệp Thần sợ Xanh Hiên phòng trà, chỉ là, lần này hắn quả thật đối lý, Diệp Thần không phải một cái vô lý người. Dẫu sao, mình quả thật ăn uống chùa, có thể, hắn ở thiên nhân vực chỉ biết Tần Tử Vi cùng với Thái Huyền Trận Môn, Thái Huyền Trận Môn khoảng cách nơi đây có rất lớn khoảng cách, hiện tại Tần Tử Vi không liên lạc được, Diệp Thần thần thông quảng đại nữa, vậy không cầm ra tiền tới. Còn như cái này mấy người đối với hắn ra tay, lấy Diệp Thần bây giờ thực lực, cho dù kiên quyết đương đầu trước cái này mấy người công kích, cũng có thể ung dung đi ra Xanh Hiên phòng trà. Có thể vậy mấy tên người đàn ông đồ đen lúc này liền nổi giận. Cầm đầu tên kia nam tử quát to, thằng nhóc, ngươi cầm chúng ta trêu đùa đâu? Ngươi là thật không sợ chết. Ở bọn họ xem ra, Diệp Thần hoàn toàn chính là đang nói chuyện vớ vẩn. Hơn nữa, còn cái gì tận lực không bị thương đến bọn họ? Một cái càn khôn cảnh tiểu tử, ở trong mắt bọn họ chính là con kiến hôi ở giữa con kiến hôi à? Ăn ăn chùa còn dám trang. Cái này làm cho bọn họ, làm sao không giận. Mấy người kia cả người hơi thở cuồng trào, trong mắt hung quang lớn thả, thì phải trước hung hăng dạy bảo Diệp Thần một lần. Diệp Thần than thở một tiếng, xem ra cuối cùng hay là muốn động tay. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm cô gái nhưng là bỗng nhiên ở phòng trà bên trong vang lên nói, hắn nợ, ta chi tiền. Nguyên bản chờ xem kịch vui khách uống trà, cùng với vậy chút chuẩn bị xuất thủ người đàn ông đồ đen. Đều là hơi sững sờ, liền liền Diệp Thần trên mặt cũng là lóe lên vẻ kinh ngạc, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Chỉ gặp, nói chuyện chính là tên kia dung mạo tuyệt đẹp cô gái đồ xanh. Tên kia thị nữ vội vàng nghênh đón, mặt đầy nụ cười nói, vị tiểu thư này, có thể là đang nói đùa. Nàng bây giờ không có nghĩ đến, có người sẽ là một cái như vậy mộc mạc tiểu tử trả tiền. Cô gái đồ xanh nhàn nhạt liếc nàng một mắt. Tiện tay ném ra một tấm mài được vô cùng là bóng loáng ngọc thạch tấm thẻ nói, ngươi cảm thấy, chút tiền này, đáng ta nói đùa sao? Thị nữ kia thấy vậy trương ngọc đá tấm thẻ, lúc này thần sắc đại biến, vô cùng là cung kính cúi đầu nói, không. Không dám. Vừa nói, liền cùng những cái kia người đàn ông đồ đen cùng lui xuống. Bảy càng đưa lên, nhìn xong nhớ bỏ phiếu tháng nha. Một đám khách uống trà thấy vậy đều có chút thất vọng, đồng thời. Khá là hâm mộ nhìn Diệp Thần, không ít người mở miệng nói, thằng nhóc này, vận khí vậy quá tốt một chút. Lại có thể để cho vị cô nương kia tính tiền, à, sớm biết, ta cũng tới ăn uống chùa. Hừ, ăn bám đồ, ở thiên nhân vực, loại người này lại có cái gì đất đặt chân. Diệp Thần không có để ý những thanh âm này, thẳng hướng vậy thanh y thiếu nữ đi tới, mặt mỉm cười nói, đa tạ cô nương tương trợ, tiền, tại hạ nhất định sẽ mau trả cho ngươi. Mời cô nương cho ta một cái liên lạc phương thức. Vậy thanh y thiếu nữ ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói tiền. Chút tiền này, có cái gì tốt còn? Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt chớp mắt, lần nữa nói lên tiếng đa tạ, liền chuẩn bị xuống lầu rời đi. Hắn hiện tại nếu muốn cái phương pháp, kiếm tiền, thuận tiện tìm được Tần Tử Vi. Có thể, ngay tại lúc này, cô gái kia thanh âm nhưng vang lên lần nữa nói, người tên gọi là gì? Diệp Thần thân hình một lần, trả lời, Diệp Thần. Diệp Thần. Thanh y thiếu nữ lặp lại một lần, khẽ nhíu mày, danh tự này, nàng ở thiên nhân vực cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua à. Nàng nhìn về phía Diệp Thần nói, ta mặc dù không muốn ngươi tiền, nhưng, ngươi cũng không thể liền đi bộ như vậy chứ. Nếu ngươi thiếu ta một cái tình, như vậy, mấy ngày nay ngươi theo ở bên người ta, làm người tùy tùng, như thế nào? Diệp Thần nghe vậy. Sau một hồi trầm ngâm, vẫn gật đầu một cái nói, có thể, không biết cô nương, xưng hô như thế nào. Hắn là một cái ân oán rõ ràng người, có ân báo ân, có cửu báo cửu, hơn nữa, dưới mắt nơi đây không quen, đi theo cái này thanh y thiếu nữ biết rõ ràng thiên nhân vực, vậy là một chuyện tốt. Vậy thanh y thiếu nữ nhàn nhạt nói, Tiêu Ly. Cái này thanh y thiếu nữ, trên thực tế chính là vậy nam Tiêu Ly, bất quá, nàng cũng không có nói ra vốn tên là, dẫu sao. Danh tự này ở thiên nhân vực có thể nói không ai không biết. Nam Tiêu cái họ này, cũng không phải là ai cũng có thể có. Nam Tiêu Ly nhìn Diệp Thần, trong lòng ngầm thầm nói, ta đây phải thật tốt xem trên mình ngươi rốt cuộc có chỗ gì đặc biệt,
liền Tần Tử Vi người phụ nữ kia cũng có thể hấp dẫn. Nàng lần này trộm lén chạy ra ngoài, chính là tới chơi, dưới mắt xuất hiện như thế người thú vị, có thể không thể bỏ qua. Lúc này, Nam Tiêu Ly liền đứng lên nói, theo ta đi thôi, chúng ta đi cái địa phương. Diệp Thần đi theo Nam Tiêu Ly đi xuống lầu, không khỏi hỏi, Tiêu cô nương, chúng ta đi nơi nào? Nam Tiêu Ly mắt đẹp lóe lên nói, đến, ngươi thì biết. Rất nhanh, ở Nam Tiêu Ly dưới sự hướng dẫn, hai người chuyển kiếp hơn nửa thanh hiên thành, dần dần nhích tới gần ngoại ô chỗ, Diệp Thần đột nhiên thần sắc động một cái, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Lại đi về phía trước một hồi, một tòa thật to hình cái vòng kiến trúc, liền xuất hiện ở trước mắt của hai người, cái này hình cái vòng kiến trúc, nhìn như, giống như là một cái hình tròn to lớn tường rào, đem ngoại ô chỗ mảng lớn khu vực cũng ngăn cách ở tường rào bên trong. Diệp Thần nhìn vậy tường rào, ánh mắt lóe lên, mặc dù có tường rào ngăn che, hắn như cũng có thể cảm nhận được sau tường cực kỳ mênh mông nguyên tố lửa. Đi tới vậy tường rào trước, Nam Tiêu Ly mở miệng nói, Thanh Hiên Thành có song tuyệt, trừ linh trà nổi tiếng tại thiên nhân vực, đồng thời, ở chỗ này còn xây cất ở toàn bộ thiên nhân vực cũng có thể vị xếp hạng thứ trước lửa trận. Chúng ta trước mắt, chính là vậy cực dương lửa trận. Diệp Thần có chút không hiểu nói, lửa trận. Nam Tiêu Ly nghe vậy, có chút cổ quái nhìn Diệp Thần nói, người liền lửa trận cũng không biết. Người rốt cuộc có phải hay không thiên nhân vực người? Thiên nhân vực, trẻ con 3 tuổi đều biết cái gì là lửa trận chứ? Diệp Thần nghe vậy, nhưng là trực tiếp lắc đầu nói, ta vừa mới đến thiên nhân vực tới. Ừ, Nam Tiêu Ly có chút bất ngờ, Diệp Thần lại không phải thiên nhân vực người. Chẳng lẽ là cái khác mấy vực người phi thăng? Nàng đối với Diệp Thần tò mò bộc phát nồng nặc. Cái này còn là nàng lần đầu tiên thấy không thuộc về thiên nhân vực người phi thăng. Bất quá, Nam Tiêu Ly ngược lại cũng không hỏi nhiều, mà là giải thích, lửa trận chính là đặc biệt thu thập ngọn lửa, bồi dưỡng hóa hình hỏa linh địa phương. Người biết, dị hỏa mạnh mẽ tới trình độ nhất định liền cần thai nghén linh tính, biến ảo hình thái, mới có thể tiếp tục trưởng thành. Dị hỏa muốn tự đi tạo ra linh tính, muôn vàn khó khăn, cho nên thì có lửa trận loại địa phương này. Hiện tại, người biết lửa trận là cái gì chứ? Diệp Thần gật đầu một cái nói, Tiêu cô nương tới đây lửa trận là vì mua hóa hình hỏa linh. Ở hắn xem ra, lửa này trận bồi dưỡng hỏa linh, dĩ nhiên là vì kiếm tiền. Nam Tiêu Ly nghe vậy, thần sắc đột nhiên có chút chán nản nói, ta vì đạt được cái này hóa hình hỏa linh, đã tới cái này cực dương lửa trận nhiều lần, có thể nhưng đều là tay không mà về. Diệp Thần có chút bất ngờ nói, chẳng lẽ, Tiêu cô nương coi trọng hỏa linh rất đắt. Nam Tiêu Ly lắc đầu nói, không phải rất đắt, phải, căn bản không bán. Lửa trận quả thật bán ra hỏa linh, nhưng, chỉ là giống vậy hỏa linh, cao đẳng hỏa linh, muốn mình tiến vào lửa bên trong sân một cái khu vực đặc biệt hàng phục. Lửa chàng giải thích phải, cao cấp hỏa linh, mỗi một cái đều là lai lịch phi phàm, có thể tự động trạch chủ, người có duyên có. Người có duyên có, lửa trận còn sẽ làm cái loại này chuyện tốt. Nam Tiêu Ly. Nhưng là có chút mỉa mai nói, lửa trận rất tinh khôn, nơi nào sẽ thua thiệt. Đây chỉ là một hài hước thôi, những thứ này cao cấp hỏa linh, cũng được bảo vệ ở lửa huyệt bên trong, nó không chịu đi ra, ngươi làm sao hàng phục. Cái gọi là người có duyên có, trên thực tế, chính là sử dụng tất cả loại thiên tài địa bảo, hấp dẫn hóa hình hỏa linh rời đi lửa huyệt, mới có thể tiến hành thu phục, mà ngươi sử dụng bảo vật. Khi lấy được hỏa linh sau đó, phải thành tựu mang đi hỏa linh giá phải trả giao cho lửa trận. Diệp Thần gật đầu một cái, lửa này trận quả thật rất thông minh. Cao cấp hỏa linh giá trị, sợ rằng đã không phải là có thể đơn giản dùng thiên linh tinh để cân nhắc. Mà đây loại linh vật, ánh mắt đều là cực kỳ cao, có thể đem hỏa linh dẫn dụ ra lửa huyệt bảo vật, giá trị chỉ ít vậy không ở nơi này hỏa linh dưới, thậm chí vượt qua xa hỏa linh bản thân. Rất nhiều. Đều có giá cả vô giá trí bảo. Loại giao dịch này phương thức, so với thông thường thiên linh tinh giao dịch càng có thể làm lửa trận lấy được lợi. Giữa lúc Nam Tiêu Ly chuẩn bị mang Diệp Thần, tiến vào lửa trận bên trong lúc đó, phía sau hai người đột nhiên vang lên hai đạo vô cùng mừng rỡ thanh âm nam tử. Tiêu cô nương, người quả nhiên tới. Tiêu cô nương, chúng ta thật là có duyên à. Nam Tiêu Ly khẽ cau mày, quay đầu hướng hai người nhìn. Chỉ gặp. Xuất hiện ở nàng trước mặt là hai người khí chất không tầm thường, mặt mũi thanh niên anh tuấn. Cái này hai tên thanh niên mặc trang phục, cũng khá là không tầm thường, vừa thấy liền là tới từ có bối cảnh thế lực. Bất quá,
Nam Tiêu Ly thấy hai người, mắt đẹp bên trong nhưng là hiện lên nhàn nhạt chán ghét vẻ. Cái này hai người, một người tên là Lưu Trú, một người tên là Trần Sở Linh, đều là Thanh Hiên Thành con em gia tộc, ở Thanh Hiên Thành bên trong cũng coi là hai cái khá có danh tiếng yêu nghiệt. Ngày đó, Nam Tiêu Ly ở lửa trận bên trong, cùng hai người biết sau đó, cái này hai người liền đối với Nam Tiêu Ly vừa gặp trung tình, mỗi ngày chờ đợi ở lửa trận ra, vì chính là thấy Nam Tiêu Ly một mặt, tốt đến gần nàng. Diệp Thần nhìn hai người này thực lực đổ cũng xem là tốt, tuổi tác đều ở đây 1000 ra mặt, tu vi nhưng đã đạt đến còn chân cảnh trung kỳ, hơn nữa, căn cơ khá là vững chắc, trên căn bản thuộc về một bước một cái dấu chân tu luyện mà đến, tuyệt không có mượn quá nhiều ngoại lực. Như vậy tư chất, nhưng là có thể gọi là thiên tài. Lưu Trú cùng Trần Sở Linh, lúc này vậy chú ý tới Diệp Thần, hai người đều là nhướng mày một cái, trong mắt lóe lên lau một cái vẻ khinh bỉ. Ở bọn họ xem ra, chỉ có mình như vậy thanh niên tài tuấn mới xứng với Nam Tiêu Ly, mà Diệp Thần cái loại này liền thủy nguyên cảnh cũng còn không phải là rác rưởi, xuất hiện ở Nam Tiêu Ly bên người, đơn giản là đối với Nam Tiêu Ly ô nhục à. Bất quá, bọn họ trong chốc lát không được rõ Nam Tiêu Ly cùng Diệp Thần quan hệ cũng không tiện phát tác, Trần Sở Linh hướng Nam Tiêu Ly hỏi, Tiêu cô nương, vị này là... Nam Tiêu Ly chỉ là nhàn nhạt đáp liền một câu, Diệp Thần. Ngay sau đó, cũng không để ý hai người, liền phải dẫn Diệp Thần tiến vào lửa trận. Trần Sở Linh cùng Lưu Trú thấy vậy, cũng không đoái hoài được cái gì Diệp Thần, vội vàng mở miệng nói, Tiêu cô nương, ta có thể giúp ngươi đạt được vậy tà hỏa long mèo. Tiêu cô nương, ta chuẩn bị kỹ càng, lần này, nhất định có thể giúp ngươi một tay. Nam Tiêu Ly nghe vậy, lúc này mới thần sắc động một cái, nhìn về phía hai người nói thật. Nghĩ đến vậy tà hỏa long mèo, vẻ đẹp của nàng mâu bên trong hiện lên lau một cái vẻ không cam lòng, lần này trộm trộm ra khá là vội vàng, thiên điện bên trong rất nhiều cực phẩm bảo vật cũng không có mang trên người, mà mấy ngày qua, nàng ở Thanh Hiên Thành bên trong lại không tìm được thích hợp bảo vật, đưa đến nàng tiếp liền thử mấy lần đem con rồng này mèo đưa tới lửa huyệt cũng lấy thất bại chấm dứt. Có thể, cái này ngược lại làm nàng đối với vậy tà hỏa long mèo bộc phát khát vọng đứng lên, cần phải tới tay không thể. Từ nhỏ đến lớn, liền không có gì nàng muốn nhưng không có được đồ. Trần Sở Linh lúc này vỗ ngực nói, Tiêu cô nương yên tâm đi, lần này, ta nhưng mà xuống vốn gốc, từ một cái đại năng nơi đó đổi lấy một kiện cực phẩm bảo vật. Lưu Trú nhìn Trần Sở Linh, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi, chỉ có ta từ nhà trong cổ mộ tìm được vậy kiện bảo vật, mới có cơ hội đem vậy long mèo đưa tới lửa huyệt. Trần Sở Linh liếc Lưu Trú một mắt, đang chuẩn bị mở miệng tranh cãi, có thể đây là, Nam Tiêu Ly nhưng là nói, chớ ồn ào, các ngươi nếu như muốn đi theo mà nói, hãy cùng trên, Diệp Thần, chúng ta đi. Trần Sở Linh cùng Lưu Trú nghe vậy đều là khẽ cau mày, trước mấy ngày bọn họ vô tình gặp được Nam Tiêu Ly, lúc này bị dung mạo nơi mê mẩn, đối với cái này xa lạ mà xinh đẹp thiếu nữ, triển khai thế công, nhưng, Nam Tiêu Ly từ đầu đến cuối đối với bọn họ là cái loại này vô cùng là thái độ lãnh đạm. Nguyên bản, hai người đều là giống nhau thái độ, tâm lý còn thăng bằng một ít, có thể hiện tại, bọn họ mơ hồ cảm thấy, Nam Tiêu Ly thật giống như đối với cái đó càn khôn cảnh phế vật thái độ tốt hơn một chút. Cái này thì để cho bọn họ không chịu nổi à. Dựa vào cái gì một tên phế vật có thể được Nam Tiêu Ly ôn nhu đối đãi, mà bọn họ như vậy thiên chi kiêu tử, ngược lại phải bị lạnh nhạt. Hai người đem Nam Tiêu Ly coi là tình nhân trong mộng, tự nhiên không dám trách tội đến Nam Tiêu Ly trên đầu, hết thảy các thứ này, bọn họ tất cả thuộc về cữu tại Diệp Thần. Tiểu tử đáng chết này, không xuất hiện, nói không chừng, Nam Tiêu Ly đối với hắn hai người chúng ta cũng sẽ không lạnh như vậy loáng. Hai người vừa cùng trên Nam Tiêu Ly, một bên lạnh lùng nhìn Diệp Thần, Lưu Trú không nhịn được mở miệng nói, Tiêu cô nương, vị này Diệp công tử là người nào? Phải biết, tiến vào cao cấp lửa huyệt khu vực, chỉ là vào bên trong liền phải hao phí không thiếu thiên linh tinh, ta xem, Diệp công tử tiến vào vậy không có ích gì, không bằng, để cho hắn ở bên ngoài chờ. Lời nói bên trong, căn bản không có che giấu đối với Diệp Thần ý khinh thị. Nam Tiêu Ly liếc Lưu Trú một mắt. Mắt đẹp bên trong vẻ chán ghét, đậm đà một phần nói, hoa ngươi tiền. Lưu Trần hai người nghe vậy, đều là tim co giúp một cái. Nam Tiêu Ly, đối với thằng nhóc này lại là thật giống như có một phần ý bảo vệ. Tên này rốt cuộc là lai lịch gì? Trong chốc lát, hai người nhìn Diệp Thần sắc mặt hơn nữa âm trầm. Rất nhanh,
đám người liền tiến vào lửa trận bên trong, cuồn cuộn nguyên tố lửa đập vào mặt, lửa này trận nhìn như giống như một tòa dáng vóc to núi lửa khu vực vậy. Bọn họ quanh thân trải rộng không thiếu đủ loại lửa huyệt, những thứ này lửa huyệt bên trong cũng có một đạo màn sáng bảo vệ, màn sáng phía sau mơ hồ có thể thấy một đạo hóa hình hỏa linh, mai phục ở lửa sao sao. Những thứ này hóa hình hỏa linh, hình thái khác nhau, có xem giao long, có xem lớn ưng, có xem rắn rết vân. Vân. Lửa trận bên trong phân là ba khu vực lớn, theo thứ tự là khu phổ thông vực, hoàn hảo khu vực, cùng với cực phẩm khu vực. Cái này ba khu vực lớn, đại biểu hóa hình hỏa linh phẩm chất. Khu phổ thông vực cùng hoàn hảo khu vực hỏa linh, đều có thể dùng thiên linh tinh mua, nhưng, cực phẩm khu vực cao cấp hỏa linh, nhưng chỉ có thể dựa vào cái gọi là duyên phận. Nói cách khác, phải dùng những cái kia hiếm hoi bảo vật cùng lửa trận giao dịch. Rất nhanh. Đám người liền tiến vào cao cấp khu vực, mỗi cái người tiến vào cao cấp khu vực cũng phải trả không rẻ chi phí, hơn nữa, ngây ngô ở trong đó còn có thời gian hạn chế. Trọng yếu nhất chính là, mỗi lần mỗi người chỉ có thể thử nghiệm tối đa 7 kiện bảo vật. Nếu như không thể ở trong vòng thời gian quy định đem hỏa linh đưa tới lửa huyệt, như vậy, tiền đánh liền nước trôi. Bất quá, dù vậy, vẫn là có không thiếu võ giả tụ tập ở cực phẩm khu vực, dẫu sao. Cao cấp hỏa linh cám dỗ quá lớn. Hơn nữa, mặc dù xác suất cực kỳ thấp, nhưng, có lúc, cũng có thể dùng một ít cấp thấp bảo vật, thành công dẫn dụ những thứ này cao cấp hỏa linh. Cho nên, không ít người đều muốn tới thử vận khí một chút. Vừa tiến vào cực phẩm khu vực, Diệp Thần liền hướng bốn phía lửa huyệt nhìn, nơi này lửa huyệt rõ ràng lớn rất nhiều, trong đó nguyên tố lửa cũng là cường thịnh vô số lần. Vậy tất cả hóa hình hỏa linh, nhìn như cũng là vô cùng cường hãn, có cả người vòng quanh đốm lửa nhỏ phi long, có lưng mọc hỏa rực hổ trần trụi chờ một chút. Duy nhất điểm giống nhau chính là những hỏa linh này, nhìn như đều hết sức trẻ thơ, hiển nhiên, còn ở vào giai đoạn trưởng thành lúc ban đầu thời kỳ. Bất quá Diệp Thần tìm nửa ngày, cũng không có tìm được hình người hỏa linh, trong chốc lát, hắn có chút kỳ quái đối với Huyền Hàn Ngọc hỏi, Huyền Tiên Tử, cái này cực phẩm khu vực, làm sao cũng không thấy được hình người hỏa linh. Huyền Hàn Ngọc nói, Diệp Thần, hỏa linh hóa hình cũng phân là đẳng cấp, sở dĩ Tuyền Nhi hóa hình lúc đó, ta và Sóc Lão phản ứng mãnh liệt như vậy, chính là bởi vì nàng là hình người. Diệp Thần lại hỏi nói, người này hình hỏa linh có chỗ gì đặc biệt sao? Đương nhiên là có, Huyền Hàn Ngọc nói, nhân tộc thể chất, mặc dù không phải là cường đại nhất, nhưng, ở chư thiên bên trong, lại có vạn vật linh dài danh xưng là, bởi vì, nhân tộc linh tính cực kỳ mạnh mẽ. Hỏa linh hóa hình, coi trọng nhất chính là linh tính. Hóa thành hình người hỏa linh, còn có một cái tên chữ, lại kêu đạo linh lửa. Đây là ở giữa thiên địa thông minh tài trí lớn nhất thần hỏa, thậm chí, cái này cùng hỏa linh có thể sáng tạo ra độc thuộc về mình lửa ngày đạo. Những con rồng kia hổ hỏa linh nhìn như mạnh mẽ, nhưng, chỉ cần Tuyền Nhi thả ra từng tia hơi thở, liền có thể để cho chúng đối với người cúi đầu xưng thần, cây bản không phải là một cấp bậc tồn tại. Nếu như nếu không phải là tương đối nói, chính là thần cùng người chênh lệch. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Mừng rỡ tại Tuyền Nhi cường đại đồng thời, cũng có chút hưng phấn. Cái này, há chẳng phải là nói, hắn muốn đưa tới những thứ này hóa hình hỏa linh, dễ như trở bàn tay sao. Người khác, dựa vào bảo vật dẫn dụ, hắn trực tiếp dựa vào đạo linh lửa hơi thở uy hiếp. Chân chính tay không bắt giặt à. Bất quá. Diệp Thần vậy sẽ không thật ngây thơ đến lấy là có thể đem cái này cực phẩm lửa huyệt bên trong hỏa linh toàn bộ mang đi. Nếu quả thật làm như vậy, phỏng đoán, lửa này chàng người có nếu không phải là theo hắn liều mạng không thể. Bất quá, nếu như chỉ là trợ giúp Nam Tiêu Ly đạt được nàng mong muốn vậy tà hỏa long mèo, lửa trận chiếu cố đến mặt mũi dưới tình huống, hẳn không sẽ truy cứu. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, lúc này có quyết định. Đây là... Đám người đã tới một cái có chút khác thường lửa huyệt trước, lửa này huyệt bên trong thiêu đốt ngọn lửa lại là màu đỏ đậm. Vậy màu đỏ đậm ngọn lửa cho người một loại vô cùng là tà dị cảm giác. Đây là, Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên một tiếng nhẹ ồ, đây là Nhan Tuyển Nhi thanh âm. Diệp Thần thần sắc động một cái nói, Tuyển Nhi, thế nào? Nhan Tuyển Nhi nói, công tử, trong này một đầu hóa hình hỏa linh, thật giống như có chút đặc biệt. Liền Tuyền Nhi cái loại này đạo linh lửa đều nói có chút đặc biệt. Diệp Thần không khỏi được hướng lửa kia huyệt bên trong nhìn, lửa huyệt bên trong, tổng cộng có ba đạo hóa hình hỏa linh,
hỏa linh này nhìn như, giống như là ba đầu toàn thân màu đỏ đậm, nơi mi tâm có một đạo hỏa diễm ấn nhớ, hơn nữa sinh đối với sừng rồng con mèo nhỏ. Bất quá, cái này tà hỏa long mèo sinh đối với mắt dọc, tràn đầy tà dị vẻ, xa xa không giống trái đất mèo vậy đáng yêu. Có thể, Nam Tiêu Ly nhìn vậy tà hỏa long mèo nhưng là vô cùng kích động địa đạo, Diệp Thần, ngươi xem à, những thứ này tà hỏa long mèo đáng yêu chết. Thật là nhớ ôm một cái chúng à. Diệp Thần có chút im lặng nhìn những thứ này tà hỏa long mèo, không thể không nói, Nam Tiêu Ly thưởng thức thật là có chút đặc biệt. Giống như trên trái đất, có chút cô gái cảm thấy khủng bố trong phim ảnh quái vật đặc biệt đáng yêu vậy. Mà ở ba đầu tà hỏa long mèo bên trong, cái khác hai đầu đều là toàn thân màu đỏ đậm, mi tâm hỏa diễm ấn nhớ chính là màu đỏ, mà trên đầu sừng rồng là đen thui vẻ, chỉ có một đầu cùng những đồng bạn có chút không cùng. Đầu này tà hỏa long mèo, lười biếng nằm ở lửa huyệt bên trong, nó da lông trên thực tế là màu vàng kim, chỉ là, ở màu vàng da lông bên trên sinh rậm rạp chẳng chịt màu đen đường vân, nhìn như thành màu vàng đen, mà nó mi tâm hỏa diễm ấn nhớ, không chỉ có hình dáng những thứ khác hai đầu không cùng, liền liền màu sắc cũng là vàng ròng vẻ, mà nó sừng rồng đồng dạng là vàng ròng vẻ. Cái này làm cho nguyên bản đen thùi lùi tà hỏa long mèo, nhìn như, ngược lại có chút kim lòe lòe. Bất quá, mấu chốt nhất là, cái này tà hỏa long mèo ánh mắt quét về phía đám người lúc đó, lại là tựa như mang vô cùng là thần sắc khinh miệt. Giống như đang nhìn một đám sinh vật cấp thấp, người làm vậy. Đây cũng không phải là vậy hóa hình hỏa linh, nơi có thể có linh tính à. Tuyền Nhi nói, chính là cái này đạo hỏa linh. Nam Tiêu Ly chú ý tới Diệp Thần đang nhìn vậy nhất là đặc biệt màu vàng đen tà hỏa long mèo, có chút kích động nói, Diệp Thần, người vậy chú ý tới nó. Cái này ba đầu tà hỏa long mèo, mặc dù đều vô cùng đáng yêu, nhưng, ta thích nhất chính là nó. Ngươi xem nó ánh mắt thật là vô tội, dễ trêu người chiều mến à. Diệp Thần có chút ngây ngốc nhìn Nam Tiêu Ly, thậm chí bắt đầu hoài nghi Nam Tiêu Ly ánh mắt có phải hay không có vấn đề gì, vẫn là khi còn bé nhận cái gì kích thích. Như vậy tựa như xem côn trùng giống vậy ánh mắt cũng gọi vô tội. Cũng gọi chọc người chiều mến. Ừ, chỉ có thể nói. Người vui vẻ là được rồi. Gặp Nam Tiêu Ly cùng Diệp Thần một mực nói chuyện, lưu chú hai người hơn nữa khó chịu. Mấu chốt nhất là, Diệp Thần còn một bộ lạnh nhạt hình dáng. Thật là phải đem bọn họ tức chết à. Cái này mẹ hắn một tên phế vật có thể cùng Nam Tiêu Ly như vậy nữ thần nói chuyện, không nên cảm đội ơn đức, không nên quỳ xuống, không nên vâng vâng dạ dạ sao. Thật cầm mình làm cái gì nhà giàu có con em, tuyệt thế thiên kiêu. Còn dám lạnh nhạt, ngươi phối. Hơn nữa, cứ như vậy, không phải tôn lên được hai người và thằng Hề như nhau sao? Giờ phút này, bọn họ nhìn Diệp Thần ánh mắt đã mang theo hận ý. Nếu không phải chẳng muốn chọc được Nam Tiêu Ly mất hứng, hơn nữa, lại là ở lửa trận bên trong, không có thể tùy ý động thủ, bọn họ cũng muốn trực tiếp đem Diệp Thần nghiền chết. Hai người nhìn nhau một cái, cũng quyết định phải nhanh một chút ở Nam Tiêu Ly trước mặt biểu hiện một tí. Lúc này, Lưu Trú đi tới trước, hướng về phía Nam Tiêu Ly cười nói, Tiêu cô nương, ta vậy thì đi đem lửa kia linh, đưa tới lửa huyệt đưa cho ngươi. Dứt lời, hắn đi tới lửa huyệt trước, cổ tay lộn một cái, một cây màu đỏ đồ liền xuất hiện ở trong tay hắn. Trong chốc lát, một đạo vô cùng là linh khí cường đại ở nơi này cực phẩm bên trong khu vực phun trào, khu vực bên trong không thiếu võ giả đều là không nhịn được hướng nhìn bên này tới đây. Chỉ gặp, Lưu Trú trong tay cầm. Chính là một đoạn long lanh trong suốt màu đỏ thấm xương gãy. Khi thấy rõ liền Lưu Trú vật trong tay sau đó, bọn họ không nhịn được kinh hô, vậy. Đó là hỏa sư linh cốt. Sẽ không sai, tuyệt đối là hỏa sư linh cốt, cái vị công tử này lại đem loại bảo vật này đều lấy ra. Hỏa sư linh cốt, thứ tốt à, đặc biệt là đối với hỏa tu mà nói, giá trị chí cao, đối với hỏa linh giống vậy tràn đầy sức dụ dỗ, vậy tà hỏa long mèo. Khẩu vị mặc dù xảo quyệt, nhưng, nói không chừng có thể thành công. Cái này cái gọi là hỏa sư linh cốt là cái gì? Trên thực tế, chính là hỏa tu thực lực đạt tới cảnh giới nhất định sau đó, sau khi chết lưu lại xương cốt. Không chỉ có hỏa sư linh cốt, còn có càng cao đẳng hỏa sư xá lợi. Hơn nữa, hỏa sư bên trên, vẫn là hỏa quân, hỏa vương, hỏa thánh, hỏa thần vân. Vân. Bất quá, cho dù là hỏa sư linh cốt. Cũng cần chí ít còn chân cảnh hậu kỳ hỏa tu sau khi chết, mới có thể xuất hiện. Loại vật này,
nếu như hỏa tu đem luyện hóa có thể có được chỗ tốt cực lớn. Đối với thuộc tính lửa sinh linh, cũng có thể gọi là bảo bối tốt. Lưu Trú trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, hắn biết trong đạo gia có một tên cổ xưa trưởng bối, năm đó là một tên mạnh mẽ hỏa tu sau đó, liền len lén lẻn vào cổ mộ bên trong, quả nhiên, ở ngôi mộ bên trong phát hiện một đoạn hỏa sư linh cốt. Mặc dù, nếu là bị gia tộc người biết, hắn cầm trưởng bối di cốt để đổi lấy cái gì hỏa linh đòi cô gái niềm vui mà nói, nhất định sẽ đem chân hắn cũng cắt đứt, nhưng, Lưu Trú cũng là sắc làm trí bất tỉnh, vì đạt được Nam Tiêu Ly xem trọng, không để ý hết thảy. Chỉ là, Nam Tiêu Ly lúc này lại là mặt không cảm giác, hỏa sư linh cốt vậy coi như bảo vật. Trên thực tế, nàng ngày thứ nhất tới liền lấy ra mấy kiện so hỏa sư linh cốt cao hơn cùng thuộc tính lửa bảo bối, nhưng, không công mà về. Đây là, Lưu Trú lắc lắc trong tay hỏa sư linh cốt, mỉm cười đối với lửa huyệt bên trong tà hỏa long mèo nói, nhỏ meo meo ngoan, đến ca ca tới nơi này, cái này hỏa sư linh cốt là đồ tốt, nếu như các ngươi chịu tới đây liền là của các ngươi. Ngay tại lúc này, trong đó hai đầu long mèo, chính là vậy màu đỏ đậm hai đầu, lại là thật ngẩng đầu lên hướng vậy hỏa sư linh cốt, nhìn một cái. Đám người thấy vậy, trong mắt đều hiện lên liền vẻ khẩn trương vẻ, mà Lưu Trú lại là kích động. Liền liền Nam Tiêu Ly cũng có chút bất ngờ. Xem ra, xương này đối với đám long miêu lại thật sự có một phần sức hấp dẫn. Chỉ bất quá, vậy màu vàng sậm long mèo lại không có một chút phản ứng, ngược lại, giống như là ngủ như nhau. Ngay tại Lưu Trú có chút mừng như điên thời điểm, vậy hai đầu màu đỏ đậm long mèo nhưng là tựa đầu lần nữa thấp xuống. Lưu Trú nụ cười, ngay tức thì động lại, nhưng, còn chưa hết hy vọng, không ngừng dẫn dụ con rồng này mèo, nhưng, vậy long mèo cũng đã hoàn toàn mất đi hứng thú, đối với Lưu Trú dẫn dụ không phản ứng chút nào. Đây là, Trần Sở Linh vậy ra tay. Hắn cầm ra bảo vật ngay tức thì, chung quanh lại là vang lên một hồi kêu lên. Chỉ gặp, Trần Sở Linh trong tay là một quả trái cây. Một quả tựa như thiêu đốt ngọn lửa màu xanh ra trời trái cây. Lam Diễm Huyền Quả, là Lam Diễm Huyền Quả à? Thuộc tính lửa sinh linh thích nhất Lam Diễm Huyền Quả. Vật này đối với hỏa tu, so hỏa sư linh cốt càng bảo bối chứ. Nếu như có hỏa tu tại chỗ, sợ rằng, sẽ không tiếc giá phải trả đổi lấy cái này Lam Diễm Huyền Quả chứ. Lại cầm tới thu phục hỏa linh. Trần Sở Linh hướng về phía long mèo cười nói, tiểu long miêu, xem, đây là cái gì ăn ngon. Các ngươi rời đi lửa huyệt liền có thể ăn được cái này mỹ vị linh quả. Bất quá, cái này nhìn so với hỏa sư linh cốt càng cao đẳng Lam Diễm Huyền Quả, nhưng là căn bản không cách nào hấp dẫn đám long miêu sự chú ý, liền đầu cũng không có mang một tí. Trong chốc lát tất cả mọi người là kinh hãi. Cái này tà hỏa long mắt mèo quang cao được khó có thể tưởng tượng à. Thậm chí, so cái khác mấy loại cực phẩm hỏa linh cũng còn muốn tiêu dịch. Mà Trần Sở Linh cùng Lưu Trú cũng là đầu đầy mồ hôi, gấp gáp. Cái này đáng chết tà hỏa long mèo còn không ra. Phải biết, bọn họ được đến bảo vật trong tay, nhưng mà cũng trả giá giá không nhỏ hoặc là gánh chịu không nhỏ nguy hiểm à. Nếu như không công mà về, vậy thật thua thiệt lớn. Hai người không khỏi được có chút tức giận liền đứng lên, hướng về phía vậy tà hỏa long mèo gào thét nói, tiểu súc sinh, cút ra đây cho bố tới à. Tốt như vậy bảo bối. Đều coi thường. Nếu không ra, tin không tin, ta trực tiếp cầm người bắt đi giết đầu nhắm. Nam Tiêu Ly nghe vậy, mặt đẹp nhưng là ngay tức thì băng hàn liền xuống, mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ tức giận nói các ngươi đang làm gì. Bị dọa sợ ta bé đáng yêu, ta cầm các ngươi giết đầu nhắm. Trần Sở Linh cùng Lưu Trú nghe vậy đều là hù được run run một cái, bọn họ quay đầu lại, có chút khó có thể tin nhìn Nam Tiêu Ly, giờ phút này. Nam Tiêu Ly trên mình lại là phun trào ra một cổ vô cùng cuồng bạo uy thế, cơ hồ để cho máu của bọn họ đều phải đống kết à. Mặt của hai người trên đều là hiện lên vẻ khó tin, trong mắt cũng run rẩy, điều này sao có thể. Bọn họ nguyên bản biết Nam Tiêu Ly thực lực không kém, nhưng, làm sao cũng không nghĩ tới có thể so với mình còn mạnh hơn, nữa, hoàn toàn là một ngày đầy đất tầng thứ à. Có thể, Nam Tiêu Ly mới nhiều ít tuổi. Liền có như thực lực này. Đây là đùa giỡn chứ. Nam Tiêu Ly nhìn mặt của hai người lỗ, bộc phát tức giận đứng lên, cái này hai người thật không biết xấu hổ, dẫn dụ không được, liền lấy như thế đáng yêu động vật nhỏ cho hả giận. Ở Nam Tiêu Ly cái loại này thích, đáng yêu động vật nhỏ thiếu nữ trong mắt, loại người này chính là người cặn bã. Trong chốc lát,
Nam Tiêu Ly đều có chút không nhìn được sẽ đối hai người ra tay, nhưng vào lúc này, Diệp Thần nhưng là mở miệng nói, Tiêu cô nương, bình tĩnh chút, nếu như ngươi hiện tại tổn thương cửa, bị lửa trận nắm được cán, chúng ta có thể liền không cách nào có được hỏa linh này. Hắn dùng thủ đoạn không thường quy đem hỏa linh mang đi, cũng không muốn khiến người ta mượn cớ, cho lửa trận đối với bọn họ cớ làm khó dễ. Có thể, Nam Tiêu Ly luôn luôn là tự do phóng khoáng thói quen, lúc nào khắc chế qua mình nóng nảy. Lúc này, thì phải chẳng ngó ngàng gì tới, cho Trần Sở Linh hai người một cái dạy bảo. Diệp Thần thấy vậy, khẽ cau mày, đưa tay một cái trực tiếp đè ở Nam Tiêu Ly trên bả vai. Nam Tiêu Ly hôm nay mặc là hơi lộ vai màu xanh váy đầm dài, nói cách khác, nơi bả vai là không có quần áo che giấu. Giờ phút này, Diệp Thần ôn nhu bàn tay thả trắng nõn như chi, dịu dàng như ngọc da thịt tiếp xúc thân mật, như vậy nam tử đặc biệt ấm áp tiến vào nàng thân thể mềm mại bên trong, để cho Nam Tiêu Ly thần kinh ngay tức thì run rẩy một tí. Nàng cưỡng ép khắc chế muốn thét chói tai xung động, có chút ngơ ngác hướng bên cạnh Diệp Thần nhìn, cái này. Cái này lại là lần đầu tiên có hay không liên hệ máu mủ phái nam, chạm được nàng da thịt à. Ngắn ngủi đờ đẫn sau này, Nam Tiêu Ly nổi giận. Cái này, tên này, làm sao như vậy khinh bạc. Nàng đang muốn nổi giận, nhưng vào lúc này, Diệp Thần nhưng là nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi nếu như còn muốn đem vậy tà hỏa long mèo mang về nhà, liền nghe ta nói. Nam Tiêu Ly hơi sững sờ, giờ phút này, Diệp Thần giọng mặc dù bình thản, nhưng không khỏi. Nhưng mang một loại không cho phép nghi ngờ mùi vị, Nam Tiêu Ly xuất thân vô cùng cao quý, dưới tình huống bình thường, là không thể nào thuận theo người khác ra lệnh, thậm chí, sẽ kích thích nàng phản kháng tâm trạng, có người trời xanh chính là người lãnh đạo, mà không nguyện bị người khác lãnh đạo. Có thể giờ phút này, nàng nhưng theo bản năng muốn phải nghe theo Diệp Thần ý thức, loại cảm giác này, nàng vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được. Đây là, vậy Trần Sở Linh cùng Lưu Trú nhưng là nổi giận. Diệp Thần có thể nói, cứu bọn họ, có thể bọn họ không chỉ không có chút nào lòng cảm kích, ngược lại, đối với Diệp Thần hơn nữa oán hận. Tiểu tử đáng chết này, lại dám mượn cái này cơ hội trang. Lưu Trú quát to, thằng nhóc, đem cái này tà hỏa long mèo mang về nhà. Ha ha, không thấy chúng ta cũng thất bại sao? Bằng ngươi, ngươi cái này nghèo kiết tướng có thể cầm ra cái gì bảo bối? Trần Sở Linh cũng là cười lạnh nói, muốn mượn cái này cơ hội. Lừa dối Tiêu cô nương. Thực lực không đủ, gạt người ngược lại là rất thành thạo, muốn thì không cách nào đem con rồng này mèo đưa tới lửa huyệt, người thì phải làm thế nào đây? Đến lúc đó, có phải hay không lại mượn cớ lừa bịp được? Trang cái gì trang? Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, và cái loại này thằng hề không có gì hay so đo, coi như muốn so đo, cùng rời đi lửa trận lại so đo cũng không muộn. Có thể, Nam Tiêu Ly nhưng là càng nghe càng tức giận. Nhân phẩm của hai người này để cho nàng cảm thấy buồn nôn. Ngay tại nàng có chút không thể nhịn được nữa thời điểm, một đạo giống như xuân như gió, làm người ta sinh lòng ấm áp thanh âm nam tử, nhưng là vang lên bên tai mọi người nói, nhỏ Ly, cuối cùng tìm được ngươi. Nam Tiêu Ly nghe vậy, không khỏi được hướng vậy thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, chỉ gặp, xuất hiện ở nàng trước mắt, là một tên mặc áo bào tím, khí chất ôn nhã, nhìn như giống như sách thơm con em thanh niên anh Tuấn. Diệp Thần thấy người thanh niên này ngay tức thì, nhưng là híp đôi mắt một cái, người này mặc dù nhìn như khí chất khá là ôn hòa, nhưng, quanh thân nhưng là tản ra vô cùng to lớn, ác liệt hơi thở. Tên này nhìn như, tuổi tác không vượt qua 400 tuổi nam tử, cùng Nam Tiêu Ly giống nhau, bất ngờ cũng là một tên còn chân cảnh 7 tầng thiên cường giả. Trong chốc lát, mọi người tại đây nhìn đột nhiên này xuất hiện thanh niên cũng có chút run rẩy. Nam Tiêu Ly mặc dù cũng là còn chân cảnh 7 tầng thiên cường giả, nhưng, ẩn núp tu vi, đám người không nhìn ra, thanh niên này nhưng là không chút nào ẩn núp ý à. Cực phẩm bên trong khu vực võ giả, suy nghĩ đều phải nổ tung. Không tới 400 tuổi còn chân cảnh 7 tầng thiên cường giả. Phỏng đoán, ở thần thương bảng bên trên đều dựa vào trước tồn tại chứ. Nam Tiêu Ly thấy người thanh niên này, cũng là có chút kinh ngạc nói, Lục Băng, ngươi làm sao tới. Nàng nhìn Lục Băng, ánh mắt bên trong có một ít thân cận, cũng có một ít bài xích, khá là phức tạp. Lục Băng cười nói, còn không phải là ngươi lại chạy ra ngoài, sư phụ để cho ta đi ra tìm ngươi, có thể mất ta thật là lớn một phen công phu. Hắn đi tới Nam Tiêu Ly bên người, đột nhiên, con ngươi co giúp một cái, trong mắt lóe lên lau một cái ẩn núp sát ý,
nhìn về phía Nam Tiêu Ly bên cạnh Diệp Thần nói, cái vị công tử này, tay ngươi. Diệp Thần nghe vậy, hơi sững sờ, mà Nam Tiêu Ly mặt đẹp cũng là mơ hồ hiện lên đỏ lên, hắn lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đưa tay từ Nam Tiêu Ly trên bả vai lấy ra. Lục Băng âm thầm siết chặt quả đấm, lửa giận trong lòng cuồng trào, nhưng, cưỡng ép bị đè nén đi xuống, hắn từ Nam Tiêu Ly một ra đời, nhận biết Nam Tiêu Ly, rất nhanh, liền thích Nam Tiêu Ly, có thể, bất luận hắn đối với Nam Tiêu Ly như thế nào quan tâm, như thế nào ôn nhu, Nam Tiêu Ly nhưng thủy chung không chịu tiếp nhận hắn theo đuổi. Cho tới, đến hiện tại, hắn liền Nam Tiêu Ly tay cũng không có dắt lấy. Có thể, vừa lên tới, đã nhìn thấy một cái xa lạ người đàn ông nắm tay đặt ở Nam Tiêu Ly trên bả vai. Hơn nữa, vẫn là da thịt gần gũi như vậy tiếp xúc. Lục Băng thật là thì phải giận điên lên à. Giống như, có người chạm đến hắn độc chiếm như nhau, đặc biệt, cái này còn là một con kiến hôi bên trong con kiến hôi giống vậy càn khôn cảnh tồn tại. Nếu như không phải là Nam Tiêu Ly tại chỗ, hắn muốn duy trì mình cho tới nay tạo nên hình tượng nói, đều phải không để ý hết thảy đem Diệp Thần chu diệt. Diệp Thần sở dĩ thu tay về, ngược lại không phải sợ Lục Băng mặc dù rất mạnh, nhưng, Diệp Thần lá bài tẩy dốc hết dưới tình huống, vậy không phải là không có sức đánh một trận, chỉ là, hắn mới vừa quả thật có chút thiếu suy xét. Vực ngoại, tổng thể mà nói, phương diện quan hệ nam nữ vẫn tương đối truyền thống, tương tự thời xưa, trai gái tới giữa, không thể tùy tiện có quan hệ xác thịt, hắn mới vừa mặc dù không phải cố ý, nhưng, đối với Nam Tiêu Ly nhưng có chút thất lễ. Nam Tiêu Ly mặt đẹp bên trên hiện lên vẻ cười khổ, Lục Băng là một cái thiên tài võ đạo, cũng là nàng phụ thân vô cùng là xem đệ tử giỏi một trong, các nàng từ nhỏ nhận biết, có thể nói, là thanh mai trúc mã giống vậy tồn tại. Lục Băng vậy quả thật đối với nàng đặc biệt tốt vô cùng, mọi chuyện đều là muốn gì được đó, Nam Tiêu Ly cũng đem Lục Băng làm một người ca ca hoặc là bạn tốt vậy tồn tại, chỉ là Lục Băng đối với nàng cảm tình, hiển nhiên vượt quá nơi này. Mà Nam Tiêu Ly đối với Lục Băng nhưng không chút nào phương diện kia cảm giác. Cảm tình chuyện này, rất kỳ diệu, có lúc, không cảm giác chính là không cảm giác, bất luận người đối với người khác tốt biết bao, đều giống nhau. Cho nên, Nam Tiêu Ly cũng có chút không biết làm sao đối đãi Lục Băng. Có thể, Nam Tiêu Ly phụ thân tựa hồ vô cùng là coi trọng hai người, Nam Tiêu Ly càng không muốn và Lục Băng thân cận, hắn liền càng cho hai người chế tạo cơ hội, có thể. Như vậy lại để cho Nam Tiêu Ly, càng phát ra đối với Lục Băng không có hứng thú. Lục Băng nhẹ thở một hơi, đem lửa giận trong lòng trấn áp, hướng về phía Nam Tiêu Ly mỉm cười nói, nhỏ Ly, và ta trở lại tông môn đi, ngươi ở bên ngoài chạy loạn quá nguy hiểm, sư phụ rất không yên tâm. Nam Tiêu Ly nhưng là lắc đầu nói, ta còn không chơi đủ đây, không có được cái này tà hỏa long mèo, ta không đi trở về. Lục Băng nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hướng lửa kia huyệt nhìn. Thấy được ba đầu tà hỏa long mèo sau đó, khẽ mỉm cười nói chính là cái này hóa hình hỏa linh. Tốt, ta vì ngươi đem đưa tới lửa huyệt. Nam Tiêu Ly nghe vậy, mặt đẹp bên trên hiện lên vẻ vui mừng nói thật. Cái này tà hỏa long mèo, ánh mắt có thể là đặc biệt, giống vậy bảo vật, căn bản không có thể đưa tới những thứ này đứa nhỏ hứng thú. Quá khó khăn thu được. Lục Băng cười nói, đối với ta mà nói, đây có thể không coi vào đâu quá khó khăn chuyện. Vừa nói, liền hướng lửa huyệt đi tới, hắn đứng ở lửa huyệt trước, cổ tay lộn một cái hộp ngọc xuất hiện ở trong tay. Mọi người thấy hộp ngọc kia, đều là nín thở, không biết trẻ tuổi này thiên tài sẽ cầm ra như thế nào bảo vật. Một khắc sau, hộp ngọc mở, một đạo vô cùng là sáng chói đỏ xanh lưỡng sắc quang mang, ngay tức thì bao phủ đúng cực phẩm khu vực, vậy đỏ xanh ánh sáng, vây quanh Lục Băng xoay tròn. Lại là mơ hồ biến thành một cái lộng lẫy và tuyệt vời đỏ xanh sắc tinh vân. Xuất hiện ở tinh vân trung tâm, là một khối hàn băng bên trong, phong ấn một cái cá chép giống vậy con cá. Chỉ là, cái này cá chép vô cùng là đặc thù, thân thể một mặt xanh, một mặt đỏ, màu xanh vậy một mặt, thiêu đốt một đạo màu xanh ra trời quang diễm, màu đỏ vậy một mặt, thiêu đốt một đạo màu đỏ quang diễm. Mà đây quang diễm, chính là vậy tinh vân trung tâm. Mọi người thấy cái này cá chép, đều có chút thử ra, bọn họ biết, cái này cá chép tuyệt đối là bảo bối tốt, có thể, nhưng cơ hồ không có người nhận được trước cá chép. Đây là, đột nhiên có người dùng trước gần như thanh âm run run kinh hô cái này. Đây chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong, Hồng Lam Thiên Tinh Lý. Trong chốc lát,
tất cả mọi người đều muốn hít thở không thông. Hồng Lam Thiên Tinh Lý. Lại là Hồng Lam Thiên Tinh Lý. Cái này Hồng Lam Thiên Tinh Lý là cái gì? Truyền thuyết, có một loại vô cùng là thần bí loài cá, cuộc sống ở một nơi tên là Giả Không Tinh Hải địa phương, cái này hư không tinh hải, danh như ý nghĩa, là trong hư không một nơi bí cảnh, cái này trong bí cảnh, có vô cùng là đậm đà tinh thần lực, vậy tinh thần lực, thậm chí tinh thuần đến dịch hóa bước, hình thành một nơi chân chính tinh hải. Cái này tinh hải bên trong, dựng dục vô số thiên địa linh vật, cái này Hồng Lam Thiên Tinh Lý, chính là một cái trong số đó. Hồng Lam Thiên Tinh Lý, hấp thu cường đại tinh thần lực, luyện hóa thành xích tinh lửa cùng lam tinh lửa, cái này hai loại ngọn lửa cũng rất cường đại, hơn nữa, đối với người tộc mà nói vô cùng là thân thiện, có thể trực tiếp hấp thu, không chỉ có thể cường hóa thân xác, tinh luyện huyết mạch, thậm chí, có cơ hội ở võ giả trong cơ thể trồng một chút xích tinh lửa cùng lam tinh lửa hạt giống. Nếu như có thể đạt được hạt giống này, luyện hóa chi phí mệnh chân hỏa, như vậy, liền có thể được vượt qua thần hỏa đỏ xanh tinh diễm. Nói tóm lại, cái này Hồng Lam Thiên Tinh Lý là giá trị liên thành chí bảo. Hơn nữa, vô cùng là quý trọng. Phải biết, hư không tinh hải cũng không phải là như vậy dễ dàng tiến vào, hơn nữa trong đó nguy cơ trùng trùng, cho dù là còn chân cảnh đỉnh cấp tồn tại, cũng có thể chết trong đó, muốn có được Hồng Lam Thiên Tinh Lý có bao nhiêu khó khăn, có thể tưởng tượng được. Cái này thiên tài trẻ tuổi bút tích, lớn đến không cách nào tưởng tượng à. Trên thực tế, liền liền Lục Băng mình, trong mắt đều là lóe lên lau một cái đau lòng vẻ, cái này Hồng Lam Thiên Tinh Lý, hắn nhưng mà tốt không dễ được, bất quá, nếu là có thể đòi được Nam Tiêu Ly niềm vui, hết thảy bỏ ra đều đáng giá. Hắn cầm trong tay khối này hàn băng, đi tới vô cùng là đến gần lửa huyệt vị trí, cơ hồ là nháy mắt tới giữa, vậy tà hỏa long mèo liền nổi lên phản ứng. Một đôi mắt dọc ngay tức thì hướng vậy hàn băng nhìn. Không chỉ là tà hỏa long mèo, bao gồm những thứ khác một ít hình rồng hỏa linh, hình hổ hỏa linh, hình chim phượng hỏa linh vân. Vân, đều là đối với vậy hàn băng, nổi lên phản ứng. Đám người kích động, lần này là thật muốn thành công liền à. Lục băng mặt mỉm cười, cố làm rửng rưng đem vậy phong ấn Hồng Lam Thiên Tinh Lý hàn băng, đặt ở lửa huyệt trước, vậy tà hỏa long mèo hít mũi một cái, mắt dọc bên trong hiện lên vô cùng là khát vọng thần sắc, bất quá, tựa hồ lại có chút sợ hãi lửa huyệt ra thế giới. Trong chốc lát, ở nơi đó lộ vẻ do dự. Bất quá, rất nhanh, tà hỏa long mèo cuối cùng vẫn là chống đỡ không được hàn băng cám dỗ, từ lửa kia huyệt bên trong chạy ra. Thành công! Chung quanh, vang lên một hồi tiếng vỗ tay, cái này thiên tài trẻ tuổi thật thành công đem hỏa linh này đưa tới lửa huyệt à. Trần Sở Linh và Lưu Trú nhìn nhau một cái, thần sắc đều là như đưa đám xuống, bọn họ không thể làm gì tà hỏa long mèo, đối với lục băng tới chính là bắt vào tay. Hai bên không thể so sánh. Lục băng trên mặt hiện lên lau một cái vẻ ngạo nghễ, ở trước người của hắn, nằm sấp hai đầu tà hỏa long mèo, chính là vậy hai đầu màu lông hắc đỏ. Dựa theo lửa chàng quy củ, một lần dẫn dụ chỉ có thể mang đi một đầu hỏa linh. Lục băng tùy ý cầm lên một đầu tà hỏa long mèo, liền hướng Nam Tiêu Ly đi tới, mỉm cười nói, nhỏ Ly, đưa cho ngươi. Có thể, lúc này, Nam Tiêu Ly nhưng là lộ vẻ do dự, bởi vì, Lục băng mặc dù thành công đưa tới hai đầu tà hỏa long mèo, nhưng, nàng thích nhất đầu kia màu vàng sậm tà hỏa long mèo, nhưng từ đầu đến cuối, không có đối với vậy Hồng Lam Thiên Tinh Lý liếc mắt nhìn nhiều à. Nàng đáy lòng bên trong, muốn nhất vẫn là màu vàng sậm tà hỏa long mèo. Cái này hai đầu long mèo, ở nàng nhìn lại vậy rất đáng yêu, nhưng, chính là không khỏi hơn nữa thích màu vàng sậm đầu kia. Lục băng gặp Nam Tiêu Ly chậm chạp không chịu nhận lấy trong tay tà hỏa long mèo. Không khỏi có chút nóng này, nhỏ Ly đây là ý gì? Không phải là muốn cái này tà hỏa long mèo sao? Làm sao, hiện tại lại do dự? Hắn theo Nam Tiêu Ly ánh mắt nhìn, nhưng gặp lửa huyệt bên trong còn có một đầu tà hỏa long mèo, tựa hồ đang ngủ. Lục băng trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ, nhỏ Ly thích là đầu kia tà hỏa long mèo? Có thể, đầu kia màu vàng sậm tà hỏa long mèo căn bản không bị hắn cám dỗ à? Cứ như vậy. Mình Hồng Lam Thiên Tinh Lý, không phải uổng phí. Hắn đối với cái này tà hỏa long mèo có thể không có hứng thú, thuần túy vì đòi Nam Tiêu Ly niềm vui, nếu như Nam Tiêu Ly không cần, vậy hắn thật sự là gà bay trứng đánh. Lục băng không khỏi được mặt mỉm cười nói, nhỏ Ly, thế nào? Ngươi không phải thích cái này tà hỏa long mèo sao? Có thể, nhưng mà,
Nam Tiêu Ly, trong chốc lát cũng có chút dao động, vậy màu vàng sậm tà hỏa long mèo, hiển nhiên là như vậy khẩu vị vô cùng đặc biệt tồn tại, liền cái này Hồng Lam Thiên Tinh Lý cũng không có phản ứng, nói không chừng, căn bản không có thể đưa tới hố lửa, nói như vậy, cái này màu đỏ đậm tà hỏa long mèo cũng không tệ. Nhưng, ngay tại lúc này, Diệp Thần nhưng là mở miệng nói, muốn cái gì liền kiên trì, không nên tùy tiện thay đổi, nếu không, bỏ lỡ mình muốn, chỉ sẽ hối hận, không phải sao. Lời vừa nói ra, Lục Băng con người chính là hung hăng co giúp một cái. Cái này rác rưởi là muốn chết sao? Mới vừa Nam Tiêu Ly đều dao động, lúc này, lắm mồm. Biết một câu lắm mồm, sẽ để cho hắn Lục Băng tổn thất bao lớn sao? Một đầu Hồng Lam Thiên Tinh Lý, có thể mua ngươi phế vật này 100 triệu cái mạng đều không ngừng chứ? Cái này đáng chết phế vật, vốn là làm người ta chán ghét, lại vẫn dám đến xấu xa hắn chuyện tốt. Hắn chặt chẽ cắn răng, đối với Diệp Thần hận ý càng thêm mãnh liệt. Ở hắn xem ra, Diệp Thần là muốn cùng hắn cướp người phụ nữ. Lục Băng trong lòng không khỏi được nở nụ cười lạnh, con kiến hôi cũng dám học người khác cướp người phụ nữ. Ta Lục Băng nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Giờ phút này, Lục Băng đối với Diệp Thần sát ý đã quyết. Chỉ cần tìm được thích hợp cơ hội, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua Diệp Thần. Diệp Thần thần sắc bình thản. Hắn ngược lại không phải là vì nhằm vào Lục Băng, chỉ là, hoàn toàn từ là Nam Tiêu Ly cân nhắc mà thôi. Hắn rất rõ ràng cái loại này do dự bất quyết, thỏa hiệp hậu quả, chỉ sẽ để cho hối hận của mình, người nhất định phải tranh thủ mình muốn. Nam Tiêu Ly nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, mắt đẹp liền kiên định đứng lên, hướng về phía Lục Băng lắc đầu nói, Lục Băng, ta không muốn đầu này tà hỏa long mèo, ta thích nhất là màu vàng sậm đầu kia. Lục Băng khóe miệng bắp thịt co quắp một tí, nhưng vẫn cười nói, nhỏ Ly, đều giống nhau, chỉ là màu sắc một chút khác biệt mà thôi, ngươi trước nhận lấy, chẳng qua, sau đó ta giúp ngươi thay đổi nó màu lông, bảo đảm nhìn như, và vậy màu vàng sậm giống nhau như đúc. Đây là, vậy màu vàng sậm long mèo tựa như nghe được có người đang bàn luận mình, hơi mở mắt, lộ ra một cái khinh miệt cực kỳ ánh mắt. Cái này vô tội ánh mắt, có thể nói, hoàn toàn bắt làm tù binh Nam Tiêu Ly. Vậy màu đỏ đậm tà hỏa long mèo, trong nháy mắt đối với nàng không có bất kỳ lực hấp dẫn nào, nàng lắc đầu nói, không được, ta thì phải đầu kia, không phải màu lông vấn đề. Lục Băng thử ra, một khắc sau, hắn nhìn Diệp Thần, răng đều muốn cắn nát. Đều là bởi vì cái này con kiến hôi. Nếu như hắn yên lặng, có lẽ, Nam Tiêu Ly cũng đã đón nhận hắn tà hỏa long mèo. Bất quá, rất nhanh, Nam Tiêu Ly lại là khó khăn đứng lên nói, nhưng mà, cái này màu vàng sẫm tà hỏa long mèo, cũng quá thiêu dịch, ta lần này mặc dù chuẩn bị mấy kiện thiên tài địa bảo, có thể, vậy không có thể vượt qua Hồng Lam Thiên Tinh Lý. Lục Băng tựa như lại thấy được hy vọng, vội vàng mở miệng nói, không sai, vậy màu vàng sẫm, ta xem căn bản là linh tính chưa đủ, liền thiên tài địa bảo cũng không phân biệt được, cho nên, căn bản không có thể rời đi lửa huyệt, xa xa không bằng cái này hai đầu tà hỏa long mèo. Nhỏ Ly, chúng ta vẫn là mang cái này màu đỏ đậm trở về đi thôi. Ngay tại Nam Tiêu Ly cau mày lúc đó, một khi hơi có vẻ trong trẻo lạnh lùng thanh âm nam tử, ở Nam Tiêu Ly bên tai vang lên nói, Tiêu cô nương, ta có thể giúp ngươi thu phục vậy màu vàng sậm tà hỏa long mèo, dùng để trả lại ta thiếu ân tình của ngươi, ngươi thấy thế nào? Nếu như ngươi nguyện ý, ta giúp đem ngươi vậy tà hỏa long mèo đưa tới lửa huyệt. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Diệp Thần. Liền Hồng Lam Thiên Tinh Lý cũng cám dỗ không được tà hỏa long mèo, lại có người tuyên bố có thể thu phục. Đó là muốn cầm ra đẳng cấp gì khủng bố bảo vật à? Bất quá, cái này vẻ khiếp sợ, rất nhanh liền biến thành châm chọc. Bởi vì, bọn họ thấy rõ, cái này người nói chuyện là một tên càn khôn cảnh phế vật. Ở bọn họ xem ra, Diệp Thần hoàn toàn chính là lòe thiên hạ à? Càn khôn cảnh tồn tại, có thể lấy ra so Hồng Lam Thiên Tinh Lý cao đẳng hơn bảo vật. Làm trò đùa cũng không có lái như vậy chứ. Trần Sở Linh và Lưu Trú lại là không khách khí chút nào mở miệng nói, ha ha, lại bắt đầu sắp xếp, mặc được rách dưới, còn cầm mình làm công tử nhà giàu đâu. Không thể không nói, mù quáng tự tin, và ngu xuẩn không có khác biệt, có thằng hề chính là tới khôi hài. Lục Băng cũng cười, khinh thường cười, hắn biết. Cái này con kiến hôi hạ sai cờ, hiện tại khoe khoang khoác lác, có lẽ có thể lừa gạt rốt nát Nam Tiêu Ly, nhưng,
sẽ lập tức bị vạch trần lời nói dối, có ý nghĩa gì. Hắn đã quyết định, nếu như Diệp Thần gạt người, hắn nhất định sẽ làm cho Diệp Thần không xuống đài được, để cho Nam Tiêu Ly đối với Diệp Thần hoàn toàn chán ghét, lại vậy không có hứng thú chút nào. Tất cả người bên trong, phải nói duy nhất không có đối với Diệp Thần sinh lòng giễu cợt, cũng chỉ có Nam Tiêu Ly. Bất quá, nàng cũng có chút nửa tin nửa ngờ, sở dĩ đối với Diệp Thần có chút tín nhiệm, là bởi vì là, Diệp Thần và Tần Tử Vi quan hệ giữa, còn có Diệp Thần trên mình loại nào đó không nói được khí chất, để cho trực giác của nàng cho rằng, Diệp Thần không đơn giản. Nàng không khỏi phải hỏi nói, Diệp Thần, người thật có thể không? Diệp Thần cười nói, không thành vấn đề. Vừa nói, hắn liền hướng lửa huyệt đi tới, đúng cực phẩm khu vực lập tức yên tĩnh lại, nhưng, tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ cười nhạt. Chờ xem cười nhạo. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới lửa huyệt trước, đám người thấy vậy, ánh mắt đông lại một cái, muốn xem Diệp Thần có thể cầm ra thiên tài địa bảo gì. Có thể, ra tất cả người dự liệu phải, Diệp Thần lại là hai tay trống trơn, cứ như vậy hai tay thuộc lòng đứng ở lửa huyệt trước, và vậy tà hỏa long mèo, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Lửa bên trong sân không khí, trong chốc lát trầm ngưng liền đứng lên, ngay sau đó, chính là bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng cười lớn. Tất cả người, nhìn Diệp Thần đều là ôm bụng đều phải cười ra nước mắt. Liền liền Lục Băng đều là không nhịn cười được. Thằng nhóc này thật đúng là không để cho hắn thất vọng à. Vậy một đám võ giả, rối rít châm chọc nói, tên này, đang làm gì à? Tại chỗ phạt đứng. Ta là không phải hoa mắt, thằng nhóc này là cầm không khí, làm bảo vật, dùng để cám dỗ tà hỏa long mèo sao? Phim hài đại sư. Mặc dù, không có quy định nhất định phải dùng bảo vật đem hỏa linh đưa tới hố lửa, nhưng, sẽ không có kẻ ngu cho rằng, dựa hết vào ánh mắt, liền có thể cây đuốc linh đưa ra chứ. Liền liền Nam Tiêu Ly nhìn Diệp Thần cử động, mắt đẹp bên trong đều là hiện lên vô cùng là thất vọng thần sắc. Nàng thậm chí cảm thấy, mình nhìn lầm Diệp Thần có lẽ chính là một thích trang, thích gạt người, căn bản không có một chút chân thật càn khôn cảnh tồn tại thôi. Loại người này, nói thật, nàng không thích, thậm chí, rất ghét. Diệp Thần đối với mọi người chung quanh nhưng là chút nào sẽ không để ý, mà là đối với Nhan Tuyển Nhi hỏi, Tuyển Nhi, chuẩn bị xong chưa? Hắn mới vừa bất quá là để cho Tuyển Nhi hoa điểm thời gian chuẩn bị mà thôi, bởi vì, hắn chẳng muốn Tuyển Nhi bại lộ hơi thở. Đạo linh lửa, đặt ở vượt xa vực ngoại vị diện, đều là chí bảo bên trong chí bảo, có thể hóa là một khối lửa thiên đạo tồn tại. Cơ hồ có thể nói là trong lửa cực hạn. Dĩ nhiên, bây giờ Nhan Tuyền Nhi còn chưa trưởng thành, nhưng, loại tiềm lực này đủ để cho vô số thiên nhân vực trí cường điên cuồng. Cho nên, không thể bại lộ. Nhan Tuyền Nhi tiểu meo meo đáp, công tử, chuẩn bị xong, ta hiện tại thả ra hơi thở, chỉ có hỏa linh có thể cảm giác đạt được. Diệp Thần gật đầu nói, được, ra tay đi. Hắn thức hải bên trong, Nhan Tuyền Nhi hai tròng mắt bên trong kim quang một thịnh. Một khắc sau, một đạo vô cùng là bí ẩn chập chờn, ngay tức thì hướng lửa kiêu huyệt bên trong một hơi một tí đang ngủ màu vàng sậm tà hỏa long mèo vào tới. Vậy nguyên bản lười biếng tà hỏa long mèo, đột nhiên tới giữa mở hai mắt ra, rồi sau đó ngẩng đầu lên, hướng Diệp Thần nhìn, mắt dọc bên trong hiện lên vẻ không tưởng tượng nổi vẻ. Vậy một đám đang điên cuồng cười to đám người, đột nhiên tới giữa không cười. Toàn bộ lửa trận bên trong tiếng cười, hơi ngừng. Tất cả mọi người đều là tròng mắt run rẩy nhìn trước mắt một màn. Vậy màu vàng sẫm tà hỏa long mèo, lại có phản ứng. Lục Băng cũng là sửng sốt một chút, mặt hiện vẻ khó tin, thằng nhóc này làm cái gì? Hắn rõ ràng không có từ Diệp Thần trên mình cảm nhận được bất cứ ba động gì à? Tại sao vậy tà hỏa long mèo lại làm ra phản ứng? Nam Tiêu Ly mắt đẹp bên trong, cũng là hiện lên lau một cái vẻ kích động. Trừ đối với khả năng có được tà hỏa long mèo ngạc nhiên mừng rỡ ra, còn có một loại, không có nhìn lầm người vui vẻ yên tâm. Mọi người thấy một màn này, máu muốn té chảy à. Làm sao có thể sẽ như vậy? Thằng nhóc này, rõ ràng không có cầm ra bất kỳ bảo vật à. Chẳng lẽ, cái này màu vàng sậm tà hỏa long mèo nổi điên, chỉ thích mắt lớn chừng mắt nhỏ. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, cái này tà hỏa long mèo ánh mắt, quả nhiên vô cùng cái linh tính. Hắn thử thăm dò mở miệng nói, tà hỏa long mèo, ngươi nếu là nguyện ý đi ra, ta có thể đưa ngươi một chút thứ tốt. Vừa nói, hắn đột nhiên đưa tay một chút, một đạo mang theo cực mạnh linh tính,
chỉ có hỏa linh có thể cảm nhận được ngọn lửa chập chờn tràn vào tà hỏa long mèo trong cơ thể. Nháy mắt tức thì, vậy tà hỏa long mèo mắt dọc bên trong chính là xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên. Đạo linh lửa tại sao nghịch thiên như vậy? Trừ bản thân tiềm lực ra, còn có một cái tác dụng vô cùng trọng yếu, chính là tăng cường hỏa linh linh tính. Giống như, người là vạn vật linh dài, có thể thuần hóa có khéo léo động vật, để cho bọn họ có càng xuất sắc hơn năng lực vậy. Đây có thể và lửa trận không giống nhau, lửa trận chỉ là có thể trợ giúp ngọn lửa thai sinh ra hỏa linh thôi, cũng không cách nào tăng cường linh tính. Có thể nói, toàn bộ vực ngoại, trừ Diệp Thần, không người nào có thể làm được. Giờ phút này, đám người trừ Nam Tiêu Ly đều ở đây cầu nguyện Diệp Thần thất bại, cầu nguyện tà hỏa long mèo lại bắt đầu lại ngủ. Nhưng, chuyện cùng mong muốn. Chỉ gặp, vậy tà hỏa long mèo cơ hồ không có bất kỳ do dự, thân hình chớp mắt, liền trực tiếp xông ra hố lửa, chui vào Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần khẽ mỉm cười, sờ một cái trong ngực tà hỏa long mèo, đầu rồng này mèo ngược lại cũng là trong thiên địa dị chủng một trong, linh tính vô cùng là mạnh mẽ, nếu như thật tốt đào tạo, tương lai tiềm lực mặc dù không bằng đạo linh lửa, nhưng cũng là vượt xa giống vậy hỏa linh, thậm chí có từng tia lên cấp trở thành đạo linh lửa có thể. Vậy một đám võ giả hoàn toàn ngu, đầu óc muốn nổ, trong lòng là vô cùng không thăng bằng. Dựa vào cái gì bọn họ dùng tất cả loại bảo vật nhưng không cách nào dẫn dụ hỏa linh, Diệp Thần đứng ở đó bên, dùng ánh mắt thành công. Cái này mẹ hắn phải nói là vận khí này vậy quá phóng đại một chút chứ. Trong đó, nhất không thăng bằng, sẽ phải thuộc về Lục Băng. Hắn thật là hận không phải đem Diệp Thần trong tay tà hỏa long mèo lột sống hắn. Tiểu súc sinh này là mẹ hắn không đầu óc. Không thích hồng lam thiên tinh lý, lại bị một cái ánh mắt cho mê hoặc. Hắn thật là khí được đều phải chảy máu não, trả giá giá lớn như vậy, kết quả còn không bằng Diệp Thần cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ. Mà vui vẻ nhất không ai bằng Nam Tiêu Ly. Nàng mơ tưởng cầu mong màu vàng sậm tà hỏa long mèo rốt cuộc tới tay à, lúc này, nàng liền giống như một hưng phấn bé gái vậy, hướng Diệp Thần chạy đi, mắt lom lom nhìn đầu kia màu vàng sậm tà hỏa long mèo, mắt đẹp bên trong yêu thích, đều phải hóa là thật thế chấp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần hướng về phía tà hỏa long mèo mỉm cười nói, long mèo, đi theo người chị này đi, nàng rất thích ngươi, sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Nam Tiêu Ly, lập tức gật đầu nói, tiểu long miêu, sắp đến tỉ tỉ trong ngực. Vừa nói, không nhịn được đưa tay đi ôm vậy màu vàng sậm tà hỏa long mèo, có thể, ra Diệp Thần dự liệu phải, cái này tà hỏa long mèo, nhìn Nam Tiêu Ly lại là lộ ra vô cùng là thần sắc khinh miệt, trực tiếp dương lên móng vuốt, hung hãn bắt Nam Tiêu Ly một tí, sau đó, chui vào Diệp Thần trong ngực. À, Nam Tiêu Ly kêu lên một tiếng, có chút ngơ ngác nhìn vậy tà hỏa long mèo. Ngay sau đó, mắt to bên trong dâng lên vẻ ủy khuất. Nàng hướng về phía Diệp Thần tức giận nói, tại sao tiểu long miêu chỉ thích ngươi à? Cái này, Diệp Thần gãi đầu một cái, cũng có chút ngu, hắn không nghĩ tới, cái này tà hỏa long mèo lại như vậy thông linh, đang hưởng thụ liền một lần đạo linh lửa hơi thở sau đó liền hoàn toàn ỉ lại vào mình. Có thể hắn cũng không cần tà hỏa long mèo à? Đã có Nhan Tuyền Nhi, còn đào tạo cái gì hỏa linh? Cái này tà hỏa long mèo thuần túy là dùng để còn Nam Tiêu Ly nhân tình. Nhưng là, cái này tà hỏa long mèo không muốn, hắn thật giống như vậy không biện pháp gì. Trong chốc lát, Diệp Thần cũng là cười khổ nói, ta vậy không muốn như vậy. Nam Tiêu Ly hơi vểnh miệng, mặt đẹp trên thần sắc bộc phát không cam lòng đứng lên, đột nhiên, nàng kéo lại Diệp Thần cánh tay, có chút nũng nịu nói, ngươi liền đem tiểu kim đưa cho ta mà. Ta muốn tiểu kim. Diệp Thần mặt hiện không biết làm sao vẻ, cái này Nam Tiêu Ly nhìn như rất trong trẻo lạnh lùng, thành thục, nhưng, không nghĩ tới còn có cái loại này vô cùng là thiếu nữ một mặt. Bất quá, không thể không nói, cái loại này dung nhan vô cùng tinh xảo trong trẻo lạnh lùng người đẹp, dở thói nũng nịu, có khác một phen động lòng người chỗ, lôi kéo bên trong, tự nhiên không thiếu được thân thể tiếp xúc. Mà một bên Lục Băng thấy một màn này, thiếu chút nữa thì trực tiếp đem trong tay tà hỏa long mèo bóp chết. Hắn cặp mắt điên cuồng ứ máu, sát ý cuồng trào, thật là đều muốn tự bảo. Thấy người phụ nữ của mình thích, như vậy và một người đàn ông nũng nịu, bất kỳ người đàn ông sợ rằng trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Hắn hiện tại muốn nhất chính là và Diệp Thần một mình, sau đó tìm một chỗ không người cầm hắn diệt.
để cho hắn bỏ ra 100 triệu thiên linh tinh, hắn đều nguyện ý à? Diệp Thần mặt lộ vẻ không biết làm sao vẻ, cùng vậy Tà Hỏa Long Mèo đàm phán nói, đứa nhỏ, ngươi xem, cái này tỷ tỷ thích bao nhiêu ngươi, liền tên chữ cũng cho ngươi dạy tốt lắm, không bằng, ngươi đi theo nàng, ta duy nhất cho nhiều ngươi một chút thứ tốt, như thế nào? Bất quá, hắn hiển nhiên đánh giá thấp Tiểu Kim chỉ số thông minh, Tiểu Kim rất rõ ràng tiếp tục lâu dài đạo lý, coi như chỉ là theo chân Diệp Thần, thời gian dài, mang tới chỗ tốt, cũng không phải một lần duy nhất đạo linh lửa hơi thở có thể so với. Diệp Thần thấy vậy, đành phải đối với Nam Tiêu Ly vuốt tay. Ngay tại lúc này, một đạo ánh sáng bỗng nhiên hạ xuống ở lửa này trận bên trong. Diệp Thần thần sắc động một cái, hướng tia sáng kia nhìn, chỉ gặp một tên thân hình mập lùn, nhìn như khá là hiền hòa người trung niên, từ ánh sáng bên trong đi ra, hướng Diệp Thần tới. Diệp Thần đôi mắt híp lại, lẩm bẩm nói, xem ra người sau lưng xuất hiện. Người trước mắt, bất ngờ là một tên hơi thở cực kỳ kinh khủng tồn tại, nhưng, thực lực so với bảo vệ Nam Tiêu Ly tên kia tồn tại nhưng là xa xa không bằng. Đây là, có người kêu lên hết cái này, là hết sức dương hỏa chàng chủ nhân. Trong chốc lát, đám người không khỏi rối rít liếc mắt, cái này nhìn ấm ôn hòa và người trung niên lại là lửa chàng chủ người. Phải biết, lửa này chàng chủ người nhưng mà một tên vô cùng là cường đại hỏa tu à. Lửa kia chàng chủ người đối với Diệp Thần cười nói, bổn tọa cực dương tử, vị tiểu hữu này, nhưng mà thu phục vậy Tà Hỏa Long Mèo. Diệp Thần nhàn nhạt nói, đúng vậy, cực dương tử tiền bối, có gì chỉ giáo. Cực dương tử mỉm cười nói, bổn tọa có chút hiếu kỳ, tiểu hữu dùng là bực nào thủ đoạn thu phục cái này Tà Hỏa Long Mèo. Diệp Thần cũng là cười nói, ta nghĩ, có thể là, duyên phận, đi, ta nhìn nó một mắt, nó liền chạy ra ngoài, ta nghe nói. Lửa này trận thu phục cực phẩm hỏa linh, chú trọng duyên phận, tiền bối, ta làm như vậy có thể có vấn đề gì? Trong chốc lát, đám người cũng trầm mặc lại, nhìn cực dương tử tò mò hắn trả lời. Cực dương tử cười ha ha một tiếng nói, tiểu hữu không cần hiểu lầm, bổn tọa hoàn toàn là từ tò mò thôi, tiểu hữu nếu có thể thu phục hỏa linh này, tự nhiên không có vấn đề gì. Nam Tiêu Ly quét vậy cực dương tử một mắt, mở miệng nói, Diệp Thần, nếu thu phục tiểu kim, chúng ta vậy rời đi nơi này đi. Nàng mơ hồ cảm thấy cực dương tử lần này xuất hiện, không hề xem ngoài mặt đơn giản như vậy. Diệp Thần gật đầu một cái, đoàn người liền rời đi cực dương lửa trận, bất quá, vậy Trần Sở Linh và Lưu Trú là hoàn toàn không dám lại theo kịp, bọn họ giễu cợt Diệp Thần bị điên cuồng đánh mặt, không mặt mũi gặp người là một, hai, hiện tại Lục Băng xuất hiện, cái nào liều mạng, còn dám ở Nam Tiêu Ly bên người đi loanh quanh. Ừ. Diệp Thần là ngoại lệ. Ra lửa trận, Nam Tiêu Ly vẫn là mắt lom lom nhìn Tiểu Kim, mà Tiểu Kim thì từ đầu đến cuối đối với Nam Tiêu Ly lạnh nhạt. Đây là, Nam Tiêu Ly đột nhiên mở miệng nói, Diệp Thần, có thể hay không để cho ta ôm một hồi Tiểu Kim? Diệp Thần gật đầu một cái, hướng về phía trong ngực đứa nhỏ nói, nhóc, người đi tỉ tỉ trong ngực đợi một lát, ta cho ngươi thứ tốt. Vừa nói, đem một món đạo linh lửa hơi thở, rót vào Tiểu Kim trong cơ thể. Tiểu Kim sảng khoái duỗi người, ngay sau đó, liếc Nam Tiêu Ly một mắt, nhảy vào trong ngực của nàng. Nam Tiêu Ly mặt đẹp bên trên, hiện lên vô cùng là vẻ mừng rỡ, đối với trong ngực hỏa linh yêu thích không buông tay, nàng ám âm thầm quyết tâm, nhất định phải cầm Tiểu Kim từ Diệp Thần bên kia cám dỗ tới đây. Đây là, Lục Băng có chút không nhìn nổi, mở miệng nói, nhỏ Ly, hiện tại kém không nhiều có thể đi về chứ. Sau đó, hắn nhìn về phía Diệp Thần. Mỉm cười nói, cái này Tà Hỏa Long Mèo, người ra cái giá, ta mua. Diệp Thần quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói, không bán. Lục Băng nhưng là thân hình chớp mắt, chắn Diệp Thần trước người, ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, ta nói, ra cái giá, chỉ cần ngươi có thể nói ra tới, bất luận là thiên linh tinh, vẫn là bảo vật gì, ta cũng có thể lấy ra tới, ngươi không muốn thử một chút. Diệp Thần ánh mắt có chút lạnh, Lục Băng muốn truy đuổi Nam Tiêu Ly, hắn không có hứng thú. Nhưng, muốn bắt mình làm ván cầu để lấy lòng Nam Tiêu Ly. Vậy xin lỗi, hắn không có hứng thú này. Vì vậy, Diệp Thần khóe miệng dương lên lau một cái nụ cười châm chọc nói, thật. Lục Băng gật đầu nói, cứ việc nói. 100 tỷ cái hồng lam thiên tinh lý. Nam Tiêu Ly nghe vậy, không nhịn được xì một tiếng, bật cười. Mà Lục Băng chính là mặt lộ cực kỳ xấu hổ vẻ nói, Diệp công tử, ta là nghiêm túc, không nên đùa. Một cái hồng lam thiên tinh lý,
bán cái mấy chục triệu thiên linh tinh cũng là có thể. Càng không cần phải nói 100 tỷ cái. Số lượng này, phỏng đoán Cầm Hư Không tinh hải móc sạch, cũng không lấy ra được à. Diệp Thần đây rõ ràng là đùa bỡn người. Diệp Thần nhưng là tùy ý nói, ta cũng là nghiêm túc, chính là cái giá này, là ngươi để cho ta tùy tiện ra giá, không lấy ra được. Vậy, cũng được đi. Lục Băng cắn răng, thật là đều phải đến bùng nổ ranh giới, thằng nhóc này là mẹ hắn một chút mặt mũi cũng không cho mình. Thường ngày, cái nào càn khôn cảnh tích chữ khi nhìn đến mình cũng không nói là nói cũng phải quỳ xuống. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn hiện tại ở Nam Tiêu Ly trước mặt Cầm Diệp Thần không có biện pháp nào. Đây là, Nam Tiêu Ly vậy mở miệng nói, Lục Băng, ta tạm thời không đi trở về, ta còn không có chơi đủ đây. Vừa nói, nàng nhìn về phía Diệp Thần nói, Diệp Thần, người có cái gì dự định? Diệp Thần trầm ngâm chốc lát sau đó, lắc đầu nói, không biết. Quả thật không biết, ở thiên nhân vực, hắn căn bản là hai mắt bôi đen, hắn tạm thời dự định, có ba cái, một phải đi Thái Huyền Trận Môn, có thể Thái Huyền Trận Môn khoảng cách nơi đây có chút khoảng cách, hai, tìm liên quan tới Cố Tuyển đầu mối, ba, gia nhập một cái thiên điện thế lực. Cũng không có Tần Tử Vi trợ giúp, cái này hai cái kế hoạch đều không cách nào bắt đầu hành động. Nam Tiêu Ly vui vẻ nói, đã như vậy, vậy ngươi trước đi theo bên người ta như thế nào? Chỉ có Diệp Thần ở nàng bên người, nàng mới có thể tiếp tục theo Tiểu Kim tiếp xúc, cám dỗ Tiểu Kim đâu. Hơn nữa, Diệp Thần thành công thu phục Tiểu Kim sau đó, nàng đối với Diệp Thần càng hiếu kỳ hơn. Diệp Thần hỏi, người hiện tại phải đi nơi nào? Nam Tiêu Ly cười nói, ta nghe nói, Thành Thiên Đô muốn phát sinh một kiện rất chuyện thú vị. Thành Thiên Đô. Nam Tiêu Ly giải thích, Thành Thiên Đô là một cái so Thanh Hiên Thành còn mạnh hơn thành lớn, mà Thành Thiên Đô bên trong, nổi danh nhất chính là Tự Cừ gia tộc. Diệp Thần nghe vậy, hai tròng mắt sáng lên. Tự Cừ Đan Hạnh, chính là Tự Cừ nhà người, thiên điện khảo hạch bên trong, Tự Cừ Đan Hạnh nói chuyện cho hắn, là hắn cầu xin tha thứ, là hắn bị thương Vân. Vân, hắn cũng không có quên. Nam Tiêu Ly nói, cái này Tự Cừ Đan Hạnh có bữa chiến thần nữ danh xưng là, nguyên nhân, ở chỗ nàng lập được một cái lời thề, nếu là có không vượt qua hắn trăm tuổi người, đánh bại nàng, nàng liền lấy thân báo đáp. Nguyên bản, Tự Cừ Đan Hạnh có thượng cổ khôi giáp cùng gia truyền kỹ thuật đánh nhau, cơ hồ ở bạn cùng lứa tuổi bên trong đứng chỗ bất bại, có thể, trước đây không lâu, hắn tham gia thiên điện khảo hạch lúc nhưng xuất hiện một lần bất ngờ. Mặc dù, ta không biết cái này bất ngờ cụ thể là cái gì, nhưng, nghe nói là, nàng khôi giáp bị người đánh nát, hiện tại đang tu bổ, bất quá, tu bổ cần thời gian. Đây là, đã có người tới khiêu chiến nàng, trên thực tế, rất nhiều người cũng tới khiêu chiến nàng, nhưng, toàn bộ bị một người đánh lùi. Vừa nói, nàng còn nhìn Lục Băng một cái nói, người này, là một cái cao cấp yêu nghiệt, cùng Lục Băng cũng là quan hệ không cạn, người này tên là Lục Trường Phong, là Lục Băng đường đệ. Mà Lục Trường Phong đánh lùi những người khiêu chiến này sau đó, hôm nay, đã tự mình leo lên Thành Thiên Đô, ít ngày nữa liền muốn khiêu chiến Tự Cừ Đan Hạnh. Hi hi, Tự Cừ Đan Hạnh mất đi thượng cổ khôi giáp, cuộc chiến đấu này, nhất định rất có ý tứ, Diệp Thần, người có không có hứng thú và ta cùng đi xem cuộc chiến. Vừa nói, nàng còn có chút cân nhắc cười nói, cái này Tự Cừ Đan Hạnh, nhưng mà một cái đại mỹ nữ, dung mạo trên cùng bổn cô nương cũng không phân cao thấp. Ngươi khẳng định cũng muốn gặp nàng chứ. Diệp Thần nghe vậy, ho nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút phức tạp. Cái này thượng cổ khôi giáp chính là hắn đánh nát à. Dưới mắt, Tự Cừ Đan Hạnh thật giống như bởi vì mình bị buộc lấy thân báo đáp. Hắn gật đầu một cái nói, được, ta cũng đi cái này Thành Thiên Đô. Lục Băng nghe vậy, hừ lạnh một tiếng nói, Diệp công tử, ngươi sẽ không đối với cái này Tự Cừ Đan Hạnh vậy có cái gì chủ ý chứ. Ta khuyên người tốt nhất hết hy vọng, Lục Trường Phong tư chất võ đạo, có thể không bình thường, lần này, Tự Cừ Đan Hạnh, định trước sẽ trở thành là hắn người phụ nữ. Diệp Thần tùy ý cười một tiếng, căn bản không để ý xem Lục Băng. Đây là, Nam Tiêu Ly đột nhiên dừng bước, nghiêm túc nhìn về phía Diệp Thần, mở miệng nói, Diệp Thần, có chuyện, ta phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Nam Tiêu Ly do dự một cái chớp mắt, nhưng, rất nhanh, vẫn mở miệng nói. Diệp Thần, ban đầu gặp mặt lúc đó, ta không có đối với ngươi nói thật, thật ra thì, ta tên chữ không hề kêu Tiêu Ly, mà là Nam Tiêu Ly. Mà thân phận chân thật của ta là,
Nam Tiêu Thiên Điện đế quân con gái. Tiếng nói vừa dứt, nàng có chút khẩn trương nhìn Diệp Thần. Nàng sở dĩ nói ra lời nói này, là bởi vì là, nàng đã đem Diệp Thần coi là bằng hữu, cho nên, chẳng muốn lừa dối Diệp Thần. Nhưng, nàng thân là đế quân con gái, bên người cũng không có nhiều ít bằng hữu. Người bất kỳ đối với nàng đều là giống nhau thái độ, cung kính, thuận theo, lễ phép, nhưng lại để cho nàng không cảm giác được cảm tình. Diệp Thần mặc dù nói không nhiều, có chút lạnh như băng, nhưng, bất luận là trước, nhắc nhở mình kiên trì lựa chọn, vẫn là sau đó, vì mình đạt được Tiểu Kim Vân. Vân, cũng để cho nàng, và Diệp Thần tới giữa, sinh ra một phần hữu nghị. Có thể nói, Diệp Thần là nàng người bạn thứ nhất, nàng không hy vọng Diệp Thần bởi vì thân phận của mình, mà thay đổi đối với nàng thái độ. Lục Băng chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, trực tiếp mở miệng nói, Diệp công tử, hiện tại ngươi hẳn rõ ràng liền mình và nhỏ Ly thân phận là bực nào khác xa lắc xa lơ, ta khuyên ngươi một câu ở lại nhỏ Ly bên người, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, thậm chí, nếu như bị ta sư phụ phát hiện, ngươi sẽ có phiền toái lớn, xa xa không chịu nổi phiền toái lớn. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là ánh mắt chớp mắt, nhàn nhạt nói, thì ra là như vậy. Vừa nói, Diệp Thần khóe miệng dương lên vẻ cười khổ vẻ. Hiện tại, hắn rõ ràng Tần Tử Vi tại sao đem hắn ở lại phòng trà bên trong. Nếu như nói trên cái thế giới này có ai có thể tính kế Diệp Thần mà nói, chỉ sợ sẽ là Tần Tử Vi, liền hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, hết thảy các thứ này đều đang ở Tần Tử Vi an bài bên trong. Rất rõ ràng, Tần Tử Vi là biết hắn sẽ không tận lực đến gần ngũ đế hoàng tộc, cho nên chế tạo cái loại này cơ hội, có lẽ, thế gian vốn là không có gì tình cờ. Hết thảy trùng hợp sau lưng đều có một bàn tay vô hình ở thúc đẩy. Bất quá, cái này một tí, Diệp Thần ngược lại là có chút hơi khó, hắn phải như thế nào cùng Nam Tiêu Ly sống chung. Mặc dù, hắn cũng không phải là cố ý cùng Nam Tiêu Ly làm quen, nhưng, hết thảy các thứ này có thể nói đều là loại nào đó an bài. Thấy Diệp Thần trên mặt vẻ khó xử, Nam Tiêu Ly sắc mặt biến đổi, ánh mắt bên trong tựa hồ có chút bị thương. Chẳng lẽ Diệp Thần cũng cùng những người đó như nhau, biết mình thân phận sau này thì sẽ thay đổi thái độ. Mà Lục Băng chính là cười, vui vẻ, đáng chết phế vật cuối cùng nhận rõ thực tế. Ngươi căn bản liền cạnh tranh với ta tư cách cũng không có. Ngay tại Diệp Thần có chút quấn quýt thời điểm, Huyền Hàn Ngọc mở miệng nói, Diệp Thần, nếu ngươi không phải tận lực vì lợi ích đến gần nàng, như vậy, cũng không nên bởi vì nàng xuất thân cách xa nàng, nếu không... Ngược lại là vi phạm bản tâm, đối với Nam Tiêu Ly vậy không công bình, không phải sao? Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt chớp mắt, hắn làm bất cứ chuyện gì cũng chỉ có một đạo lý, thuận tâm ý. Lúc này, gật đầu nói, không sai, là ta hồ đồ. Bất quá, muốn đến cái này cũng ở Tần Tử Vi tính toán bên trong chứ. Hắn nhìn về phía có chút thương tâm Nam Tiêu Ly, mỉm cười nói, ngươi thế nào? Bị tiểu kim cắn. Nam Tiêu Ly nghe vậy, hơi sững sờ, ngay sau đó, mặt giãn ra cười nói, tiểu kim ngoan như vậy, mới sẽ không cắn ta đâu. Nàng hiểu lầm, Diệp Thần vẫn là lúc đầu cái đó Diệp Thần. Mà Nam Tiêu Ly mới vừa nói xong, tiểu kim liền liếc nàng một mắt, đột nhiên há miệng cắn ở Nam Tiêu Ly trên tay. Nam Tiêu Ly kêu lên một tiếng, bất quá, ngược lại cười được hơn nữa vui vẻ, ở nàng nhìn lại, đây là tiểu kim thân cận nàng biểu hiện. Mà Lục Băng chính là thần sắc trầm xuống, đối với Diệp Thần mở miệng nói, Diệp công tử, người có phải hay không có nghe gặp ta lời mới vừa nói. Diệp Thần nhàn nhạt quét Lục Băng một cái nói, nghe được, sau đó thì sao? Lục Băng con người có giúp một cái, hắn thật là muốn bị ép điên. Một con kiến hôi nhưng luôn là một bộ không đem hắn Lục Băng coi vào đâu thái độ, loại cảm giác này, giống như bị con kiến chui vào trong thân thể, có lực không chỗ xứ cảm giác. Tiếp theo, ba người ở Thanh Hiên Thành ăn cơm, tu dưỡng một phen sau đó, liền hướng Thành Thiên Đô đi. Thành Thiên Đô bên trong, có một tòa kiến trúc phong cách khá là tục tằng, nhưng chiếm cứ trong thành phồn hoa nhất khu vực kiến trúc. Nơi này chính là tự cư nhà chỗ. Giờ phút này, một gian buồng bên trong, một tên cô gái tuyệt mỹ đang trao mày ngồi ở trong phòng, ở nàng trước mặt là một tên giữ lại râu quai nón, thần sắc uy nghiêm người trung niên. Phụ nữ kia cả người màu vàng nhạt váy đầm dài, chính là tự cư Đan Hạnh. Mà nàng trước mặt ngồi người trung niên, chính là tự cư nhà gia chủ, tự cư Dương. Tự cư Dương, vốn là vô cùng là thương yêu con gái mình,
nhưng, giờ phút này, hắn trên mặt nhưng viết đầy vẻ không vui, khá là nhức đầu nhìn trước mắt con gái, lời nói thành khẩn mở miệng nói. Hạnh Nhi, người con bé này làm sao như thế không hiểu chuyện? Lục công tử đều đã vì ngươi đánh bại một đám người khiêu chiến, có thể gặp hắn là thật thích ngươi, mà lấy Lục công tử tư chất, bối cảnh, tiềm lực vân. Vân, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Tự Cừ Đan Hạnh lạnh lùng nói, ta không để cho hắn làm bất cứ chuyện gì, hắn đánh bại ai cùng ta có quan hệ gì đâu. Tư chất nghịch thiên, bối cảnh mạnh mẽ, tiềm lực vô cùng, thì thế nào? Ta chính là không thích hắn, hừ, có bản lãnh, chờ ta thượng cổ khôi giáp chữa trị sau đó, lại khiêu chiến ta à? Hiện tại, thừa dịp người gặp nguy coi là cái gì người đàn ông? Hắn coi như yêu nghiệt đi nữa, ta cũng xem thường hắn. Ngươi! Tự Cừ Dương trên mặt lóe lên vẻ tức giận nói, Hạnh Nhi, không muốn lại đứa nhỏ tánh khí, ngươi có biết, là cha nhận được tin tức, vậy Lục Trường Phong rất nhanh sẽ bị mời tiến vào Nam Tiêu Thiên Điện, hơn nữa, hắn tương lai thành tựu rất có thể vượt qua hắn đường huynh Lục Băng, cái này Lục gia ắt sẽ đại hưng à. Nói thật, ngươi có thể gả cho Lục Trường Phong, chúng ta cũng coi như là với cao Lục gia. Hơn nữa, quy củ là chính ngươi định. Ngươi có thể chưa nói qua ở ngươi thượng cổ khôi giáp làm tổn hại lúc đó, cấm chỉ người khác khiêu chiến ngươi, hiện tại, làm sao quái được Lục Trường Phong. Hai ngày sau, Lục Trường Phong sẽ tới đến thành Thiên Đô, đến lúc đó, bỏ mặc ngươi nghĩ như thế nào cũng cho ta đi nghênh chiến. Tự Cừ Dương rất hiểu con gái tính cách, chính nàng lời hứa, nhất định sẽ tuân thủ, nếu như thua ở Lục Trường Phong trong tay, coi như trong lòng 10.000 cái không muốn vậy sẽ gả cho Lục Trường Phong. Cho nên, chỉ cần lên lôi đài, hết thảy là được định số. Có thể, Tự Cừ Đan Hạnh nhưng là hừ lạnh một tiếng nói, ta quả thật chưa nói qua ở ta khôi giáp làm tổn hại lúc không thể khiêu chiến, nhưng, ta cũng chưa nói qua, tất cả khiêu chiến ta liền cũng phải đáp ứng. Đủ rồi. Tự Cừ Dương rốt cuộc nhịn không nổi nữa, hắn quát to, Đan Hạnh, ngươi cho tới bây giờ không có cự tuyệt qua người bất kỳ khiêu chiến, nếu như hiện tại cự tuyệt Lục Trường Phong, ngươi có biết? Hắn sẽ nghĩ như thế nào? Đến lúc đó, sợ rằng ta toàn bộ Tự Cừ nhà đều không cách nào gánh vác hậu quả. Hai ngày sau đó, coi như vì gia tộc, người cũng phải cùng Lục Trường Phong đánh một trận. Sau khi nói xong, Tự Cừ Dương thần sắc thong thả một phần, hắn rõ ràng con gái mình, biết nói đến chỗ này phân thượng, Tự Cừ Đan Hạnh hẳn thì phải thỏa hiệp. Có thể, lần này, Tự Cừ Đan Hạnh nhưng là ngoài hắn ý liệu. Giờ phút này, Tự Cừ Đan Hạnh lại là đứng lên, chút nào không để cho địa đạo, cha. Ngươi không nên ép ta nữa. Ta đã có người thích, ngươi tin tưởng ta, hắn so Lục Trường Phong còn phải ưu tú 1.000 lần, gấp 10.000 lần. Tự Cừ Dương nghe vậy, càng tức giận hơn, hướng về phía Tự Cừ Đan Hạnh quát to, cái đó hơn 20 tuổi, càn khôn cảnh tu vi, nhưng có kích phá ngươi thượng cổ khôi giáp thực lực, tên là Diệp Thần Tiểu Tử. Hạnh Nhi, ngươi thật làm cha lão hồ đồ. Cõi đời này làm sao có thể có người như vậy? Ngươi coi như không muốn cùng Lục Trường Phong đánh một trận, coi như muốn biên, vậy tìm một xem dạng một chút mượn cớ. Từ nhỏ đến lớn, Tự Cừ Đan Hạnh chính là con cưng giống vậy tồn tại, đây là Tự Cừ Dương lần đầu tiên, như vậy nghiêm nghị khiển trách nàng. Có thể, dù vậy, Tự Cừ Đan Hạnh lại vẫn là quật cường mở miệng nói cha, đây không phải là mượn cớ, Diệp Thần chính là như thế yêu nghiệt. Tự Cừ Dương nghe vậy. Thân thể cũng khí được có chút run rẩy, đùa gì thế? Muốn kích phá thượng cổ chiến giáp, còn chân cảnh cũng không nhất định đủ. Hơn 20 tuổi, vẫn là càn khôn cảnh, thì có này chờ thực lực. Cho dù là chuyện nghìn lẻ một đêm cũng không có như thế khoa trương à. Hắn lạnh lùng nhìn Tự Cừ Đan Hạnh một cái nói, chính ngươi ở trong phòng thật tốt tự kiểm điểm. Ở ngươi nghĩ rõ ràng trước, không được rời cái này gian phòng một bước. Dứt lời. Hắn trực tiếp đập cửa đi, chỉ để lại Tự Cừ Đan Hạnh một người, ngồi ở trong phòng. Tự Cừ Đan Hạnh mặt đẹp bên trên, lóe lên vẻ bi thương vẻ, thương yêu nhất mình phụ thân, ở lợi ích trước mặt, lại cũng là bộ dáng này. Bỗng nhiên, một hồi ủy khuất xông lên đầu, nàng u oán nói, Diệp Thần, nếu không phải bởi vì ngươi, ta cũng không sẽ bị cái đó Lục Trường Phong khi dễ. Bất quá, vừa nghĩ tới Diệp Thần. Mắt đẹp của nàng bên trong nhưng lại là hiện lên buồn tim vẻ, lẩm bẩm nói, cũng không biết ngươi hiện tại, thế nào, thương thế hẳn đều đã khôi phục chứ. Thiên Khách Lâu là thành Thiên Đô sang nhất lữ điếm, cao chừng 100 mét, trang sức được vô cùng lộng lẫy, gần đây tới,
Lục Trường Phong muốn khiêu chiến tự cử đan hạnh tin tức có thể nói truyền khắp toàn bộ thiên nhân vực. Rất nhiều thiên nhân vực võ giả, đều là nghe tin tới, muốn xem náo nhiệt, đây cũng tính là một đại sự. Vì vậy, thiên khách lâu vậy nghênh đón rất nhiều quý khách, người đến người đi, khá là náo nhiệt. Đây là, ba cái bóng người bước vào thiên khách lâu bên trong, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì, ba người bên trong một tên mặc màu xanh quần dài cô gái, xinh được tuyệt đẹp. Những thứ này tới người xem náo nhiệt, rất lớn một phần là hướng về phía tự cử đan hạnh dung mạo mà đến, cũng là thích người đẹp người, đây là, thấy cái này trẻ trung váy đầm dài cô gái, ngay tức thì liền thất thần à. Bất quá, nhưng không ai dám thật tới gần nơi này cô gái, bởi vì, cái này bên cạnh cô gái còn có một tên thanh niên anh Tuấn. Cái này thanh niên anh Tuấn bất ngờ là một tên còn chân cảnh 7 tầng thiên cảnh tồn tại. Bất quá, để cho bọn họ có chút quái dị phải, tại sao còn có một cái càn khôn cảnh tiểu tử, xen lẫn trong cái này bên cạnh hai người. Ở bọn họ xem ra, vậy càn khôn cảnh thanh niên căn bản không xứng cùng hai người khác đồng hành à. Cái này ba người, dĩ nhiên chính là Nam Tiêu Ly, Diệp Thần, cùng Lục Băng. Đây là, Lục Băng đi tới trước quầy. Đối với vậy sau quầy thị nữ nhàn nhạt nói, muốn ba gian phòng tốt nhất. Mặc dù, hắn đối với Diệp Thần khinh thường, nhưng ở Nam Tiêu Ly trước mặt, mặt mũi công phu vẫn là phải làm một cái. Thị nữ kia lộ ra vô cùng là cung kính nụ cười, lấy ra ba tấm thẻ phòng đưa cho Lục Băng, mỉm cười mở miệng nói, cái vị công tử này, đây là chúng ta thiên khách lâu bên trong, nhất cao đẳng thẻ phòng, cái này thẻ phòng có mở thiên khách dừng cửa vào công hiệu. Như là công tử có rảnh rỗi, có thể đi thiên khách rừng vòng vo một chút. Lục Băng nghe vậy, ánh mắt chớp mắt nói, thiên khách rừng. Đó là cái gì? Thị nữ cười nói, thiên khách rừng, là ta thiên khách lâu lầu chủ, hoa số tiền lớn mở ra không gian nhỏ. Ngài cũng biết, thành thiên đô vùng lân cận, không có gì tự nhiên cảnh đẹp. Vì vậy, lầu chủ vì thỏa mãn quý khách du sơn ngoạn thủy cần, liền mở ra cái này thiên khách rừng. Bên trong, phong cảnh rất tốt, dĩ nhiên, những thứ này đều là khách quý cửa chuẩn bị. Hôm nay, thiên khách lầu bên trong chỉ có ngài và hai người bạn, lựa chọn cao cấp gian phòng, có thể nói, ngày này khách rừng, đã bị công tử bao tràng. Lục Băng nghe vậy, hai tròng mắt bỗng nhiên sáng lên, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ vui mừng, hắn cố bình phục tâm tình, hướng về phía thị nữ kia mỉm cười nói, được, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Vừa nói, liền cùng Diệp Thần hai người, cùng đi lên. Diệp Thần dùng thẻ phòng mở cửa phòng, tiến vào trong phòng, không khỏi ánh mắt nhỏ tránh. Cái này thiên khách lâu cao cấp gian phòng, quả nhiên không giống bình thường. Không chỉ có trang sức được vô cùng là hoa mỹ, thiêu đốt làm tâm thần người yên lặng cao cấp sông hương, thậm chí, trong phòng còn bố trí một cái khá là không tầm thường tụ linh trận. Lúc này, Diệp Thần liền ngồi ở trên giường, bắt đầu tu hành. Ngay tại lúc này, ngoài cửa nhưng là vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, một tên nam tử giọng ôn hòa, vang lên nói, Diệp công tử, ở đây không? Người này, chính là Lục Băng. Diệp Thần khóe miệng dương lên một tia cười lạnh, lúc ấy, Lục Băng ở trước quầy nghe được bữa trước khách rừng tồn tại sau đó, trong mắt vậy lau vui mừng, mặc dù ẩn núp rất khá, nhưng, lại làm sao có thể giấu giếm được Diệp Thần ánh mắt. Hắn nhìn một cái đang nằm ở bên cạnh mình Tiểu Kim cười nói, Tiểu Kim, cái này Lục công tử thật đúng là nóng lòng à. Liền một khắc cũng không muốn các loại, nhanh như vậy liền muốn động thủ. Diệp Thần con ngươi chỗ sâu, bỗng nhiên bạo phát ra một đạo ý định giết người nói, đã như vậy, ta liền theo hắn chơi chơi thích hơn. Vừa nói, liền đứng lên, đem cửa phòng mở ra, nhìn Lục Băng cười một tiếng nói, Lục công tử, ngươi làm sao tới? Lục Băng giờ phút này nhưng là thay đổi trước khi lạnh như băng, thậm chí chán ghét cùng thái độ, khá là thành khẩn đối với Diệp Thần nói, Diệp công tử. Ta biết cái này mấy ngày tới nay, ta đối với ngươi thái độ có chút vấn đề, là ta làm sai, vì vậy, ta muốn cho ngươi nói lời xin lỗi. Vừa nói, cổ tay hắn lộn một cái, lấy ra một bao vô cùng là thoang thoảng lá trà nói, đây là xanh hiên linh trà, ta nghe nói, Diệp công tử cùng nhỏ ly là ở xanh hiên phòng trà bên trong biết. Như vậy, không bằng ngươi ta cùng uống ly trà, biểu thị ta đối với Diệp công tử áy náy như thế nào. Vừa nói. Còn thân thiết vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, không biết, còn lấy là bọn họ là nhiều năm bạn tốt đâu. Lục Băng có chút khẩn trương nhìn Diệp Thần, trong lòng rất sợ Diệp Thần sẽ cự tuyệt. Mà Diệp Thần, nhưng là tựa như không có gì cả ý thức được vậy,
mở miệng nói, Lục công tử muốn cùng ta uống trà, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lục Băng nghe vậy, kích động, bất quá, ngoài mặt hắn vẫn là bộ kia nho nhã hình dáng, nhàn nhạt nói, cái này xanh hiên linh trà, thích hợp ở rừng núi bên trong thưởng thức, mùi vị tốt hơn, vừa vặn, cái này thiên khách lâu lầu chủ mở ra bữa trước khách rừng, không bằng, người ta đi trong rừng vừa bơi chơi, vừa uống trà, như thế nào? Diệp Thần trên mặt nụ cười đậm đà một phần, cuối cùng cắt vào tránh đề. Hắn rất rõ ràng, Lục Băng sở dĩ muốn tới tìm hắn uống trà, vì chính là mang hắn tiến vào ngày này khách rừng. Tại sao phải tiến vào thiên khách rừng? Ha ha, tìm một cái địa phương không người, mới thuận lợi động thủ giết người, không phải sao? Dẫu sao, hắn cũng không muốn ở Nam Tiêu Ly trước mặt, bại lộ mình mặt mũi thật. Hắn nhìn Diệp Thần, ngoài mặt một mảnh yên tĩnh, nhưng trong lòng thì có chút thấp thỏm. Nếu là Diệp Thần không đáp ứng, hết thảy liền thất bại trong gang tấc à. Đây là, Diệp Thần tùy ý nói, vừa vặn, ta cũng đối với ngày này khách rừng, có chút hứng thú. Lục Băng cười ha ha một tiếng, nhưng đáy mắt ý định giết người đã đang điên cuồng phiên trào, ngứa tay. Hắn nguyên vốn cho là, Diệp Thần sẽ có cảnh giác, sẽ cần hắn phí lần trước lần miệng lưỡi, tiến hành thuyết phục Vân. Vân, có thể không nghĩ tới Diệp Thần không chỉ có thực lực rác rưởi, còn là một ngu xuẩn à. Lại, dễ dàng như vậy liền tin hắn phen này giải thích. Ha ha, Lục Băng cũng có chút hiếu kỳ, Diệp Thần là như thế nào sống đến hôm nay. Rất nhanh, Lục Băng cùng Diệp Thần liền hướng bữa trước khách rừng vào miệng đi tới. Mà đang ở hai người rời đi gian phòng đồng thời, một đạo màu vàng sậm bóng người nhưng là chợt từ trong phòng thoát ra, chính là Tiểu Kim. Diệp Thần có chút bất ngờ Tiểu Kim bây giờ muốn đi nơi nào. Bất quá, vậy không quá mức để ý, Tiểu Kim linh tính cực mạnh sẽ không chạy mất, hơn nữa, hắn hấp thu Nhan Tuyền Nhi đạo linh lửa hơi thở, Diệp Thần muốn, có thể rất dễ dàng cảm giác được Tiểu Kim vị trí. Hai người một đường đi tới trước, không lâu lắm, liền đi tới một mặt bình phong trước. Cái này bình phong cực lớn, chừng trên 100 mét chiều rộng, bình phong bên trên, vẽ trước một bộ sơn thủy đồ, mây mù lượn quanh, thanh sơn trùng trùng, nước chảy vần quanh, giống như thế ngoại đào nguyên vậy cảnh trí. Bất quá, để cho hai người chú ý, nhưng là bình phong bên trong, tản ra không gian ba động. Cái này bình phong, chính là vô cùng là hiếm thấy không gian dị bảo. Mặc dù không đạt tới hoàng tuyển đồ, giá trị cũng là kinh người. Lục Băng trong mắt vui mừng, hơn nữa đậm đà. Hắn lấy ra vậy trương màu vàng thẻ phòng, hướng về phía bình phong vung lên, một khắc sau, một đạo quang hoa liền rơi vào bình phong bên trên, toàn bộ bình phong lên hình vẽ cũng hơi mông lung, nhăn nhó, rồi sau đó liền hiện lên một cái mơ hồ vào miệng. Lục Băng nhìn về phía Diệp Thần cười nói, Diệp công tử, mời. Diệp Thần vô cùng tùy ý bước ra bước chân, liền trực tiếp bước vào vậy bình phong bên trong, thấy một màn này, Lục Băng khóe miệng nụ cười, hoàn toàn tàn nhẫn đứng lên. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Thần cùng Lục Băng liền đi tới một mảnh thiên địa khác bên trong. Diệp Thần nhìn quanh thân sơn thủy, trong mắt lóe lên lau một cái vẻ kinh ngạc, không thể không nói, cái này thiên khách lâu chủ nhân sáng tạo cái này mảnh không gian rất hoàn mỹ, lại là cơ hồ không nhìn ra người nào công dấu vết. Bất quá, cái này một phiến cảnh đẹp, hôm nay, nhưng không khỏi tản mát ra một loại lạnh lẽo, sơ sắc tiêu điều cảm giác. Đến nơi này mảnh không gian sau đó, Lục Băng rốt cuộc không sắp xếp. Hắn lạnh lùng nhìn Diệp Thần, sát ý tách thả ra, vô hình này sát ý cơ hồ hóa thành thực chất, cái này một phương thiên địa đều bị liền ảnh hưởng. Ngay tại hai người mới vừa tiến vào bình phong sau đó, một bóng người chớp mắt liền đi tới bình phong trước. Bóng người kia vô cùng thướt tha, nhìn lại là một tên tuyệt thiếu nữ xinh đẹp. Mà thiếu nữ này trên tay, đang ôm trước một đầu màu vàng sậm con mèo nhỏ, chính là Nam Tiêu Ly. Nàng nhìn vậy bình phong. Mắt đẹp bên trong hiện lên như có vẻ suy nghĩ nói, Diệp Thần và Lục Băng làm sao mình chạy tới loại địa phương này. Tiểu Kim, người dẫn ta tới nơi này, là muốn nói cho ta cái gì? Vừa nói, nàng ánh mắt lóe lên một tí, trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm xấu, nói nhỏ, đã như vậy, ta liền theo sau, xem kết quả đi. Vừa nói, hắn trước ngực chỗ, một quả giống như trân châu vậy dây chuyền tản mát ra một hồi mê ly ngũ sắc quang mang, ánh sáng bên trong. Nam Tiêu Ly thân hình ngay tức thì ảm đạm, trong suốt đứng lên, một khắc sau liền dần dần không nhìn thấy ở vậy bình phong sau đó.
Diệp Thần nhìn giờ phút này lộ ra sát cơ Lục Băng, nhàn nhạt nói, Lục công tử, người không phải nói muốn uống trà không? Đây là muốn làm gì? Lục Băng nghe vậy, cười, vô cùng mỉa mai cười, hắn nhìn Diệp Thần, giống như nhìn trên đất con kiến vậy nói, ha ha, con kiến hôi tiểu tử, đến bây giờ còn ở ảo tưởng. Còn không chịu đối mặt thực tế đâu. Ngươi lấy là, lấy ta Lục Băng thân phận, thật sẽ hướng ngươi như vậy con kiến hôi nói xin lỗi, còn muốn mời ngươi uống trà. Ha ha, lại mỹ vị linh trà, và con kiến hôi cùng uống vậy chỉ sẽ để cho người buồn nôn chứ. Vừa nói, hai người quanh thân nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống tới băng điểm trở xuống, Lục Băng cả người còn chân cảnh bảy tầng thiên hơi thở, dần dần phun trào, hắn giống như là một đầu thấy con mồi rắn độc vậy. Vô cùng hung tàn nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, đáng chết tiểu tử, thực lực rác dưới, còn ngu muội rốt nát, ta là phải đem ngươi dẫn tới cái này mảnh không gian bên trong giết ngươi, biết không? Ngươi chết tại đây bên, không có ai sẽ biết, thần không biết quỷ không hay, ngươi chưa thấy được cái này phiến thế ngoại đào nguyên làm ngươi nghĩa địa, thật không tệ sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, trong mắt mãnh liệt chiến ý mãnh liệt, Lục Băng quả thật rất mạnh, nhưng, muốn giết hắn. Còn kém một ít. Mà một người còn chân cảnh bảy tầng thiên tồn tại, cũng để cho Diệp Thần, có chút nhao nhao muốn thử. Tầng thứ này cường giả, chính là khảo sát hắn hôm nay chiến lực, tốt nhất đối thủ. Mà giờ khắc này, ẩn thân ở một bên Nam Tiêu Ly, mặt đẹp bên trên đã viết đầy vẻ khó tin. Nàng con người chấn động nhìn vậy sắc mặt dữ tợn Lục Băng, thật là không cách nào tưởng tượng, như vậy hèn hạ tàn nhẫn người lại chính là cái đó nàng một mực làm bạn, thậm chí làm là ca ca tồn tại. Dẫu sao, Lục Băng có thể nói là phụng bồi nàng cùng nhau lớn lên, nàng đối với Lục Băng mặc dù không có tình yêu nam nữ, nhưng, vẫn là có hữu nghị. Có thể hiện tại, nàng mới biết, lúc đầu Lục Băng hiền lành, Lục Băng tao nhã lịch sự vân. Vân, đều là ngụy trang à. Hắn chân chính khuôn mặt lại là một cái như vậy thủ đoạn bỉ ổi, tâm cơ thâm trầm tiểu nhân hèn hạ. Nam Tiêu Ly trong chốc lát không cách nào hít thở, nàng cảm giác được cực lớn phản bội. Diệp Thần trong cơ thể linh lực ở kinh mạch bên trong lao nhanh trước, liền muốn ra tay, nhưng đột nhiên gian, hắn nhưng là thần sắc động một cái, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Rất nhanh, hắn linh lực trong cơ thể liền bình phục đi xuống, hắn sắc mặt rửng rưng nhìn Lục Băng nói, Lục Băng, người đem ta mang nhập chỗ này không gian, trên đường có lẽ chỉ có người thấy được, nếu như ta chết ở chỗ này, người không sợ Nam Tiêu Ly biết. Người không sợ, nàng xem thấu người bộ mặt thật. Lục Băng nghe vậy, chính là ha ha phá lên cười nói, làm sao? Ngươi còn trông cậy vào Nam Tiêu Ly đi ra cứu ngươi. Ha ha, không muốn nằm mơ, nơi này là dị không gian, ngươi coi như muốn ở chỗ này truyền ra linh tin, cũng không làm được. Hơn nữa, coi như bị phát hiện thì thế nào? Ngươi còn không biết sao? Nam Tiêu Ly nhìn như có chút một cách tinh quái, trên thực tế, đơn thuần phải cùng heo như nhau, chỉ cần không có tuyệt đối chứng cớ, ta có thể dễ dàng đem nàng lừa bịp được. Ha ha, Diệp Thần, hiện tại, ngươi thể nghiệm đến cảm giác tuyệt vọng liền sao? Lục Băng giờ phút này, nụ cười đều phải liệt đến bên tai, quá thống khổ, sảng khoái. Hắn dọc theo con đường này không lúc nào không nghĩ tới làm sao hành hạ Diệp Thần, để cho Diệp Thần sống không bằng chết, sợ hãi cầu xin tha thứ, hiện tại, rốt cuộc có thể được như nguyện. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng là lạnh như băng thanh âm cô gái, nhưng ở Lục Băng bên tai vang lên nói, được. Giỏi một cái Lục Băng, lúc đầu, ta ở trong mắt ngươi chính là một cái heo vậy kẻ ngu. Ha ha, có lẽ, ta quả thật rất ngu, cho đến ngày hôm nay, mới nhận biết ngươi làm người. Lục Băng nghe vậy, trên mặt nụ cười ngay tức thì đọng lại, hắn không dám tin tưởng hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, chỉ gặp, nơi đó, hiện lên một đạo hắn ngày nhớ đêm mong, có thể, giờ phút này, nhưng không muốn thấy nhất cô gái bóng người. Không phải Nam Tiêu Ly, còn có ai? Nam Tiêu Ly nguyên bổn chính là và Lục Băng cùng cấp tồn tại, mặc dù, Nam Tiêu Ly là mới vừa bước vào còn chân cảnh bảy tầng thiên, nhưng, Nam Tiêu Ly thân là ngũ đế hoàng tộc, lại là siêu cấp yêu nghiệt, thực lực chân thật căn bản không ở Lục Băng dưới, hắn bí mật thuật, vậy vô cùng là cao minh, liền Lục Băng khinh thường dưới cũng không có phát hiện Nam Tiêu Ly tồn tại. Hắn ngu, tâm thần cũng muốn sụp đổ à? Nam Tiêu Ly tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Mới vừa rồi vậy một phen, nàng đều nghe được. Lục Băng muốn giải thích rõ, có thể, cho dù là hắn cũng không nghĩ ra bất kỳ viện cớ à. Mấy trăm năm qua ngụy trang, tâm huyết,
ngay tức thì liền thất bại trong gang tấc. Hắn thật là muốn nổi điên, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cái kết quả này à. Rõ ràng là hắn tới hành hạ Diệp Thần, làm sao ngược lại thì hắn bị đẩy vào nơi vạn kiếp bất phục. Trở thành Nam Tiêu Ly đạo lữ là Lục Băng cả đời này theo đuổi lớn nhất, bởi vì vậy thì đồng nghĩa với hắn ở trên trời điện bên trong, địa vị trí cao vô thượng. Hiện tại, không hy vọng. Cái này, thật là so giết hắn, còn muốn cho hắn khó chịu à. Mà Diệp Thần sở dĩ không có lựa chọn ra tay, cũng là bởi vì là Nam Tiêu Ly, hắn rõ ràng Nam Tiêu Ly tính cách. Nếu như tự mình ra tay, Nam Tiêu Ly sợ rằng vì hắn an toàn sẽ lập tức ra tay ngăn cản Lục Băng, mà hắn bại lộ mình tồn tại sau đó, Lục Băng có thể còn sẽ dùng cái khác mượn cớ, lừa gạt Nam Tiêu Ly. Vì Nam Tiêu Ly cân nhắc, Diệp Thần không muốn để cho nàng bị Lục Băng thứ người như vậy lừa gạt, cho nên, hắn lựa chọn không ra tay, mà là để cho Nam Tiêu Ly hoàn toàn nhận rõ người này bộ mặt thật. Diệp Thần nhìn sắc mặt đã một phiến tái mét, óc đều cơ hồ ngừng vận chuyển Lục Băng. Cười nhạt một cái nói, hiện tại, ngươi thể nghiệm đến cảm giác tuyệt vọng liền sao? Lục Băng nghe vậy, cơ hồ muốn bộc phát. Hắn cặp mắt ngay tức thì ứ máu, trong nháy mắt, một cái điên cuồng ý niệm ở hắn đầu óc bên trong mãnh liệt, nếu bị khám phá, không bằng, đem Diệp Thần và Nam Tiêu Ly cùng nhau giết. Dù sao, ở nơi này dị không gian bên trong, thần không biết quỷ không hay, không phải sao? Nếu hắn không có được, người khác cũng đừng nghĩ đạt được. Hơn nữa, giết Nam Tiêu Ly, hắn ở Nam Tiêu đế quân trước mặt, vẫn là cái đó tao nhã lịch sự, phong độ nhanh nhẹn Lục Băng. Bất quá, rất nhanh, lý trí liền để cho hắn buông tha sự lựa chọn này. Ngược lại không phải là hắn lương tâm phát hiện, mà là hắn rất rõ ràng, thật sống chết tương bác, mình chưa chắc có 100% chắc chắn đánh bại Nam Tiêu Ly. Mấu chốt nhất là, Nam Tiêu Ly sau lưng còn có một tên Nam Tiêu Thiên Điện cường giả bảo vệ. Cường giả này là hắn vô luận như thế nào đều không cách nào địch nổi, coi như giờ phút này, cường giả này không có đi theo Nam Tiêu Ly tiến vào cái này dị không gian, một khi phát sinh chiến đấu, vậy cường giả lập tức sẽ sinh lòng cảm ứng, mà mình không cách nào trong nháy mắt giết Nam Tiêu Ly mà nói, đợi chờ mình liền chỉ có chết. Cho nên nói, Lục Băng, lần này là chỉ có thể nhận thua. Hắn không nói gì, sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn Diệp Thần một mắt sau đó, liền trực tiếp. Rời đi cái này mảnh không gian, biến mất không gặp. Lần này, Lục Băng là hoàn toàn đem Diệp Thần hận thấu xương. So thù giết cha còn muốn hận. Lục Băng rời đi sau đó, Nam Tiêu Ly vậy hàn xương vậy mặt đẹp nhanh chóng ảm đạm xuống, nàng cúi đầu đi tới Diệp Thần bên người, tiểu kim thân hình động một cái, liền nhảy tới Diệp Thần trên mình. Diệp Thần nhìn tiểu kim, lắc đầu một cái, tiểu kim linh tính kinh người, lại là biết hắn sẽ gặp nguy hiểm. Mà cầm Nam Tiêu Ly mang tới. Có thể, Nam Tiêu Ly xuất hiện, tương đương với để cho hắn mất đi một lần kiểm chứng mình đoạn thời gian này thu hoạch tốt cơ hội. Hơn nữa, mặc dù, hắn chỉ là vì Nam Tiêu Ly lo nghĩ, mới không có ra tay, nhưng có chút giống là tránh đánh. Loại cảm giác này, Diệp Thần không thích, vô cùng là không thích. Không chỉ là Lục Băng muốn giết hắn, hắn cũng muốn giết Lục Băng. Mặc dù, hắn lá bài tẩy dốc hết dưới tình huống, phỏng đoán, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng Lục Băng chiến bình, nhưng, cái này không ý nghĩa, không có đánh chết Lục Băng cơ hội. Bởi vì, hắn biết, Lục Băng là muốn hành hạ hắn, sẽ không để cho hắn ung dung chết đi, cho nên, nhất định sẽ khinh thường, đây là giết chết Lục Băng tốt nhất cơ hội. Có thể, bỏ lỡ, lần sau tái chiến liền khó mà nói. Dĩ nhiên, hắn sẽ không vì vậy đi quái Tiểu Kim và Nam Tiêu Ly. Nam Tiêu Ly thần sắc tịch mịch mở miệng nói, Diệp Thần, thật may có ngươi ở đây, nếu không phải Lục Băng đối với ngươi động sát tâm, ta có thể cả đời, cũng sẽ bị hắn lừa dối. Thậm chí, tương lai còn có thể gả cho hắn, mặc dù ta đối với hắn không có phương diện kia cảm tình, nhưng ta phụ hoàng nhưng vô cùng là coi trọng Lục Băng, mà ta nguyên bản đối với hắn vậy so người xa lạ thân cận rất nhiều, nếu như không có gặp phải thích người, tương lai có một ngày, ta có thể sẽ thỏa hiệp, nghe theo phụ hoàng an bài. Cái này cũng không kỳ quái, trên thực tế, ở tu võ thế giới, đại đa số đều là phụ mẫu an bài hôn nhân, trai gái hai bên mến nhau kết hợp, ngược lại mới là số ít. Bởi vì, tu võ thế giới, thực lực mới là hết thảy, cảm tình là thứ yếu, đã như vậy, do trưởng bối tới an bài là lựa chọn tốt hơn. Ừ, Diệp Thần tùy ý đáp một tiếng nói, chúng ta cũng trở về đi, ta muốn tu luyện.
vừa nói, liền tự nhiên rời đi cái này dị không gian. Nam Tiêu Ly mắt thấy Diệp Thần rời đi, không khỏi có chút ngây ngẩn, mắt đẹp của nàng mơ hồ ảm đạm một tí, dậm chân nói cái này. Tên này, thấy bổn cô nương như thế thương tâm khổ sở hình dáng, lại ừ một tiếng, liền đi. Diệp Thần loại thái độ này, nhìn như thật là giống như đối với Nam Tiêu Ly không có bất kỳ hứng thú, lười được quản như nhau. Nam Tiêu Ly vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy điều hưu. Loại cảm giác này đối với một cái cô gái mà nói, đặc biệt là Nam Tiêu Ly như vậy, từ nhỏ chính là chúng tinh phủng nguyệt cô gái mà nói, là một loại đả kích. Nàng không khỏi được có chút ủy khuất nghĩ đến, hừ, ta lặng lẽ tiến vào cái này dị không gian, chính là lo lắng an nguy của ngươi, ngươi ngược lại tốt, đối với ta lạnh nhạt. Chẳng lẽ, ta ở trong lòng ngươi, cứ như vậy để cho ngươi không ưa sao? Nam Tiêu Ly mặc dù xuất thân cao quý, khí chất có chút trong trẻo lạnh lùng, nói cho cùng vẫn là một cô thiếu nữ tâm tư chính là sẽ bởi vì một ít chuyện nhỏ lên lên xuống xuống. Trên thực tế, Diệp Thần ngược lại không phải là đối với Nam Tiêu Ly có cái gì bất mãn, chỉ là, bỏ lỡ một lần tiêu diệt Lục Băng cơ hội, để cho hắn có chút buồn bực thôi. Hai đạo thân ảnh, xuất hiện ở bình phong trước, chính là Diệp Thần cùng Nam Tiêu Ly, Diệp Thần đi tới cửa phòng của mình trước, quay đầu nhìn một cái tâm trạng tựa hồ vô cùng là thấp Nam Tiêu Ly, ánh mắt chớp động một tí, hắn đem trong ngực Tiểu Kim ôm ra, thấp giọng nói Tiểu Kim, người chị này tâm tình không tốt, tối nay. Ngươi ở nàng bên người bồi bồi nàng, để cho nàng mở để tâm một chút. Tiểu Kim nghe vậy, tựa hồ có chút không tình nguyện, có thể khi nó thấy được Nam Tiêu Ly thần sắc lúc đó, vẫn là nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi vào Nam Tiêu Ly trong ngực. Nam Tiêu Ly sửng sốt một chút, ngay sau đó, mặt đẹp bên trên toát ra một nụ cười sáng lạng, xem ra, Diệp Thần cũng không phải hoàn toàn gỗ mà, còn biết để cho mình vui vẻ. Chẳng biết tại sao. Nam Tiêu Ly trong lòng lại là có chút nhỏ đắc ý, cảm giác tim đập cũng mau một phần, mặt đẹp vậy hơi hiện lên đỏ lên. Diệp Thần nhìn Nam Tiêu Ly, thần sắc có chút cổ quái, ừ. Không nghĩ tới Nam Tiêu Ly lại thích Tiểu Kim đến tình cảnh này, bất quá là để cho Tiểu Kim bồi bồi nàng, cao hứng được mặt đỏ dần. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tiến vào trong nhà lúc đó, Nam Tiêu Ly nhưng là mở miệng nói, Diệp Thần, chờ một tí. Diệp Thần nhìn về phía Nam Tiêu Ly nói, thế nào? Nam Tiêu Ly ngưng mắt nhìn Diệp Thần hỏi, Diệp Thần, người thực lực là không phải vượt xa cảnh giới. Đây là mới vừa Nam Tiêu Ly ở dị không gian bên trong phát hiện. Diệp Thần ở dị không gian bên trong, vận chuyển linh lực lúc cho nàng một loại rất cảm giác kỳ diệu, vậy. Tựa hồ là một loại uy hiếp. Lúc ấy, Nam Tiêu Ly sợ ngây người, Diệp Thần lại có thể để cho nàng cảm nhận được uy hiếp. Mặc dù, rất mơ hồ, nhưng vậy thật quá kinh khủng à. Hơn nữa, hắn có thể tùy tiện thu phục người khác cầm gia trí bảo cũng thu phục không được tà hỏa long mèo, cùng với cùng Tần Tử Vi như vậy tích chữ ở cùng xuất hiện vân. Vân, nếu nói là Diệp Thần là một tên thông thường càn khôn cảnh tồn tại, Nam Tiêu Ly đánh chết vậy không tin. Diệp Thần trầm mặc chốc lát, gật gật đầu nói, không sai. Nam Tiêu Ly nghe vậy, khẽ mỉm cười. Không có tiếp tục hỏi Diệp Thần thực lực kết quả như thế nào, cái này là võ giả bí mật. Ngay sau đó, Nam Tiêu Ly lấy ra một cái túi đựng đồ, ném cho Diệp Thần nói, sao, cái này đưa cho ngươi. Đây là... Diệp Thần có chút nghi ngờ, ngay sau đó, thần niệm đảo qua, một khắc sau, trong mắt chính là hiện lên một vẻ khiếp sợ vẻ nói, đạo tinh. Hơn nữa như thế nhiều. Túi đựng đồ này bên trong, bất ngờ là 20 cái đạo tinh à. Hơn nữa, phẩm chất cũng rất cao. Số lượng này không nhỏ, cho dù là rất nhiều thiên nhân vực gia tộc lớn cũng sẽ cảm thấy đỏ con mắt trình độ. Phải biết, cho dù ở mọi người tộc bên trong, rất nhiều con em, có lúc còn chỉ có thể cùng chung một quả đạo tinh tiến hành tu luyện. Nam Tiêu Ly có chút mừng rỡ nói, ngươi quả nhiên biết, Diệp Thần, lấy ngươi thực lực mới có thể cắn nuốt được đạo tinh chứ. Diệp Thần nói, có thể là có thể. Chỉ là, theo ta biết. Cái này tinh rất chân quý. Nam Tiêu Ly cười nói, đối với người khác là rất chân quý, đối với ta cũng không phải là, chỉ là ta trên tay, còn có mấy trăm cái đạo tinh đâu, người cầm trước, dùng hết rồi lại theo ta nói. Trên thực tế, cái này mấy trăm cái đạo tinh, Nam Tiêu Ly đều có thể toàn đưa cho Diệp Thần, chỉ là, nàng lo lắng cho quá nhiều, Diệp Thần hấp thu thật mạnh, sẽ bị thương. Dẫu sao, Diệp Thần coi như thực lực hơn người. Có thể cuối cùng là càn khôn cảnh tồn tại, ở Nam Tiêu Ly trong mắt,
tối đa cũng chỉ có thể so với còn chân cảnh sơ kỳ đi, có lẽ, hấp thu đạo tinh đối với hắn mà nói vẫn có chút miễn cưỡng. Diệp Thần không nhịn được nuốt nước miếng một cái, Nam Tiêu Ly không hổ là ngũ đế hoàng tộc, thiên điện đế tôn con gái à. Đây đối với người khác mà nói, vô cùng chân quý đạo tinh, ở Nam Tiêu Ly trước mặt giống như trên đất đá như nhau. Bất quá, Diệp Thần hay là muốn cự tuyệt, có thể đây là, Nam Tiêu Ly nhưng là có chút hoạt bát nói, ngươi lần này giúp ta một cái bận rộn, ta cảm ơn ngươi hợp tình hợp lý, tốt lắm, ta phải về phòng tu luyện. Vừa nói, thân hình chớp mắt, liền trực tiếp rời đi, không có cho Diệp Thần cự tuyệt cơ hội. Đây là, Huyền Hàn Ngọc thanh âm ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên, nàng cười trêu nói, Diệp Thần, làm tiểu bạch kiểm cảm giác có phải hay không cũng không tệ lắm. Hiện tại, người biết tại sao cùng hoàng tộc kết thành đạo lữ liền có thể trực tiếp gia nhập thiên điện chứ? Diệp Thần mặt lộ vẻ cười khổ nói, nếu như hoàng tộc đạo lữ gia nhập thiên điện, trong tay đạo tinh còn có thể nói là ở trên trời điện quản khống dưới, mà nếu như hoàng tộc đạo lữ không cách nào gia nhập thiên điện, sợ rằng cái này tinh thì phải chảy ra. Đối với hoàng tộc mà nói, đạo tinh là rất dễ được, như vậy, những hoàng tộc này đối mặt người thương làm sao sẽ hà tiện đạo tinh đâu? Có thể, năm đại thiên điện mới có thể có hôm nay địa vị, hoàn toàn là bởi vì hắn lũng đoạn đạo tinh. Đạo tinh không chịu hắn nắm trong tay, tuyệt không phải một cái tin tốt. Phải biết, mấy trăm cái đạo tinh, có thể là một cái gia tộc lớn, mấy năm khổ cực là trời điện dốc sức toàn bộ thu hoạch à, mà Nam Tiêu Ly tùy tùy tiện tiện là có thể cho hắn, hơn nữa, cái này còn chỉ là hai người là bạn dưới tình huống. Vì vậy, có cái loại này truyền thống vậy không kỳ quái, đem hoàng tộc đạo lữ hấp thu vào thiên điện bên trong, trên thực tế là đối hắn một loại quản lý. Thậm chí, lấy Diệp Thần cùng Nam Tiêu Ly bây giờ giao tình đều đã đủ để gia nhập thiên điện, coi như không gia nhập, Nam Tiêu Ly chỉ sợ cũng sẽ không ngừng cho Diệp Thần cung cấp đạo tinh, Nam Tiêu thiên điện, chỉ có thể để cho Diệp Thần trở thành môn hạ đệ tử. Hắn mặt lộ vẻ cười khổ, ừ, hắn hiện ở cái tình huống này, và trong truyền thuyết ăn bám, tựa hồ có chút giống. Bất quá, Diệp Thần ngược lại cũng không phải kiểu cách người, lúc này, liền quay trở về trong phòng, nhìn vậy một túi đạo tinh, cặp mắt híp lại. Nếu như đem những thứ này đạo tinh, toàn bộ để cho tiểu hắc hấp thu, hắn hỗn độn khí diễm sẽ tăng lên đến cái gì một cái trình độ. Diệp Thần không khỏi được có chút mong đợi. Lúc này, hắn liền lấy ra một quả đạo tinh, trực tiếp bắt đầu chiếm đoạt. Bất quá, nhưng không có đem đạo tinh bên trong năng lượng luyện hóa, mà là, đem bơm vào đến ở trong cơ thể ngủ say tiểu hắc thân thể bên trong. Một khắc sau, tiểu hắc bên ngoài thân hắc quang bỗng nhiên cường thịnh đứng lên. Mặc dù còn không có tỉnh lại, nhưng, Diệp Thần rõ ràng từ nhỏ hắc trong thần hồn, cảm nhận được liền một cổ mừng rỡ ý. Thời gian trôi qua, rất nhanh, một quả đạo tinh liền bị tiểu hắc, hoàn toàn hấp thu, lấy kinh khủng như vậy tốc độ, đem một quả đạo tinh luyện hóa xong thành, thật là không tưởng tượng nổi. Những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt, thậm chí là Nam Tiêu Ly biết, phỏng đoán cũng sẽ xem thế là đủ rồi chứ. Nhưng, đối với Diệp Thần mà nói nhưng là bình thường bất quá chuyện. Ngày thứ hai, hắn mở hai mắt ra, trong mắt mơ hồ thiêu đốt một cổ màu đen kiêu căng, hắn khóe miệng dương lên một nụ cười, cái này tăng lên hắn rất hài lòng. Một quả đạo tinh, để cho hắn hỗn độn khí diễm, tăng lên 5% cỡ đó, đừng xem nhẹ cái này 5%, đây là thế chấp cùng lượng toàn diện tăng lên, nói cách khác, hấp thu xong 20 cái đạo tinh, vừa vặn để cho hỗn độn khí diễm cường hóa gấp đôi. Cái kết quả này đã rất tốt, đối với thực lực tăng lên là to lớn. Bất quá, hắn đồng thời cảm thấy, nếu như hỗn độn khí diễm cường hóa gấp đôi sau đó, có thể, sẽ tiến cấp, lên cấp sau đó, muốn lại còn tăng lên, yêu cầu đạo tinh liền sẽ thật to gấp bội. Đến lúc đó, mặc dù có Nam Tiêu Ly cái này tiểu phú bà chống đỡ, cũng chưa chắc có thể thỏa mãn hắn nhu cầu, hơn nữa, hắn vậy ngại quá lại từ Nam Tiêu Ly nơi đó cầm đạo tinh, như vậy không phải thật thành tiểu bạch kiểm sao. Cho nên, vẫn là cần muốn gia nhập thiên điện. Đây là, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa, Nam Tiêu Ly thanh âm vang lên nói, Diệp Thần, hôm nay chính là tự cử đan hạnh cùng Lục Trường Phong đánh một trận ngày, chúng ta mau đi xem một chút đi. Diệp Thần thần sắc động một cái, ánh mắt có chút phức tạp, chậm rãi đứng lên. Một tòa vô cùng rộng rãi quảng trường bên trong, đứng sừng sững một tòa do toàn thân do loại nào đó đá quý, điêu khắc thành pho tượng khổng lồ. Pho tượng kia, chừng trên 100 mét lớn. Hơn nữa, thợ điêu khắc vô cùng được,
trông rất sống động. Hắn điêu khắc, bất ngờ là một loại tương tự với chó sói đồng cỏ yêu thú. Cái loại này chó sói là một loại thời đại thượng cổ yêu thú, tên là chỉ chó sói, nghe nói, chỉ chó sói vô cùng hiếu chiến, hôm nay, đã sớm tuyệt tích. Mà chỉ chó sói, đồng dạng cũng là tự cư nhà đồ đằng. Truyền thuyết, tự cư nhà người thừa kế chỉ chó sói huyết mạch. Mà quảng trường này chính là tự cư nhà bỏ vốn xây dựng đấu võ trường. Trong sân xây cất một tòa do tương tự hoàng kim hoa kim loại quý chế tạo, vô cùng tinh xảo chiến đài, so với ngày đó tự cư đan hạnh lấy ra thiên tinh chiến đài, cao hơn cùng mấy cái cấp bậc. Cái này tự cư đấu võ trường, trong ngày thường rất ít vận dụng, bởi vì không phải là người nào đều có tư cách ở nơi này đấu võ trường bên trong tiến hành chiến đấu, cho nên rất ít có người tới đến chỗ này. Mà ngày nay, cái này tự cư đấu võ trường nhưng là đầy ắp cả người. Đấu võ trường chung quanh trên khán đài đã ngồi đầy bóng người. Bởi vì, hôm nay là Lục Trường Phong khiêu chiến tự cư đan hạnh ngày. Giờ phút này, tự cư Dương ngồi đang đến gần hoàng kim chiến đài chỗ khách quý ngồi, trên gương mặt tràn đầy nụ cười, tự cư đan hạnh có thể gả cho Lục Trường Phong, ở hắn xem ra là chuyện may mắn, lớn chuyện may mắn, cả gia tộc chuyện may mắn. Hơn nữa, ngay tại ngày hôm qua con gái mình, tựa như thông suốt vậy, cuối cùng đồng ý cuộc chiến đấu này. Tự cư Dương nguyên bản sách theo tim vậy rốt cuộc để xuống, chỉ cần tự cư đan hạnh nguyện ý cùng Lục Trường Phong đánh một trận, như vậy, tự cư đan hạnh trở thành Lục Trường Phong người phụ nữ, trên căn bản chính là ván đã đóng thuyền chuyện. Tự cư nhà vậy hoàn toàn có thể ôm lên Lục gia bắp đùi. Đừng xem tự cư nhà nhìn như phát triển không tệ, nhưng, nếu nói là ở trên trời điện bên trong địa vị, có thể so với Lục gia kém xa. Đây là, tự cư Dương nhìn xem mặt trời, hướng về phía ngồi ở bên cạnh yên lặng không nói tự cư đan hạnh nói, hạnh nhi, giờ lành đã đến, lên đài đi. Tự cư đan hạnh không nói một lời, thân hình động một cái, cũng đã rơi xuống vậy hoàng kim chiến trên đài. Mọi người thấy tự cư đan hạnh ngay tức thì, chính là không nhìn được con người co giúp một cái, từng cái nam tử ánh mắt đều có chút mê ly, muốn trầm luân. Thật là đẹp. Tự cư đan hạnh thật sự là đẹp đến không cách nào hình dung bước à.